Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Chuyện này chẳng khác nào và thẳng vào mặt tiên huyết thần vương Huyết hà chân thần lại mất mạng ngay dưới mí mắt tiên huyết thần vương Thử hỏi tiên huyết thần vương sao không tức giận cho được Chỉ là đối mặt với tiên huyết thần vương đang tức giận nhưng sắc mặt lục trường sinh vẫn bình thản như không Hắn nhìn qua lạc võ thánh, từ tốn nói Lạc võ thánh, đừng quên mở đá ghi hình, tiếp tục ghi hình như cũ dứt lời thánh thể hỗn độn cao nghìn trượng trong hư không động dầm thánh thể đấm ra một quyền trong hư không phảng phất đầy trời đều là quyền ảnh của lục trường sinh đây là ba loại vô lượng thần thông tăng phúc gấp mấy trăm lần một quyền này chính là một quyền sánh thần vương hàng thật giá thật cái gì không chỉ có tiên huyết thần vương chấn kinh mà lạc võ thánh lại càng chấn kinh hơn hắn thật sự không dám tin vào hai mắt của mình nữa lục trường sinh có thể đánh ra một kích của thần vương ư nói cách khác lục trường sinh có thể sánh với địa thánh chuyện này thật sự là quá kinh người từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có vị nhân thánh nào có thể so sánh với địa thánh cho dù là đánh ra một kích của địa thánh cũng không có khả năng giữa nhân thánh và địa thánh có rãnh trời rộng lớn không thể vượt qua cả hai khác nhau một trời một vực thế nhưng giờ sự thật đang ở ngay trước mắt lục trường sinh thật sự đã đánh ra một kích của thần vương nhìn tiên huyết thần vương là biết tiên huyết thần vương cực kỳ phẫn nộ máu tươi phủ đầy trời hắn cũng ngưng tụ ra một nắm đấm hung hăng đánh về phía thánh thể hỗn độn của lục trường sinh song phương không có chiến thuật gì hết hoàn toàn là chính diện cứng đối cứng ẩm ẩm rốt cục cả hai đòn công kích hung hăng va chạm với nhau hư không vỡ tan đầy trời máu tươi đều bị dư âm tách ra thế nhưng lạc võ thánh thấy va chạm giữa hai bên thật sự là thế cân bằng người này không thể làm gì được người kia chí ít một kích trước mắt này chính là như thế song phương ngang sức ngang tài mà hết thảy đều đã được đá ghi hình của lạc võ thánh ghi lại thần vương thật sự sánh ngang một kích của thần vương lạc võ thánh trợn mắt hốc mồm quả thực vẫn không thể tin được thế nhưng đây lại là sự thật sự thật hắn tận mắt nhìn thấy nếu như không phải được tận mắt chứng kiến bất kể thế nào hắn cũng sẽ không tin lục trường sinh có thể đánh ra một kích của thần vương thậm chí còn sánh ngang với thần vương lạc võ thánh còn chờ gì nữa tranh thủ sử dụng đại na di phù đi chúng ta sẽ gặp lại ở phân bộ thánh minh nói xong thân ảnh lục trường sinh nhoáng lên một cái hắn sử dụng đại na di phù nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng lục trường sinh và tiên huyết thần vương cứng đối cứng không phải vì thật sự muốn đối kháng với tiên huyết thần vương tất cả chỉ vì hắn muốn đánh vỡ phong tỏa của tiên huyết thần vương mà thôi mà giờ phong tỏa của tiên huyết thần vương đã bị đánh phá lục trường sinh tất nhiên sẽ lập tức rời đi lạc võ thánh cũng lập tức sử dụng đại na di phù cứ thế bỏ trốn mất dạng chỉ còn lại có tiên huyết thần vương đang phẫn nộ gào thét thời gian nhoáng cái đã qua một tháng tại phân bộ thánh minh Lạc Võ Thánh một lần nữa gặp được Lục Trường Sinh. Lục đạo hữu, sắc mặt Lạc Võ Thánh có chút phức tạp. Một tháng trước hắn và Lục Trường Sinh xuất phát cùng tới chỗ ẩn thân của Huyết Hà Chân Thần. Kết quả Lục Trường Sinh dùng một kích miểu sát Huyết Hà Chân Thần. Không chỉ có thế, hắn còn chính diện cứng đối cứng với Tiên Huyết Thần Vương, song phương ngang sức ngang tài. Lục Trường Sinh đã đánh ra một kích của thần vương. Đây quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Mà một tháng sau, hai người đều an toàn về tới phân bộ Thánh Minh lạc đạo hữu đá ghi hình vẫn còn nguyên chứ lục trường sinh hỏi tất nhiên vẫn còn nguyên lạc võ thánh lấy ra đá ghi hình lục trường sinh nhìn kỹ cảm thấy vô cùng hài lòng cảnh tượng hắn dùng một chiêu miểu sát huyết hà chân thần và đại chiến với tiên huyết thần vương đều đã được ghi lại lạc đạo hữu đây là một mảnh vỡ thần linh của ngươi thế nhưng ta hy vọng lạc đạo hữu có thể hỗ trợ lan truyền nội dung trong đá ghi hình rộng rãi để toàn phân bộ thánh minh đều biết chuyện lục mẫu và tiên huyết thần vương đại chiến Lục Trường Sinh trực tiếp nói ra, lan truyền nội dung trong đá ghi hình. Lạc Võ Thánh không khỏi kinh ngạc. Lục Trường Sinh đây là muốn phô trương ư? Bình thường không phải đều là dấu rốt, giả heo ăn thịt hổ sao? Sao giờ lại phô trương như vậy? Lạc Võ Thánh tất nhiên không biết Lục Trường Sinh làm thế vì có thể mau chóng thu hoạch đủ mảnh vỡ thần linh. Vậy thì phải thể hiện thực lực một cách thật hoành tráng, để những người có vị trí cụ thể của thần linh kia chủ động tới tìm Lục Trường Sinh hợp tác tổ đội thậm chí lạc võ thánh cũng rất nghi hoặc lục trường sinh rõ ràng đã thu được mảnh vỡ thần linh hơn nữa còn không chỉ một miếng sao hắn vẫn chưa rời khỏi thần vực chỉ là những chuyện này đều không liên quan gì tới lạc võ thánh được ta sẽ lan truyền nội dung trong đá ghi hình lạc võ thánh vẫn đồng ý hỗ trợ đây chỉ là việc nhỏ tiện tay mà thôi sau đó lạc võ thánh cầm mảnh vỡ thần linh rời đi đồng thời trước khi rời khỏi thần vực hắn còn không quên lan truyền nội dung trong đá ghi hình lần này toàn bộ phân bộ thánh minh đều chấn động nội dung trong một viên đá ghi hình đã khiến tất cả phân bộ thánh minh chấn động đó là cảnh một vị võ thánh đại chiến với chân thần thậm chí còn đấu với thần vương thật sự là quá rung động kẻ đó là tiên huyết thần vương đúng chính là tiên huyết thần vương còn kẻ trước đó bị một chiêu miểu sát là huyết hà chân thần ta vừa mới nhận được tin tức huyết hà chân thần đúng là chết thật rồi tiên huyết thần vương cũng đúng là đang có mặt tại thần triều huyết hà ở hơn nữa tựa hồ như hắn đang điên cuồng tìm kiếm gì đó. Vị võ thánh một chiêu miểu sát huyết hà chân thần, chính diện cứng đối cứng với Tiên Huyết Thần Vương hình như có chút quen mắt. Đó là Võ Thánh Lục Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Lần trước trên lôi đài Lục Trường Sinh lấy một địch ba, một chiêu đánh bại ba vị võ thánh đấy. Đúng rồi, Lục Trường Sinh, chính là hắn, thế nhưng hắn thật sự có thể sánh với Thần Vương ư? Có thể chính diện cứng đối cứng với Tiên Huyết Thần Vương, chắc chắn là hắn có thể bộc phát ra một kích của thần vương. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thì ra nhân thánh cũng có thể bộc phát ra một kích sánh ngang với địa thánh. Từ xưa đến nay Lục Trường Sinh chỉ sợ là vị nhân thánh đầu tiên bộc phát ra một kích của địa thánh. Thế nhưng đây cũng là một cơ hội, Lục Trường Sinh có thể bộc phát một kích của thần vương, nếu như tổ đội với Lục Trường Sinh thì chuyện đối phó đám chân thần kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay à. Trong lúc nhất thời, phân bộ Thánh Minh dấy lên sóng to gió lớn, nhưng càng nhiều người lại nghĩ tới khả năng khác, lập tức nghĩ đến cơ hội để đánh bại chân thần qua chuyện này chính là tổ đội với lục trường sinh chân thần rất khó giết đây là nhận thức chung của vô số võ thánh cho dù có rất nhiều võ thánh đỉnh tiêm liên thủ cùng nhau vây giết chân thần nhưng thật ra xác suất thành công cũng không cao lắm hoàn toàn chính là dựa vào tiêu hao mạnh mẽ mài chết chân thần nhưng một cách đó cũng có quá nhiều biến số nếu lỡ như khiến một vị thần vương tìm tới thì mấy vị võ thánh đó có thể toàn quân bị diệt thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước nữa rồi nếu như tổ đội với lục trường sinh sẽ không phải lo nguy cơ này phát sinh lục trường sinh có thể miểu sát chân thần gặp được chân thần như vậy tất nhiên chân thần sẽ bị đánh bạo hơn nữa dù thật sự xui xẻo gặp phải một vị thần vương vậy thì lục trường sinh cũng có thể đối kháng với thần vương từ đó giúp võ thánh an toàn trở lại phân bộ thánh minh cứ như vậy khả năng thu hoạch mảnh vỡ thần linh chẳng phải lớn hơn rất nhiều rồi sao trong phân bộ thánh minh có không ít người thông minh rất nhanh đã có người tìm tới lục trường sinh mà lục trường sinh gần như ai đến cũng không có từ chối chỉ cần có tin tức chính xác về thần linh thì lục trường sinh sẽ cùng họ tổ đội chém giết chân thần thu hoạch mảnh vỡ thần linh thời gian cứ thế nhoáng một cái trôi qua nửa năm lục trường sinh đã thu được mười mấy loại mảnh vỡ thần linh cả thảy không phải mười mấy mảnh vụn mà là mười mấy loại mảnh vỡ thần linh mỗi một loại mảnh vỡ thần linh chí ít cũng có một miếng phần lớn đều là hai tới ba miếng gom chung lại hắn đã có khoảng hơn hai mươi mảnh vỡ thần linh Ta tiến vào thần vực cũng được khoảng một năm, đã tới lúc rời khỏi thần vực rồi. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm, hắn mở bảng thuộc tính ra. Ký chủ Lục Trường Sinh, ngộ tính 988.3 bách thế truyền tụng, thánh thể hỗn độn, trung sinh chi thế 76%. Ngộ tính của hắn đã đạt tới hơn 98 vạn điểm, chẳng mấy nữa sẽ đạt tới một triệu điểm. Một khi ngộ tính đạt đến một triệu điểm như vậy, ngộ tính của Lục Trường Sinh nhất định sẽ lột xác. Về phần thánh thể hỗn độn. Nhờ có chúng sinh chi thế nên tiến độ cũng đã đạt đến 76%. Khoảng cách cảnh giới viên mãn 1% cũng không xa. Mà Lục Trường Sinh cũng từ mười mấy loại mảnh vỡ thần linh chọn ra 10 loại mảnh vỡ để cảm ngộ 10 loại quy tắc, từ đó nhìn thấy 10 loại thiên địa bản nguyên. Hiện tại chỉ chờ thánh thể hỗn độn đạt tới 1% viên mãn, sau đó dẫn động thiên địa bản nguyên, thôi động thánh thể, tấn thăng địa thánh. Cứ tiếp tục ở lại thần vực đúng là đã không có ý nghĩa gì nữa. Huống chi hiện giờ Lục Trường Sinh tại thần vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh không chỉ là đại danh vang khắp thánh minh mà kỳ thực giữa đám thần linh tại thần vực danh tiếng hắn cũng là vang vọng như sấm bên tai rồi các vị thần vương đều đang nhìn chằm chằm lục trường sinh thậm chí ánh mắt thần chủ cũng đã tập trung trên người lục trường sinh nếu hắn vẫn tiếp tục phô trương như thế nói không chừng có một ngày ngay cả thần chủ cũng sẽ bố trí bẫy dập dụ hắn nhảy vào thật sự tới lúc đó lục trường sinh hẳn cũng khó giữ được mạng bởi vậy lục trường sinh chuẩn bị dừng tay rời khỏi thần vực nghĩ tới đây lục trường sinh cũng không do dự thêm nữa đi lục trường sinh không thông báo với bất cứ kẻ nào giống như các võ thánh bình thường lặng yên không tiếng động rời khỏi thần vực một lần nữa quay về hải vực bao la bên ngoài sau đó lục trường sinh bay thẳng một mạch về phía thánh địa thiên hà lúc trước lục trường sinh xuất phát từ thánh địa thanh sơn hắn mất nửa năm thời gian để đi vào thần vực lúc này thời gian hắn từ thần vực quay về thánh địa thiên hà kỳ thực cũng không khác lắm chỉ là gần hơn một chút mà thôi thế nhưng cũng mất thời gian 5 tháng. Vùng biển này rất lớn. Lục Trường Sinh bay suốt một tháng vẫn không thể trông thấy bờ biển. Nhưng Lục Trường Sinh không tiếp tục phi hành. Một tháng sau Lục Trường Sinh đã tới một hòn đảo nhỏ giữa biển rộng. Hòn đảo nhỏ này hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có một ít chim biển rừng chân nghỉ lại. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống một tảng đá lớn. Hắn nhìn qua biển cả mênh mông bát ngát, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Đúng, Lục Trường Sinh đang chờ đợi. Một tháng qua ngộ tính của lục trường sinh đã đạt đến 998.3 điểm. Một tháng tăng một, điểm ngộ tính. Chỉ cần đợi thêm 5-6 ngày nữa là ngộ tính của lục trường sinh có thể đột phá cửa ải triệu điểm. Đến lúc đó, ngộ tính sẽ lột xác. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng. Vậy nên lục trường sinh mới tới hoang đảo, lẳng lặng chờ đợi thời khắc này tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Năm ngày thời gian, lục trường sinh cứ lẳng lặng khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn như vậy ánh nắng vẩy xuống người hắn gió biển mang theo một chút hương vị mặn mòi thổi quét qua mặt hắn trong lòng lục trường sinh chẳng hề dao động hắn vẫn vô cùng bình tĩnh hắn thậm chí còn không kiểm tra bảng thuộc tính khi thời khắc đó tới lục trường sinh tất nhiên sẽ biết tách đến một canh giờ nào đó của ngày thứ sáu lục trường sinh mở bừng mắt giờ khắc này không có chuyện kinh thiên động địa gì phát sinh bề ngoài lục trường sinh thậm chí cũng không có bất cứ biến hóa nào trong hư không vẫn như cũ an tĩnh thậm chí còn có tiếng chim biển kêu to thế nhưng lục trường sinh biết thay đổi rồi hết thảy đã thay đổi rồi ngay vừa rồi hắn cảm giác ngộ tính của mình đã triệt để lột xác não hải ầm vang từng trận chờ đến khi tiếng ầm vang qua đi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống lục trường sinh cũng cảm nhận được rằng hết thảy trước mắt đều đã thay đổi hắn nhìn thấy giữa biển cả bao la tựa hồ có từng tia pháp tắc hiển hiện không chỉ là pháp tắc lục trường sinh ngẩng đầu nhìn lên hư không phía trên trong hư không từng sợi tơ trắng lít nha lít nhít che kín cả bầu trời xuyên qua hư không thậm chí kéo dài tới mỗi một chỗ trong hư không đối với những sợi tơ trắng này lục trường sinh quả thực không thể quen thuộc hơn được nữa bởi vì lục trường sinh đã cảm ngộ 10 loại tơ trắng tương tự như vậy đây là quy tắc tâm thần lục trường sinh chấn động mãnh liệt hắn đang nhìn thấy cái gì hắn thế mà thấy được quy tắc ư điều này có thể sao thế nhưng đây lại chính là sự thật tại thần vực vô số võ thánh liều sống liều chết chỉ vì muốn cảm ngộ quy tắc. Thế nhưng hiện tại lục trường sinh cứ như vậy đã đạt được. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy quy tắc. Mà lục trường sinh liều mạng một năm tại thần vực, thu được mười mấy loại mảnh vỡ thần linh. Thế nhưng hiện giờ quy tắc lục trường sinh có thể nhìn thấy đâu chỉ có mười mấy loại. Phải nói là nhiều vô số kể. Vô số quy tắc trải rộng trong hư không xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Lục trường sinh tâm niệm vừa động. Hắn thử cảm ngộ một loại quy tắc rất phổ thông trong số đó cũng là quy tắc mà hắn có thể nhìn thấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau mấy ngày ngắn ngủi, sắc mặt Lục Trường Sinh trở nên nghiêm túc không gì sánh được, xong rồi, hắn đã cảm ngộ được loại quy tắc thứ 11. Thậm chí thông qua việc cảm ngộ quy tắc hắn cũng cảm nhận được loại thiên địa bản nguyên thứ 11. Cùng với việc lợi dụng mảnh vỡ thần linh để nhìn thấy thiên địa bản nguyên khi trước không có gì khác biệt. Nói cách khác, Lục Trường Sinh tới thần vực trên thực tế là mất công vô ích một chuyến à? Không, không tính là đi một chuyến vô ích tại thần vực ta còn thu được mảnh vỡ thần linh có được kinh nghiệm cảm ngộ quy tắc từ mảnh vỡ thần linh nên giờ ta mới có thể cảm ngộ quy tắc nhanh như vậy nếu không chỉ dù ngộ tính có lột xác dù là tận mắt trông thấy quy tắc nhưng kỳ thực cũng không có khả năng cảm ngộ một loại quy tắc nhanh như vậy không có mảnh vỡ thần linh thì ta có muốn cảm ngộ một loại quy tắc có lẽ cũng phải mất mấy tháng thậm chí là mấy năm thời gian lục trường sinh thấp giọng lầm bầm hắn có lẽ đã tiết kiệm được không ít thời gian và lại chuyến đi tới thần vực cũng giúp lục trường sinh được trông thấy tồn tại do quy tắc hiển hóa như thần linh. Đó là sinh mệnh rất đặc thù. Điều này khiến lục trường sinh càng thêm hiểu rõ hơn về quy tắc. Huống chi tính ra thời gian hắn ở lại thần vực cũng chỉ hơn một năm thôi. Không tính là quá lâu. Lục trường sinh mở bảng thuộc tính ra xem. Ký chủ, lục trường sinh. Ngộ tính, 1.1.3, thiên sinh thánh nhân. Thánh thể hỗn độn, trung sinh chi thế, 79% hai mắt lục trường sinh sáng lên. Hắn thấy đánh giá bách thế truyền tụng phía sau ngộ tính LDA biến mất. Thay vào đó là thiên sinh thánh nhân. Vang dội cổ kim, không ai bì kịp, chính là thánh nhân trời sinh. Lục trường sinh thấp giọng lầm bầm. Đây là đánh giá đối với thiên sinh thánh nhân trên bảng thuộc tính. Thì ra đây chính là thánh nhân trời sinh. Lục trường sinh cười rộ lên. Hắn nhìn từng sợi quy tắc trước mắt, giờ khắc này, hắn dường như đã hiểu ra ý nghĩa của thiên sinh thánh nhân rồi. Sức mạnh của 13 loại thiên địa bản nguyên. Thánh nhân trời sinh, hay cho một cái thánh nhân trời sinh. Có ngộ tính như thế ta có thể nhìn thấy thiên địa quy tắc và thiên địa bản nguyên, có muốn không thành địa thánh cũng khó." Lục Trường Sinh cười nói, "Đi thôi." Sau đó Lục Trường Sinh rời khỏi Hoang Đảo, trực tiếp hướng về phía Thánh Địa Thiên Hà. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt lại qua mấy tháng thời gian. Khi Lục Trường Sinh nhìn thấy Thánh Địa Thiên Hà lần nữa, lúc này cách khi hắn rời khỏi thần vực đã được 5 tháng. Thánh Địa Thiên Hà vẫn như cũ, Mặc dù có đại trận hộ sơn nhưng Lục Trường Sinh là trưởng lão có phong hào, tất nhiên hắn có thể tùy ý ra vào thánh địa Thiên Hà. Hơn nữa khi hắn vừa xuất hiện, lập tức đã bị các đệ tử của thánh địa Thiên Hà phát hiện. "Mau nhìn kìa, hình như là Lục trưởng lão." "Thật sự là Lục trưởng lão, thời gian trước nghe nói Lục trưởng lão rời khỏi thánh địa Thiên Hà, giờ lại trở về rồi sao?" Nghe nói Lục trưởng lão tới một nơi rất thần bí, cụ thể để làm gì thì chỉ có cao tầng trong thánh địa mới biết được. Rất nhiều đệ tử nhận ra Lục Trường Sinh thật sự là ở thánh địa thanh sơn lần trước lục trường sinh thể hiện quá xuất sắc đã khiến đông đảo đệ tử của thánh địa thiên hà tin phục hắn thế nhưng chuyện hắn trở về lại khiến các trưởng lão võ thánh của thánh địa thiên hà chấn động hơn nhiều cái gì lục trưởng lão trở về rồi ư giờ mới một hai năm thời gian thôi mà sao lục trưởng lão đã về rồi nhanh nhanh mời lục trưởng lão vào đại điện thiên hà đông đảo võ thánh trưởng lão và cả trưởng môn của thánh địa thiên hà đã tề tụ ở đại điện thiên hà lục trường sinh đi vào đại điện thiên hà gặp qua trưởng môn gặp qua trừ vị trưởng lão lục trường sinh sắc mặt như thường bình tĩnh chào hỏi mọi người vạn trưởng môn vừa cười vừa nói lục trưởng lão lần này ngươi tới thần vực cũng chưa được bao lâu sao đã trở lại thánh địa rồi chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì ư ừ? thật sự đối với cường giả võ thánh mà nói thời gian một hai năm có đáng là gì đâu đừng nói thời gian một hai năm dù là mười năm hay hai mươi năm cũng không tính là gì lục trường sinh thản nhiên lắc đầu nói không phải là xuất hiện biến cố gì chỉ là lục mỗ đã đạt được mục tiêu tại thần vực thôi tiếp tục ở tại thần vực cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa đạt được mục tiêu đông đảo võ thánh nghe được câu này chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng đại khái bọn hắn cũng biết mục tiêu của lục trường sinh chính là mảnh vỡ thần linh chẳng lẽ lục trường sinh đã thu được mảnh vỡ thần linh ư thế nhưng thời gian mới một hai năm thôi thật sự là quá ngắn tại thần vực dù có may mắn thì cũng cần tới mười mấy năm mới có thể thu hoạch được mảnh vỡ thần linh huống chi thời gian ước định giữa lục trường sinh và các đại thánh địa là trong vòng trăm năm kỳ hạn trăm năm thời gian này vô cùng dư giả hoàn toàn không cần vội vàng lục trường sinh nhìn lướt qua các trưởng lão võ thánh trông ai cũng có vẻ nôn nóng thế là hắn khẽ cười nói đây là một mảnh vỡ thần linh xin mời trưởng môn xem xét lục trường sinh trực tiếp lấy một mảnh vỡ thần linh giao cho vạn trưởng môn hơn nữa còn là mảnh vỡ thần linh lớn nhất trong tất cả các mảnh dù sao thánh địa thiên hà cũng là thánh địa đầu tiên lục trường sinh gia nhập cho thêm chút chỗ tốt cũng rất bình thường tách tầm mắt các trưởng lão võ thánh lập tức đổ dồn vào trưởng môn đặc biệt là mảnh vỡ thần linh đang nằm trong tay trưởng môn với khả năng của bọn hắn tất nhiên có thể cảm ứng được đây thực sự là mảnh vỡ thần linh thật sự là mảnh vỡ thần linh hơn nữa mảnh vỡ thần linh này còn rất lớn so với bất cứ mảnh vỡ thần linh nào thánh địa thiên hà chúng ta từng có đều lớn hơn lục trưởng lão thật sự là có lòng nhanh như vậy đã mang về được một mảnh vỡ thần linh chỉ là mảnh vỡ thần linh này nên chia cho ai đây. Rất nhiều trưởng lão võ thánh đều động lòng. Một miếng mảnh vỡ thần linh. Lục Trường Sinh cũng chỉ hứa sẽ cho Thánh địa Thiên Hà có một miếng mảnh vỡ thần linh mà thôi. Nếu bỏ qua lần này, về sau muốn thu hoạch được mảnh vỡ thần linh cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa. Nhưng mảnh vỡ thần linh chỉ có một miếng, mà trưởng lão võ thánh phù hợp điều kiện sử dụng mảnh vỡ thần linh lại không chỉ có một. Bởi vậy nội bộ Thánh địa Thiên Hà chắc chắn sẽ nổ ra cuộc tranh đoạt xung quanh mảnh vỡ thần linh này. Đương nhiên cụ thể tranh đoạt như thế nào thì Lục Trường Sinh không quan tâm. Hắn nói với Vạn Trưởng môn, "Trưởng môn, lần này ta tại thần vực thu hoạch tương đối khá, đã lấy được 10 miếng mảnh vỡ thần linh. Trưởng môn có thể thông báo cho trưởng lão võ thánh của chín thánh địa còn lại, để bọn hắn phái người tới thánh địa Thiên Hà, thu hồi mảnh vỡ thần linh." Lời Lục Trường Sinh nói khiến cả các trưởng lão đang im ắng cũng nhịn không được bàng hoàng, tâm thần kịch liệt chấn động. "Cái gì cơ? Lục trưởng lão, ngươi vẫn còn mảnh vỡ thần linh, thậm chí không chỉ có một miếng thôi?" mảnh vỡ thần linh cho 10 tòa thánh địa đều có đủ nhưng đây là 10 miếng mảnh vỡ thần linh đấy trong thời gian một hai năm đã thu được 10 mảnh vỡ thần linh ư hơn nữa có khả năng không chỉ có mỗi 10 mảnh vỡ thần linh các trưởng lão cực kỳ khiếp sợ võ thánh bình thường đi vào thần vực mất mười mấy năm thậm chí là hai mươi mấy, mấy năm cũng chưa chắc đã thu hoạch được một mảnh vỡ thần linh mà lục trường sinh mới vào thần vực một hai năm đã thu được rất nhiều mảnh vỡ thần linh đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi tốt bản tọa lập tức thông báo cho các thánh địa khác tới thánh địa thiên hà một chuyến. Vạn trưởng môn gật đầu. Đây là việc rất nhỏ, tiện tay mà thôi. Đúng rồi, ta là trưởng lão có phong hào, liệu có thể mở ra tàng thư các của thánh địa thiên hà không? Lục trường sinh hỏi. Đương nhiên có thể, lục trưởng lão cứ thoải mái tới tàng thư các, bất cứ thư tịch nào ngươi cũng có thể xem. Đối với điểm này, thánh địa thiên hà ngược lại không hề có chút hạn chế nào. Dù sao thì lục trường sinh đã là võ thánh, còn có cái gì có thể hạn chế đây? Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện thiên hà. Hắn mở bảng thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 1.39, thiên sinh thánh nhân. Thánh thể hỗn độn, chúng sinh chi thế, 91%. Tiến độ của thánh thể hỗn độn đã đạt đến 91%. Dựa theo số lượng chúng sinh chi thế hấp thu mỗi tháng, có thể tăng lên 3% tiến độ. Như vậy chỉ còn 3 tháng nữa là thánh thể hỗn độn của Lục Trường Sinh sẽ viên mãn một khi thánh thể hỗn độn viên mãn lục trường sinh có thể thử dẫn động thiên địa bản nguyên từ đó tấn thăng địa thánh bởi vậy lục trường sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ cái gọi là chuẩn bị chính là đi vào tàng thư các lục trường sinh trực tiếp đi tới tàng thư các lật xem thông tin liên quan tới địa thánh từ nhân thánh lên đến địa thánh chỉ cần thánh thể viên mãn sau đó cảm ngộ quy tắc dẫn động thiên địa bản nguyên là đủ đến lúc đó thiên địa bản nguyên sẽ gô rửa thánh thể nếu thánh thể của võ thánh có thể chống đỡ mà không sụp đổ vậy thánh thể có thể lột xác từ đó tấn thăng địa thánh chỉ là nói thì dễ làm mới khó muốn cảm ngộ quy tắc và nhìn thấy thiên địa bản nguyên đã rất khó lại còn muốn cho thánh thể chống đỡ được sự gồ sửa của thiên địa bản nguyên điểm này kỳ thực vô cùng khó khăn sức mạnh của thiên địa bản nguyên vô cùng bá đạo nếu như thánh thể không phải mạnh thì có thể sẽ bị sức mạnh của thiên địa bản nguyên nghiền ép đến lúc đó thánh thể cũng sụp đổ vậy thì con đường tới địa thánh cũng bị cắt đứt hoàn toàn nghiêm trọng thậm chí còn có thể trực tiếp bỏ mình thánh thể cường đại lục trường sinh như có điều suy nghĩ thánh thể kỳ thực chính là căn cơ về mặt lý thuyết tất cả thánh thể đều có cơ hội thành tựu địa thánh thế nhưng thực tế thì sao rất nhiều thánh thể vào thời khắc ngưng tụ về cơ bản đã đánh mất khả năng thành tựu địa thánh lý thuyết mãi mãi cũng chỉ là lý thuyết mà thôi rất nhiều thánh thể phổ thông trên thực tế sẽ không thể thừa nhận sự gồ sửa từ sức mạnh của thiên địa bản nguyên một khi sức mạnh của thiên địa bản nguyên dược dẫn động thân thể tất nhiên sẽ sụp đổ vậy nên căn cơ thực sự rất quan trọng đương nhiên rất nhiều võ giả có thể rèn đúc ra thánh thể thành tựu võ thánh cũng đã vô cùng may mắn về phần địa thánh ư bọn hắn sẽ không tính tới bởi không có chút ý nghĩa nào trừ một số ít võ giả có dã tâm hoặc có lòng tin với chính mình như thế lúc rèn đúc thánh thể sẽ cân nhắc đến phương diện này tận lực rèn đúc thánh thể cường đại hơn một chút từ đó khiến căn cơ kiên cố không gì sánh được căn cơ của lục trường sinh cũng kiên cố không gì sánh được lúc trước khi hắn rèn đúc thánh thể căn bản không hề nghĩ tới chuyện thánh thể vững chắc sẽ có lợi thế nào cho việc sau này tấn thăng địa thánh nhưng hắn hiểu tu hành võ đạo phải tận lực xây dựng căn cơ vững chắc tạo ra nền móng kiên cố như vậy chắc chắn sẽ có ích khi tu hành võ đạo bởi vậy lúc trước lục trường sinh mới lựa chọn ba loại thánh thể hàng đầu mỗi một loại thánh thể đều có thể chịu đựng sự gột rửa từ sức mạnh của thiên địa bản nguyên thế nhưng lục trường sinh không chỉ lựa chọn riêng một loại thánh thể mà là chọn cả ba loại thánh thể thậm chí hắn còn dùng ngộ tính siêu việt của mình trộn lẫn ba loại thánh thể đỉnh tiêm làm một thể tạo thành thánh thể hỗn độn còn khủng bố hơn nữa theo lục trường sinh tính toán thánh thể hỗn độn của hắn có thể tiếp nhận ít nhất là 10 loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên gồ sửa dẫn động thiên địa bản nguyên càng nhiều thì thời gian gồ sửa thánh thể càng dài như vậy thánh thể sau khi lột xác sẽ gia tăng càng lớn căn cơ để tấn thăng địa thánh càng thêm vững chắc lục trường sinh đã xem qua rất nhiều thư tịch trong đó đều không hẹn mà cùng nhắc tới một số kỹ xảo để thăng cấp từ nhân thánh lên địa thánh, chỉ là rốt cuộc sức mạnh của thiên địa bản nguyên nào tốt hơn, hay là nói tùy tiện chọn loại thiên địa bản nguyên nào cũng được đây. Lục Trường Sinh không ngừng đọc thư tịch. Điểm này không có ghi chép cụ thể. Tựa hồ thật sự là loại quy tắc nào cũng được, hoặc là nói quy tắc gì cũng không quan trọng, quan trọng là sức mạnh của thiên địa bản nguyên. Đây mới là trọng điểm. Tiên đạo nặng về cảm ngộ, thần linh nặng về quy tắc, võ đạo nặng về sức mạnh nhân thánh cũng tốt địa thánh cũng được kỳ thực đều giống nhau cả đều là sức mạnh vi tôn lên tới nhân thánh ghen đúc loại thánh thể nào cũng không trọng yếu chỉ cần thánh thể đủ cường đại là được địa thánh cũng giống như thế cảm ngộ quy tắc gì đều không quan trọng chỉ cần có thể dẫn động đầy đủ sức mạnh của thiên địa bản nguyên gô sửa thánh thể là đủ lục trường sinh lúc này mơ hồ đã có chút minh ngộ hắn đã gặp không ít cường giả của các loại hệ thống tiên đạo thần linh so với võ đạo kỳ thực cũng đã mơ hồ biết một chút bản chất của võ đạo võ đạo chiến thiên đấu địa võ giả không phải dựa vào cảm ngộ thiên địa hay cảm ngộ quy tắc càng không phải dựa vào đồ vật bên ngoài mà phải dựa vào tự thân vĩ lực quy về tự thân chỉ cần đầy đủ sức mạnh vậy thì võ đạo có thể tiến bộ một cách dũng mãnh mục đích cuối cùng của võ đạo đó chính là tự thân nắm giữ sức mạnh vô thượng lấy sức mạnh vô thượng đánh vỡ hết thảy trở ngại đây chính là chân lý của võ đạo vậy nên nếu ta muốn tấn thăng địa thánh thì chỉ cần dẫn động sức mạnh của thiên địa bản nguyên là được càng nhiều càng tốt. Lục Trường Sinh lần này triệt để minh bạch, trong lòng không còn hoang mang nữa. Với ngộ tính của hắn hiện giờ, thiên sinh thánh nhân có thể nhìn thấy từng sợi quy tắc, có thể nhìn thấy cả thiên địa bản nguyên đằng sau quy tắc. Hắn muốn dẫn động bao nhiêu thiên địa bản nguyên cũng được, thậm chí còn không cần dùng tới bất cứ mảnh vỡ thần linh nào. Trong lòng Lục Trường Sinh không còn nghi hoặc gì nữa. Thế là hắn lại quay về động phủ của mình, lặng lặng điều chỉnh trạng thái. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày người của chín thánh địa lần lượt tới nơi lục trường sinh giao lại mảnh vỡ thần linh cho võ thánh của chín thánh địa còn lại võ thánh của các thánh địa này đều mừng như điên giờ mới chỉ qua một hai năm thời gian đã thu được một mảnh vỡ thần linh rồi vụ mua bán này đúng là hời quá đáng tiếc chuyện tốt thế này chỉ có một lần đương nhiên bọn hắn cũng rất muốn để lục trường sinh tới thần vực một chuyến nữa thánh địa thiên hà cũng nghĩ như vậy giờ mới chỉ qua một hai năm mà lục trường sinh đã có thu hoạch lớn như thế nếu như là một hai chục năm thậm chí trên trăm năm thì sao? Lục Trường Sinh có thể thu được bao nhiêu mảnh vỡ thần linh đây? Đương nhiên đây chỉ suy nghĩ của họ thôi, Lục Trường Sinh là một vị võ thánh, còn là võ thánh đỉnh tiêm. Hắn không phải công cụ thu hoạch mảnh vỡ thần linh hình người của thánh địa. Giờ đôi bên đã hoàn thành giao dịch, nếu muốn để Lục Trường Sinh tới thần vực lần nữa trừ khi cho Lục Trường Sinh tài nguyên, nếu không tuyệt đối không thể. Lục Trường Sinh tất nhiên không có khả năng trở thành công cụ hình người của thánh địa giờ hắn đã không cần mảnh vỡ thần linh nữa rồi. Thậm chí trên người lục trường sinh vẫn còn mười mấy mảnh vỡ thần linh. Nhưng vậy thì đã sao? Lục trường sinh không cần mảnh vỡ thần linh nên đương nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian tới thần vực. Thậm chí lục trường sinh còn trực tiếp tuyên bố bế quan. Căn bản sẽ không để các võ thánh của thánh địa quấy dày mình, bế quan, lục trường sinh thật sự bế quan. Bên trong mật thất của động phủ chỉ còn lại một mình lục trường sinh. Lục trường sinh không phải vì tránh né các thánh địa tìm tới thuyết phục nên mới tuyên bố bế quan hắn thật sự muốn bế quan bởi vì hắn quyết định sẽ đột phá hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng lục trường sinh không muốn chỉ hoãn thêm nữa dù sao từ lúc hắn trở lại thánh địa thiên hà đã sắp được ba tháng hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ thánh thể viên mãn nữa thôi rốt cục khi trở lại thánh địa thiên hà ba tháng lẻ mấy ngày vù lục trường sinh toàn thân chấn động ngay sau đó thánh thể của lục trường sinh không tự chủ được hiển hiện ra thánh thể hỗn độn viên mãn thánh thể hỗn độn của lục trường sinh rốt cục cũng viên mãn giờ khắc này lục trường sinh không còn mảy may do dự bắt đầu lục trường sinh tâm niệm vừa động ý thức đã nhìn thấy từng loại thiên địa bản nguyên sâu trong hư không ngộ tính thiên sinh thánh nhân khủng bố của hắn có thể giúp ý thức của hắn dễ dàng xâm nhập vào trong thiên địa bản nguyên ầm ầm đầu tiên lục trường sinh dẫn động chính là bản nguyên hỏa cũng không biết là loại bản nguyên hỏa nào dù sao lục trường sinh tâm niệm vừa động trực tiếp dẫn ra bản nguyên hỏa sức mạnh bản nguyên hỏa trong nháy mắt chút xuống lục trường sinh hiển hóa ra thánh thể nghìn trượng may mà động phủ bố trí pháp trận không gian mật thất trong động phủ có thể biến lớn mà cũng có thể thu nhỏ đừng nói là thánh thể nghìn trượng dù là thánh thể vạn trượng cũng có thể dung nạp như thường bởi vậy lục trường sinh hiển hóa ra thánh thể mới không khiến động phủ bị hủy hoại từ nơi sâu xa sức mạnh của thiên địa bản nguyên rơi xuống bị thánh thể hỗn độn của lục trường sinh nuốt vào thế nhưng sức mạnh của thiên địa bản nguyên lại dễ dàng bị nuốt vào như vậy ư khi thiên địa sức mạnh bản nguyên tiến vào bên trong thánh thể của lục trường sinh thánh thể hỗn độn của lục trường sinh như thể rời sông lấp biển toàn bộ thánh thể đều kịch liệt chấn động phảng phất sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào chấn áp lục trường sinh mặt không cảm xúc trong lòng lại càng không hề bận tâm bình tĩnh không gì sánh được hắn vô cùng tỉnh táo điều động sức mạnh của thánh thể hỗn độn toàn lực chấn áp sức mạnh của thiên địa bản nguyên quả nhiên thánh thể hỗn độn lớn tới nghìn trượng mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố cho dù là sức mạnh của thiên địa bản nguyên một khi bị thánh thể nuốt vào cũng đừng hòng không kiêng nể gì được nữa bị thánh thể hỗn độn của lục trường sinh cưỡng ép trấn áp sức mạnh của thiên địa bản nguyên chỉ có thể dần bị áp chế bên trong thánh thể dần dần cải thiện thánh thể hỗn độn thế nhưng vẫn không đủ chỉ một loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên thì hãy còn thiếu rất nhiều tiếp tục lục trường sinh không hề do dự lại bắt đầu dẫn dắt loại thiên địa bản nguyên thứ hai lần này là một loại bản nguyên thủy nào đó dầm loại bản nguyên thủy thứ hai cũng đã bị dẫn xuống tiến vào bên trong thánh thể của lục trường sinh lần này hai loại thiên địa bản nguyên đều tiến vào trong thánh thể của lục trường sinh rõ ràng tốc độ phá hủy thánh thể gia tăng gấp đôi thế nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng hai loại sức mạnh thiên địa bản nguyên đang không ngừng cải tạo thánh thể hỗn độn của lục trường sinh cơ hồ mỗi giây mỗi phút lục trường sinh đều có thể cảm nhận được thánh thể hỗn độn đang lột xác ẩn ẩn hướng về phía một loại huyền diệu rất khó giải thích một hướng lột xác rất thần kỳ thế nhưng lục trường sinh vẫn cảm thấy chưa đủ như cũ đây không phải cực hạn của hắn tiếp lục trường sinh lần nữa dẫn sức mạnh của thiên địa bản nguyên xuống loại thứ ba loại thứ tư loại thứ năm loại thứ sáu loại thứ bảy loại thứ tám mỗi một loại sức mạnh thiên địa bản nguyên đều vô cùng khủng bố võ thánh bình thường có thể tiếp nhận một loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên đã không tệ vậy là có tư cách tấn thăng địa thánh thế nhưng lục trường sinh thì sao một loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên chắc chắn không thể nào thỏa mãn hắn thậm chí mấy loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên cũng không cách nào thỏa mãn hắn. Lục Trường Sinh cần cực nhiều sức mạnh của thiên địa bản nguyên. Nếu như là võ thánh khác, có lẽ họ thật sự không có cách nào làm được như vậy. Có thể cảm ngộ một loại quy tắc, nhìn thấy một loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên cũng đã phải dốc hết toàn lực, còn mấy loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên, thậm chí là mười mấy loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên là chuyện ngay cả mơ cũng không dám. Bởi ai có thể cam nguyện im lìm chịu đựng mấy trăm năm chỉ vì để cảm ngộ thêm một loại quy tắc chứ? có thời gian đã sớm tấn thăng địa thánh rồi. Nhưng lục trường sinh hoàn toàn khác các võ thánh bình thường. Điểm khác biệt nhất chính là ngộ tính. Khi ngộ tính của hắn đạt đến thiên sinh thánh nhân, hắn gần như có thể nhìn thấy quy tắc giữa thiên địa, nhìn thấy thiên địa bản nguyên. Muốn dẫn động sức mạnh của thiên địa bản nguyên là chuyện rất dễ dàng, muốn gì cứ lấy. Loại thứ 9, loại thứ 10. Rốt cục, bên trong thánh thể hỗn độn của lục trường sinh đã tràn ngập 10 loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên. Đây cũng là điều trước đó lục trường sinh dự tính, thánh thể hỗn độn của hắn tới cực hạn. Thế nhưng đó cũng chỉ là dự đoán. Sự thật chứng minh, Lục Trường Sinh quá coi thường thánh thể hỗn độn của mình rồi. Sau khi hắn dẫn vào 10 loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên lại vẫn có cảm giác thánh thể hỗn độn còn chưa đạt tới cực hạn. Nói cách khác, hắn còn có thể tiếp tục dẫn sức mạnh của thiên địa bản nguyên vào thánh thể. Tấn thăng địa thánh, dẫn sức mạnh của thiên địa bản nguyên vào thánh thể tất nhiên càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh cũng không do dự nữa, rầm, rốt cục Lục Trường Sinh lại một lần nữa dẫn dắt sức mạnh của Thiên Địa Bản Nguyên, 11 loại, 12 loại, 13 loại. Rốt cục Lục Trường Sinh dẫn vào tất cả 13 loại sức mạnh của Thiên Địa Bản Nguyên, thánh thể hỗn độn của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Lục Trường Sinh không tiếp tục dẫn dắt sức mạnh của Thiên Địa Bản Nguyên nữa, mà bắt đầu toàn lực để thánh thể hỗn độn cấp tốc lột xác dưới tác dụng của 13 loại sức mạnh Thiên Địa Bản Nguyên. Sức mạnh của Thiên Địa Bản Nguyên chính là bản nguyên của một thế giới, cũng là căn bản của đất trời. Một khi có người thu hoạch thiên địa bản nguyên, đó chính là tranh với tạo hóa. Nhất cử nhất động đều sẽ khiến thiên băng địa liệt. Tựa như những thần linh kia, hệ thống thần linh không ám chỉ hư thần, mà là các vị tiên thiên thần linh. Bọn hắn là do quy tắc hóa thân mà thành. Nhất cử nhất động của bọn hắn kỳ thực chính là vận dụng sức mạnh thiên địa. Một khi thánh thể của võ giả lợi dụng thiên địa bản nguyên để cải tạo, lột xác, vậy võ giả cũng sẽ giống với thần linh, mỗi cử động đều chất chứa sức mạnh thiên địa, vô cùng khủng bố thế nhưng hai cái này có bản chất khác nhau. Tiên thiên thần linh chỉ có thể dựa vào sức mạnh thiên địa, còn võ giả thì khác. Võ giả tấn thăng địa thánh, bản thân đã trải qua thiên địa bản nguyên cải tạo để thánh thể lột xác. Bản thân thánh thể vốn có sức mạnh kinh thiên động địa. Về phần sức mạnh thiên địa kèm theo thánh thể, đó cũng chỉ là kèm theo mà thôi. Lục Trường Sinh triệt để minh bạch, vì sao phong ấn thần vực lại không cho phép địa thánh tiến vào? Địa thánh và thần vương theo lý thuyết là hai cảnh giới tương đương, nhưng trên thực tế thì sao? bản thân thánh thể của địa thánh đã có sức mạnh vô cùng khủng bố đến sức mạnh thiên địa cũng chỉ là kèm theo một vị địa thánh và một vị thần vương đại chiến không hề nghi ngờ gì thần vương có thể sẽ bị miểu sát một vị địa thánh có thể đồng thời đối phó rất nhiều vị thần vương nếu thật sự cho địa thánh tiến vào thần vực vậy thì thần vương trong thần vực tất nhiên sẽ bị đồ sát một cách trắng trợn khi đó chẳng phải thần chủ sẽ nổi điên sao dù sau thời gian thần vương sẽ được sinh ra một lần nữa thế nhưng hệ thống thần linh chắc chắn sẽ không chờ mắt đợi chết thần chủ sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó lại quay về con đường đại chiến với thần linh như xưa. Căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Không cần kích thích thần linh quá đả. Thế nên địa thánh mới không được phép tiến vào thần vực. Lục trường sinh đã nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn hiện tại càng thêm chờ mong thánh thể lột xác. Bởi vì một khi lột xác, mỗi khi thánh thể của hắn cử động đều có thể kèm theo. Thế nhưng sức mạnh thiên địa kèm theo của hắn lại có bao nhiêu? 13 loại. Chỉ sợ không cần vận dụng tới sức mạnh thánh thể chỉ riêng 13 loại sức mạnh thiên địa kèm theo cũng đã đủ để chống lại, thậm chí là đánh bại các địa thành khác. Đây chính là điểm khác nhau. Đây cũng chính là điểm chênh lệch. Trụ cột càng kiên cố thì sau khi tấn thăng cảnh giới càng cao, con đường võ đạo sẽ càng thông thuận. Và lại một bước nhanh, từng bước nhanh. Không có trụ cột trước kia gây dựng thật kiên cố, làm sao lục trường sinh có thể tiếp nhận 13 loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên đây không có khả năng tiếp nhận 13 loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên thì sao có chuyện thánh thể kích phát ra được 13 loại sức mạnh thiên địa. Thánh thể của Lục Trường Sinh đang trong quá trình lột xác. Nguyên bản mật thất trong động phủ còn có pháp trận che lấp. Thế nhưng khi thánh thể bắt đầu từng chút từng chút lột xác, pháp trận trong động phủ cũng dần không chịu nổi. Nếu như chỉ có một hai loại sức mạnh thiên địa, có lẽ pháp trận còn có thể chống đỡ. Thế nhưng trong cơ thể Lục Trường Sinh lại có tới 13 loại thiên địa bản nguyên sức mạnh thiên địa kèm theo thánh thể cũng có con số khủng bố là 13 loại. Đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại, thánh thể của Lục Trường Sinh đang dần lột xác từng chút một. Lục Trường Sinh cũng không có khả năng hoàn toàn ước thúc sức mạnh thiên địa. Hắn không làm được. Lúc này thánh thể còn chưa hoàn thành lột xác, Lục Trường Sinh cũng không có cách nào để khống chế sức mạnh thiên địa. Bởi vậy từng một loại sức mạnh thiên địa từ trên trời giáng xuống, vờn quanh thánh thể của Lục Trường Sinh. Mà pháp trận trong động phủ tất nhiên cũng bị sức mạnh thiên địa phá tan nát, răng rắc, pháp trận bị phá lục trường sinh động phủ cũng không thể che giấu thánh thể nữa ẩm ẩm trong nháy mắt động phủ bị thánh thể chọc ra một lỗ thủng cực lớn thánh thể hỗn độn của lục trường sinh hiển hóa giữa hư không trong thánh địa thiên hà toàn thân trùng trùng điệp điệp tản ra khí tức vô cùng khủng bố hơn nữa thánh thể của hắn còn đang bành trướng từng chút một một trượng hai trượng ba trượng bốn trượng dù tốc độ bành trướng rất chậm nhưng thánh thể của lục trường sinh quả thực là đang bành trướng một màn này kinh động đến toàn bộ võ giả tại thánh địa thiên hà bất kể là đệ tử hay trưởng lão thậm chí là võ thánh cũng có thể nhìn thấy thánh thể khủng bố trong hư không kia mau nhìn xem đó là cái gì thánh thể đó là thánh thể của võ thánh là vị võ thánh nào thế thánh thể mấy nghìn trượng quả là chưa từng nghe thấy thế nhưng dáng vẻ thánh thể này có phải rất giống lục trưởng lão không đúng rồi chính là lục trưởng lão thánh thể của hắn vẫn đang tiếp tục bành trướng hẳn là hắn lại đột phá các đệ tử của Thánh địa Thiên Hà đều có kiến thức bất phàm. Họ nhận ra đó là thánh thể của Võ Thánh. Thậm chí có một số người còn suy đoán, Lục Trường Sinh có phải lại đột phá hay không, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Bọn hắn nhận biết chỉ tới Võ Thánh, về phần Địa Thánh, những đệ tử này cũng không biết rõ. Tuy đệ tử không rõ ràng nhưng các trưởng lão Võ Thánh của Thánh địa Thiên Hà đều biết rất rõ. Bọn hắn nhìn thấy sức mạnh thiên địa vờn quanh trong thánh thể của Lục Trường Sinh, vậy còn gì không rõ nữa đâu. Lục Trường Sinh đang đột phá tới cấp độ địa thánh. Thế nhưng chuyện này càng khiến người ta cảm thấy rung động hơn. Lục Trường Sinh rèn đúc thánh thể, thành tựu võ thánh mới bao lâu, chỉ có mấy năm thôi mà hắn lại tấn thăng địa thánh rồi ư? Đúng là như thế, Lục Trường Sinh đã dẫn động sức mạnh của thiên địa bản nguyên, bắt đầu cải tạo thánh thể để thánh thể lột xác rồi. Một khi lột xác thành công thì hắn cũng có thể tấn thăng địa thánh. Địa thánh, cả thánh địa thiên hà chúng ta bao lâu rồi không có địa thánh nào sinh ra mà lục trường sinh cũng không phải chỉ là tấn thăng địa thánh phổ thông các ngươi nhìn sức mạnh thiên địa trên người hắn đi xem rốt cuộc có bao nhiêu loại sức mạnh quy tắc thiên địa rất nhiều trưởng lão võ thánh khẽ nheo mắt bọn hắn bắt đầu cẩn thận cảm nhận sức mạnh thiên địa xung quanh thánh thể hỗn độn của lục trường sinh một loại hai loại ba loại bốn loại năm loại vừa cảm ứng thử tất cả trưởng lão võ thánh đều thấy tâm thần chấn động bọn hắn vẻn vẹn chỉ là cảm ứng sơ qua thế mà đã cảm ứng được tới năm sáu loại sức mạnh thiên địa Điều này đại biểu cho cái gì, bọn hắn thật sự biết rất rõ. Năm sáu loại sức mạnh thiên địa, điều này có nghĩa là Lục Trường Sinh đã cảm ngộ năm sáu loại quy tắc thiên địa, dẫn dắt năm sáu loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên, chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đúng là khiến người khác khó mà tin được. Năm sáu loại thiên địa bản nguyên, thánh thể của Lục Trường lão thế mà vẫn có thể chống đỡ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa các ngươi đừng quên, thánh thể của Lục Trường lão vẫn đang tiếp tục lột xác, Số lượng sức mạnh thiên địa trên người hắn còn đang tăng thêm. Nói cách khác, Lục Trưởng lão không chỉ dẫn xuống 5 6 loại thiên địa bản nguyên thôi đâu, số lượng có thể còn nhiều hơn ấy. Đúng, số lượng có thể còn nhiều hơn, có thể là 5 6 loại, 7, 8 loại, thậm chí là trên 10 loại. Chúng ta đều lĩnh giáo qua thánh thể hỗn độn của Lục Trưởng lão rồi, cũng biết nó cường hãn đến mức nào. Bảo thánh thể hỗn độn có thể tiếp nhận 10 loại sức mạnh của thiên địa bản nguyên, ta cũng không cảm thấy khoa trương chút nào. Chuyện thực sự khiến ta kinh ngạc chính là lục trưởng lão sao có thể cảm ngộ được nhiều loại quy tắc như vậy. Dù lục trưởng lão thu hoạch rất nhiều tại thần vực, nhưng từ khi tiến vào thần vực đến giờ cũng mới khoảng 2 năm thôi, cảm ngộ nhiều loại quy tắc như vậy, ngộ tính cỡ này, không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo trưởng lão võ thánh đều trầm mặc. Họ chỉ lặng lặng nhìn thánh thể khổng lồ đang sừng sững trong hư không của lục trường sinh. Lục trường sinh ở bên trong động phủ, nhưng thánh thể của hắn đã hiển hiện trong khoảng không của thiên hà thánh địa. Nhưng lục trường sinh không để ý đến, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong sự biến đổi của thánh thể. Sự biến hóa của thánh thể chính là sự biến đổi về thể chất. Trước đây, việc đúc thánh thể chỉ được thực hiện bằng cách thêm vào một ít thiên tài địa bảo, vượt qua cơ thể của phàm phu tục tử và phá vỡ giới hạn của cơ thể con người. Nhưng để tăng từ nhân thánh lên địa thánh, thứ cần thiết chính là lượng lớn sức mạnh của thiên địa căn nguyên. Lúc này, thánh thể của Lục Trường Sinh đang từng bước chuyển hóa tới thiên địa căn nguyên. Loại biến đổi này là sự biến đổi về thể chất. Từ thiên tài địa bảo thăng lên đến thiên địa căn nguyên tranh lệch trong đó tự nhiên giống như vực sâu khó có thể vượt qua lúc này cuối cùng lục trường sinh cũng đã hoàn toàn hiểu rõ có lẽ hắn có khả năng đánh ra một kích của thần vương cũng có thể đối kháng với thần vương nhưng chắc chắn hắn không thể so sánh với địa thánh thánh thể của hắn ở trước mặt thánh thể đã biến đổi thành sức mạnh của thiên địa căn nguyên của địa thánh khó có thể chịu nổi một đòn đây là sự chênh lệch về chất căn bản không có cách nào bù lại được bây giờ lục trường sinh chính là như vậy hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thánh thể hỗn loạn của bản thân được vô số sức mạnh của thiên địa căn nguyên bổ sung hơn nữa còn dần dần biến đổi việc này cần phải có quá trình một ngày hai ngày ba ngày cũng không biết qua bao lâu có thể là mười ngày cũng có thể là một tháng lục trường sinh đắm chìm trong quá trình biến đổi của thánh thể hoàn toàn không biết thời gian ầm đột nhiên trong nháy mắt nào đó thánh thể của lục trường sinh chấn động dữ dội ngay sau đó thánh thể dừng việc mở rộng lúc này Thánh thể của Lục Trường Sinh đã mở rộng lên đến vạn trượng. Thánh thể vạn trượng, đứng giữa hư không, có thể quan sát toàn bộ thiên hà thánh địa. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Lục Trường Sinh đưa tay ra, sức mạnh, sức mạnh không gì sánh nổi. Thậm chí, cùng với sự biến đổi của thánh thể, dường như trong hư không xung quanh còn có một sức mạnh đáng sợ, quanh quẩn thánh thể của hắn và hắn có thể điều động nó chỉ bằng một ý nghĩ. Đây là lực lượng thiên địa. Lục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm, thu ngay sau đó, thánh thể trở lại. Hư không của thiên hà thánh địa khôi phục lại bình thường. Hoàn thành, địa thánh. Lục Trường Sinh khẽ lẩm bẩm, sau 26 năm, cuối cùng hắn đã trở thành địa thánh. Hắn có thể cảm nhận được, từ nhân thánh đến địa thánh, dường như có sự biến hóa đặc biệt nào đó. Loại biến hóa này khác với trước đây. Vì thế, hắn mở bảng thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 179, thiên sinh thánh nhân. Địa thánh đạo thể, không mảnh võ đạo. Lục Trường Sinh nhìn thấy trên bảng thuộc tính, hỗn độn thánh thể đã biến mất không thấy, thay thế bằng địa thánh đạo thể. Rõ ràng, thánh thể đã biến thành đạo thể. Hơn nữa, trên lưng của địa thánh đạo thể còn đánh dấu mảnh võ đạo, Lục Trường Sinh càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào là thứ mà địa thánh cần để tu luyện? Lục Trường Sinh suy đoán. Có điều đó chỉ là suy đoán của bản thân hắn, thực sự không có ý nghĩa gì. Nơi này là thiên hà thánh địa mà mỗi một thánh địa đều được tạo nên bởi thiên thánh. Chỉ có thế lực do thiên thánh tạo ra mới có đủ tư cách được gọi là thánh địa. Về việc tu luyện của địa thánh, chắc chắn có thể tìm được biện pháp ở thiên hà thánh địa. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh lập tức đứng dậy rời khỏi hang động, u, Lục Trường Sinh khẽ động tâm niệm. Trên người hắn dường như được lực lượng thiên địa thêm vào. Cả người gần như bước từng bước với khoảng cách rất xa. Chỉ một hơi thở, hắn đã đến được đại điện thiên hà. Đây là địa thánh sao? Nhất cử nhất động, đều được lực lượng thiên địa gia tăng thêm. Lục Trường Sinh cảm nhận được bản thân rất mạnh, thực sự rất mạnh. Hắn chưa bao giờ gặp qua sự tồn tại nào mạnh hơn bản thân bây giờ. Trong thần vực có thần chủ, về mặt lý thuyết là sự tồn tại sánh ngang với thiên thánh, chỉ là Lục Trường Sinh chưa bao giờ gặp qua thần chủ. Về phần thánh địa, nó được sáng lập bởi thiên thánh. Tuy nhiên sau khi thiên thánh chết, liệu thiên thánh được sáng tạo ra có còn thiên thánh tọa chấn hay không thì chưa chắc. Nhưng chắc chắn phải có truyền thừa. Lục Trường Sinh hoàn toàn không lo lắng về điều này. Dù truyền thừa có quý giá đến đâu, cũng đơn giản chỉ là lợi thế để trao đổi thôi. Chỉ cần hắn đưa ra đủ lợi ích, hắn không tin Thiên Hà Thánh Địa không muốn. Dù sao trên người Lục Trường Sinh cũng có hơn 10 mảnh thần chỉ. Đây chính là sức hấp dẫn khó cưỡng đối với bất kỳ thánh điện nào. Trong đại điện Thiên Hà chỉ có một mình trưởng giáo. Có vẻ như vị trưởng giáo này đã đợi rất lâu rồi. Lục trưởng lão, bản tọa biết ngươi sẽ tới đại điện Thiên Hà điện nên đã chờ ở đây từ sớm. Đầu tiên chúc mừng lục trưởng lão tấn thăng địa thánh. Vạn trưởng giáo cười nói. Thật ra cái gì kinh ngạc thì cũng đã kinh ngạc xong. Nhưng dù có kinh ngạc như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc bình tĩnh lại. Lúc này, lục trường sinh đang đứng trước mặt, vạn trưởng giáo có thể nhìn thấy rõ ràng. Lục trường sinh quả thực đã là địa thánh. Trong toàn bộ thánh địa, địa thánh thuộc loại tồn tại cao nhất. Về phần thiên thánh, sự tồn tại kinh khủng như thế chỉ có ở một số thánh địa. Ở thiên hà thánh địa, từ lâu đã không có thiên thánh thậm chí ngoại trừ tổ sư sáng lập là một vị thiên thánh ra thì thiên hà thánh địa chưa bao giờ sinh ra một vị thiên thánh nào khác còn thánh thể của lục trường sinh một khi chuyển hóa thành đạo thể tấn thăng thành địa thánh sức mạnh toàn thân chắc chắn phải vô cùng đáng sợ đối với địa thánh như vậy vạn trưởng giáo đương nhiên cần phải coi trọng bây giờ trọng lượng của một mình lục trường sinh thôi cũng đã đủ để khiến bất kỳ thánh địa nào không dám coi thường thậm chí với thánh địa chỉ có địa thánh chân giữ một mình lục trường sinh là có thể chống lại được Trưởng giáo, Lục Mỗ đến đây thực ra là muốn hỏi về việc tu luyện địa thánh. Địa thánh, tu luyện như thế nào, làm thế nào để trở thành thiên thánh? Thiên hà thánh địa chính là thánh địa võ đạo do thiên thánh tạo ra, về mặt này chắc chắn phải có truyền thừa nhỉ, không biết trưởng giáo có thể giải thích nghi ngờ cho Lục Mỗ không? Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn không có ý định lá mặt lá trái mà trực tiếp giải thích ý đồ của mình. Việc tu luyện địa thánh. Vạn trưởng giáo dừng lại một chút, sau đó nói với vẻ mặt phức tạp Địa Thánh tu luyện cần những mảnh võ đạo, thời kỳ thượng cổ có đại năng võ đạo vô thượng cảm ngộ võ đạo, thu được mảnh võ đạo từ trong thiên địa, từ đó dung luyện bản thân, một đường trưởng thành, thành tựu thiên thánh cuối cùng. Tuy nhiên, theo sự thịnh vượng của võ đạo, võ đạo của thiên địa ngày càng trở nên mạnh mẽ, ý chí của vô số võ giả hội tụ đã khiến võ đạo của thế giới này trở nên mạnh mẽ đến mức khó có thể lay chuyển. Nếu không tin, Lục trưởng lão có thể thử cảm ứng, chỉ cần là địa thánh, hẳn là có thể cảm ứng được võ đạo lục trường sinh nửa tin nửa ngờ vì thế dựa theo phương pháp của vạn trường giáo hắn bắt đầu cảm ứng võ đạo trong thiên địa ầm quả nhiên lục trường sinh chỉ một thoáng đã cảm ứng được võ đạo cái gọi là võ đạo thực ra là ý chí của tất cả chúng sinh trên thế giới khi một thế giới có võ giả thì sẽ có võ đạo càng có nhiều võ giả thì võ đạo sẽ càng hưng thịnh giống như tiên đạo tu tiên giả càng nhiều thì tiên đạo lại càng thịnh vượng chỉ là nếu võ giả muốn thành tựu thiên thánh thì nhất định phải có mảnh võ đạo điều này hoàn toàn khác với tiên đạo võ giả là sức mạnh to lớn tự thân đều quy về bản thân bất cứ thứ gì từ bên ngoài nếu muốn thì phải hòa nhập vào bản thân không giống như tu tiên giả tiên đạo càng thịnh vượng tu tiên giả ngược lại càng càng mạnh mẽ bọn họ vốn dựa vào sức mạnh của tiên đạo cho dù là thả ra pháp thuật hay là bố trí trận pháp đều sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng võ giả cần phá vỡ võ đạo sau đó gom góp các mảnh võ đạo để có thể cường hóa bản thân vào thời đại thượng cổ võ giả còn chưa nhiều lắm, võ đạo cũng chưa quá hùng mạnh. Cho nên khi đó địa thánh thậm chí có thể sử dụng sức mạnh của chính mình để phá vỡ võ đạo, từ đó gom góp các mảnh võ đạo, thành tựu thiên thánh. Thế nhưng, hiện giờ thì sao? Lục Trường Sinh bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Cả người hắn bay khỏi đại điện thiên hà, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó địa thánh đạo thể cao vạn trượng nhanh chóng hiện ra. Trong nháy mắt uy thế kinh khủng đã tràn ngập toàn bộ thiên hà thánh địa. Nhìn thấy cảnh này, Trưởng giáo của Thiên Hà Thánh Địa lại không hề ngăn cản, chỉ mỉm cười, mặc cho Lục Trường Sinh phóng thích sức mạnh của Địa Thánh Đạo Thể. Nhưng những đệ tử, trưởng lão khác lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ sôi nổi cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trên không trung. Người đó là Lục Trường lão sao? Khí tức trên người của Lục Trường lão thật quá khủng khiếp, bây giờ Lục Trường lão đã tăng lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, vượt xa cả nhân thánh rồi, Lục Trường lão đang muốn làm gì vậy? Thánh thể cao vạn trượng, rất nhiều người không biết phía trên nhân thánh là địa thánh. Căn bản không biết cái mà lục trường sinh thi triển đã không còn là thánh thể, mà là đạo thể. Ngược lại một vài trưởng lão võ thánh dường như đã biết lục trường sinh đang muốn làm gì. Lục trưởng lão đang muốn đánh phá võ đạo sao? Trong lòng một vài trưởng lão võ thánh vô cùng kinh hãi. Đánh phá võ đạo. Chuyện này chỉ ngẫm lại thôi cũng khiến người ta thấy rất khâm phục. Đánh phá võ đạo không hề dễ dàng như vậy. Mỗi một võ giả muốn phá vỡ võ đạo đều cần có ý chí cực kỳ vững vàng cho dù võ giả có phải chiến thiên đấu địa, nhưng võ đạo là do ý chỉ của vô số võ giả hội tụ. Làm sao có thể dễ dàng cho được? Đối với võ giả mà nói, võ đạo vô cùng thần thánh. Nhưng lục trường sinh cũng mặc kệ những nhiều như vậy. Bá, à, địa thánh đạo thể cao vạn trượng của lục trường sinh đấm thẳng một quyền lên không trung. Chỉ một quyền này, hư không vỡ vụn. Nương theo vô số sức mạnh thiên địa, cùng với sức mạnh kinh khủng của đạo thể bản thân, hắn đấm mạnh vào một không gian nào đó trong hư không. Nơi đó chính là võ đạo võ đạo ở khắp mọi nơi. Chỉ cần là địa thánh thì có thể cảm ứng được. Đương nhiên, cũng có thể chạm đến, công kích nó. Lục trường sinh đấm ra một quyền. Hắn cảm thấy nếu như là ở thần vực, chỉ với một quyền như vậy, 8 đến 10 thần vương đều phỉ hóa thành bột mịn hết. Thế nhưng, khi hắn đấm một quyền này vào võ đạo, lập tức, lục trường sinh dường như cảm thấy mọi sức lực như châu đất xuống biển. Giống như một quyền này của hắn đang đấm vào biển cả rộng vô tận. Chẳng khuấy động lên chút gợn sóng nào, chuyện này, đồng tử lục trường sinh hơi co lại trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra thế giới này võ đạo phát triển đến nay đã có vô số võ giả đừng nói đến địa thánh thiên thánh cũng có rất nhiều thậm chí còn có khả năng có trên thiên thánh hiện giờ lục trường sinh còn chưa tiếp xúc nổi với cường giả võ đạo vĩ đại như vậy thế nhưng nhiều cường giả như thế đã nâng võ đạo lên đến một cảnh giới khó mà lay chuyển đừng nói là lục trường sinh coi như hắn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần cũng chưa chắc đã lay chuyển được võ đạo vù lục trường sinh thu lại địa thánh đạo thể một lần nữa bay về trong đại điện thiên hà lục trưởng lão sao rồi vạn trưởng giáo cười hỏi lục trường sinh lắc đầu nói võ đạo rất khó lay chuyển chút sức mạnh còn con của ta quả thực giống như lấy trứng trọi đá căn bản là không có khả năng có người đánh vỡ võ đạo từ đó gom góp được mảnh võ đạo thế nhưng nếu cứ thế chẳng phải là võ đạo sẽ không có người kế thừa không ai có thể tấn chức thiên thánh hay sao chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Lục Trường Sinh không tin, võ đạo cứ phải lụi tàn như vậy. Căn bản không có khả năng. Vạn trưởng giáo bật cười nói, địa thánh tu hành cần mảnh võ đạo, điều này không thể nào nghi ngờ được. Và lại, sự thật là võ đạo của thế giới này của chúng ta khó mà lay chuyển được. Nhưng không đồng nghĩa các địa thánh không có cách nào tu luyện, cũng không có nghĩa là võ giả chỉ có thể dừng lại ở địa thánh. Thế giới này của chúng ta không có, thế nhưng còn có thế giới khác, chẳng hạn như bí giới trong lòng lục trường sinh vô cùng chấn động bí giới lần đầu tiên hắn được nghe cái tên bí giới vạn trưởng giáo tiếp tục nói có một đại na a Go thượng đã từng chu du đến thế giới của chúng ta thế giới này của chúng ta vô cùng rộng lớn bao la cực kỳ khổng lồ có thể đồng thời dung nạp tiên đạo võ đạo đủ để thấy thế giới này của chúng ta to lớn cỡ nào bởi vậy các đại năng gọi thế giới này của chúng ta là tiên võ giới nghĩa là tiên đạo võ đạo cùng phát triển trong một thế giới thông qua quan sát đánh giá các đại năng phát hiện bản thân tiên võ giới của chúng ta giống như có một lực hút cực kỳ đáng sợ, có thể hút được vô số thế giới nhỏ khác, được gọi là bí giới. Những bí giới này vào một thời khắc nào đó sẽ tới gần tiên võ giới của chúng ta, thậm chí có thể va chạm với tiên võ giới, sau đó một đoạn thời gian sẽ lại từ từ rời xa. Những bí giới này vô cùng quái lạ, nhưng đều không ngoại lệ, trên cơ bản thì mức năng lượng đều thấp hơn tiên võ giới của chúng ta nhiều. Các đại năng nghiên cứu phát hiện có rất nhiều bí giới không tồn tại võ đạo, thậm chí không có võ giả. Nếu như có người có thể tiến vào những bí giới đó, truyền bá võ đạo, đẩy võ đạo phát triển đến một mức nhất định, có thể ngưng tụ võ đạo trong bí giới, đến lúc đó, võ đạo chỉ vừa mới ngưng tụ cực kỳ yếu ớt, tất nhiên võ giả có thể gom góp các mảnh võ đạo. Nếu như may mắn, các mảnh võ đạo gom góp được trong một bí giới thậm chí đủ để tu hành đến thiên thánh. Đương nhiên, điều kiện là phải có đủ may mắn, nếu như không đủ may, có khả năng cần mảnh võ đạo của mấy hoặc mấy chục bí giới mới có thể tấn thăng thành thiên thánh. Lục Trường Sinh chợt hiểu ra, Bí giới thật ra có thể xem như một bí cảnh, chẳng phải tương đương với đi vào bí cảnh để tu luyện sao? Đạo lý là giống nhau. Vậy chẳng lẽ nói, tổ sư khai phá thiên hà thánh địa trước đây cũng phát hiện ra một bí giới, sau đó tiến vào trong và thu được mảnh võ đạo, tấn chức thiên thánh sao? Lục Trường Sinh lại hỏi. Không sai, lúc trước tổ sư đúng là đã đi vào bí giới, từ đó gom góp được mảnh võ đạo. Chỉ là, không phải tổ sư tự mình phát hiện ra bí giới, mà là tới bí giới lâu mua tọa độ của bí giới trên thực tế cơ bản đều là địa thánh muốn tiến vào bí giới đều phải tới bí giới lâu mua vị trí tọa độ của bí giới nghe nói có sự tồn tại vĩ đại trên cả thiên thánh chấn giữ phía sau bí giới lâu hơn nữa bí giới lâu thu nhận một nhóm người nghiên cứu bí giới có thể quan sát đánh giá dự đoán thậm chí nghĩ cách thu hút bí giới tới gần tiên võ giới vì vậy nếu như lục trưởng lão muốn tiến thêm một bước ở địa thánh thậm chí tấn chức thiên thánh thì phải đi tới bí giới lâu một chuyến lục trường sinh đã hiểu rõ bí giới lâu bối cảnh lớn mạnh có thể xác định được vị trí tọa độ của bí giới phía sau còn có sự tồn tại mạnh mẽ hơn thiên thánh chấn giữ không có bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc vào có lẽ có người khác có thể may mắn trùng hợp phát hiện ra vị trí tọa độ của bí giới nhưng xác suất của trường hợp này quá nhỏ dường như không cần cân nhắc bí giới lâu ở đâu lục trường sinh hỏi bí giới lâu không ở thánh thổ mà ở bên trong thánh vực tuy chúng ta được xưng là thánh thổ nhưng thật ra thánh vực mới là trung tâm võ đạo của tiên võ giới nơi đó hội tụ toàn bộ cường giả võ đạo có trình độ cao nhất tiên võ giới thiên thánh đều chấn giữ ở đó thậm chí có sự tồn tại vĩ đại trên cả thiên thánh lục trường sinh hiểu ra thánh vực này hắn nhất định phải tiến vào dù sao hắn còn trẻ như vậy đương nhiên muốn bước từng bước trên con đường võ đạo cảm ơn trưởng giáo lục trường sinh chắp tay hành lễ với trưởng giáo tuy hắn là trưởng lão của thiên hà thánh địa nhưng thật ra danh hiệu trưởng lão này, theo một ý nghĩa nào đó cũng chỉ là giao dịch mà thôi, chỉ là mượn thế chúng sinh để tu luyện, thậm chí không chỉ ở Thiên Hà Thánh Địa. Trên danh nghĩa, Lục Trường Sinh được 10 thánh địa phong thành trưởng lão. Tuy nhiên hiện giờ thế chúng sinh đối với Lục Trường Sinh đã không còn tác dụng gì, mà hắn cũng cho các thánh địa lớn một mảnh thần chỉ. Bởi vậy, giao dịch giữa Lục Trường Sinh với các thánh địa trên thực tế đã kết thúc, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Chuyện này bất luận là lục trường sinh hay vạn trưởng giáo đều hiểu rõ lục trưởng lão đây là bản đồ vị trí cụ thể của bí giới lâu thật ra thì khi đến thánh vực rồi lục trưởng lão chỉ cần tìm đại một người hỏi thăm là lập tức có thể biết được bí giới lâu bí giới lâu phân bố ở khắp nơi trên thánh vực rất dễ tìm đúng rồi nơi này còn có một phần kinh nghiệm tâm đắc trong bí giới trước kia của tổ sư khai phái thiên hà thánh địa bọn ta hy vọng nó có chút tác dụng với lục trưởng lão căn cứ vào kinh nghiệm của tổ sư truyền lại bên trong bí giới quan trọng nhất là ngộ tính. Chắc hắn, đối với thiên kiêu như lục trưởng lão thì ngộ tính hẳn là thứ không bao giờ thiếu. Lục trường sinh mỉm cười. Hoàn toàn đúng, xét về ngộ tính, còn ai có thể hơn được hắn. Hiện giờ ngộ tính của hắn chính là thiên sinh thánh nhân, đã vượt qua cả triệu điểm ngộ tính. Lục trường sinh nhận lấy tâm đắc tu hành của tổ sư mà vạn trưởng giáo đưa cho hắn. Phần tâm đắc tu hành của tổ sư này quả thật rất quan trọng. Không phải đệ tử hay trưởng lão dòng chính của thiên hà thánh địa thì không được truyền thụ nhưng bây giờ vạn trưởng giáo lại truyền cho lục trường sinh rõ ràng là muốn lưu lại một chút tình cảm với lục trường sinh đây không thuần túy chỉ là một giao dịch ngày sau nếu lục trường sinh có thể tấn thăng lên thiên thánh thì sẽ rất có ích với thiên hà thánh địa đa tạ trưởng giáo lục mỗ sẽ không quên thiên hà thánh địa lục trường sinh trịnh trọng nói vậy cầu chúc lục trưởng lão tất cả đều thuận lợi trên mặt vạn trưởng giáo cũng nở một nụ cười thánh thổ không giữ được lục trường sinh nhưng bây giờ Thiên Hà Thánh Địa có một chút giao tình với Lục Trường Sinh, về sau bất kể Lục Trường Sinh tu luyện đến mức nào thì cũng đều có lợi ích to lớn đối với Thiên Hà Thánh Địa. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh từ biệt và rời khỏi Đại Điện Thiên Hà, trở về động phủ của mình lần nữa. Trong động phủ, Lục Trường Sinh lấy ra tâm đắc tu hành của tổ sư. Trên thực tế trong cuốn tâm đắc tu hành này là những tâm đắc tu hành của xa trùng giới mà tổ sư tiến vào lúc trước. Sau khi vị tổ sư này tiến vào xa trùng giới thì một đường quật khởi, sáng lập võ đạo dùng võ đạo dừng chân tại xa trùng giới cuối cùng ngưng tụ ra võ đạo trong xa trùng giới từ đó thu được mảnh võ đạo tuy không phải quá chi tiết nhưng lục trường sinh cũng đại khái hiểu được phần nào dùng võ công đặt chân ngưng tụ ra võ đạo mắt lục trường sinh sáng ngời như đang suy nghĩ điều gì tâm đắc tu hành này tương đối quan trọng với địa thánh thật sự đúng là ngọn đèn chỉ đường lục trường sinh nghỉ ngẫm một tháng liên tục trong động phủ lúc này mới buông tâm đắc tu hành của tổ sư xuống Sắp đến thời gian rồi, phải đi thánh vực thôi." Lục Trường Sinh lập tức rời khỏi động phủ. Thật ra hắn không có bằng hữu ở thiên hà thánh địa, vì thế, sau khi từ biệt trưởng giáo, Lục Trường Sinh đi một mạch về thánh thổ Thiên Tông. Thánh thổ Thiên Tông phát triển ngày càng hưng thịnh. Trưởng lão trong môn mừng rỡ như điên khi biết được Lục Trường Sinh thành địa thánh. Đương nhiên, có khả năng bọn họ không hiểu địa thánh là khái niệm gì, thế nhưng bọn họ biết Lục Trường Sinh chuẩn bị đến thánh vực để tu hành tới thiên thánh, nên tất nhiên bọn họ sẽ ủng hộ hết mình có lẽ bọn họ cũng không rõ ràng thiên thánh có ý nghĩa gì. Nhưng Lục Trường Sinh nói cho bọn họ, thánh địa chính là do thiên thánh tạo thành. Lần này, toàn bộ trưởng lão thánh thủ thiên tông mừng rỡ như điên, thánh địa. Dựa theo lời Lục Trường Sinh nói, một khi hắn tu thành thiên thánh, thánh thủ thiên tông có thể biến thành thánh địa. Đến lúc đó, những cao tầng thánh thủ thiên tông như bọn họ chẳng phải là chuyển mình biến hóa, nhảy vọt trở thành cao tầng của thánh địa. Đây chính là thánh địa đấy. Toàn bộ thánh thổ, thánh địa đều cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên thánh địa truyền thừa vạn năm, thậm chí vài vạn năm, kéo dài không dứt. Làm sao mà một môn phái có thể so sánh được? Mà bây giờ, Thánh Thổ Thiên Tông cũng có hy vọng trở thành thánh địa. Trên dưới Thánh Thổ Thiên Tông vui mừng khôn xiết, Lục Trường Sinh cũng bỏ được nỗi lo. Vì vậy hắn yên tâm rời khỏi Thánh Thổ Thiên Tông, bay tới thánh vực xa xôi. Dựa theo bản đồ vạn trưởng giáo đưa, Lục Trường Sinh bay thẳng một đường. Từ Thánh Thổ đến thánh vực xa vô cùng. Toàn bộ tiên võ giới thật sự quá lớn, chỉ thánh thổ thôi cũng đã quá lớn hiện tại lục trường sinh đã là địa thánh dù hắn không xuất ra địa thánh đạo thể nhưng nhất cử nhất động cũng có sức mạnh của đất trời đi theo bởi vậy vận dụng sức mạnh của đất trời hơn nữa còn không chỉ một loại lực lượng thiên địa nên tốc độ lục trường sinh rất nhanh đương nhiên cũng có thể dùng trận pháp truyền tống cự ly siêu xa nhưng cần phải đi thánh địa đặc biệt khoảng cách xa như vậy trận pháp truyền thống cự ly siêu xa cũng không phải thánh địa nào cũng có ít nhất thiên hà thánh địa không có muốn dùng thì phải đến thánh địa khác lục trường sinh không muốn phiền phức không phải chỉ là bay thôi sao tốc độ hiện tại của hắn rất nhanh với lại thời gian cũng còn nhiều dù là bay mấy năm thì thế nào trên thực tế với tốc độ được tăng cường bởi lực lượng thiên địa của lục trường sinh so với phần lớn địa thánh thì nhanh hơn rất nhiều căn bản không cần đến mấy năm đại khái chừng một năm lục trường sinh đã đến được thánh vực cuối cùng cũng đã tới lục trường sinh nhìn tòa thành to lớn trước mặt mình thành thánh tinh đây là một tòa thành lớn nổi danh trong thánh vực trong thành có một bí giới lâu lục trường sinh cũng dựa vào địa đồ vạn trưởng giáo mới tìm thấy lúc trước tổ sư sáng lập ra thiên hà thánh địa là đi vào bí giới lâu trong thành thánh tinh thu được tọa độ của một bí giới từ đó tiến vào bên trong bây giờ lục trường sinh cũng đã đến thành thánh tinh vừa vào thành thánh tinh lục trường sinh lập tức phát hiện điểm khác biệt ở chỗ này những võ giả cảnh giới thần thông chỗ nào cũng có võ thánh ở trong thành cũng không hiếm lạ có điều bộ phận lớn đều là nhân thánh, về phần địa thánh, Lục Trường Sinh cũng cảm nhận được khí tức của mấy địa thánh, nhưng số lượng không nhiều. Điều này cho thấy dù là ở thánh vực, địa thánh đều là sự tồn tại có địa vị rất cao. Vị trí của bí giới lâu rất dễ tìm. Sau khi Lục Trường Sinh nghe ngóng một chút, đã đến được bí giới lâu. Hà, Lục Trường Sinh vừa chuẩn bị đi vào bí giới lâu, bỗng hắn khẽ cau mày. Có một vài ánh mắt như có như không dừng lại trên người hắn. Tuy không phải cảm ứng vỏn vẹn chỉ có ánh mắt nhưng vì là địa thánh nên lục trường sinh cũng có thể nhận ra đương nhiên chỉ là ánh mắt lục trường sinh cũng không quá để tâm hắn là địa thánh đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chú ý lục trường sinh đi thẳng vào trong bí giới lâu có địa thánh đặt chân vào bí giới lâu sao dựa vào khí tức và đặc điểm trên cơ thể chắc hẳn là vừa mới đến thành thánh tinh vừa mới đến thành thánh tinh đã lập tức đi thẳng tới bí giới lâu nhất định là đến để mua vị trí của bí giới lâu chắc chắn xuất thân rất tốt để ý hắn thật kỹ nếu có cơ hội thì lập tức hành động theo kế hoạch mấy thần niệm âm thầm trao đổi với nhau lục trường sinh không biết hắn đang bị theo dõi dù sao từ khi lục trường sinh thành thánh đã rất lâu rồi không bị người ta theo dõi hắn vừa vào bí giới lâu đã lập tức bị một võ thánh mời chào vị đạo hữu này có phải đến bí giới lâu để mua vị trí của bí giới không lục trường sinh gật đầu đến bí giới lâu còn có thể làm gì chắc chắn là đến vì bí giới rồi vị đạo hữu này mời vào phòng dành cho khách quý vì vậy lục trường sinh vào phòng dành cho khách quý đạo hữu bí giới lâu của bọn ta có rất nhiều tọa độ của bí giới ví dụ đây là hoàng thiên giới mức phản ứng năng lượng không quá mạnh nếu không sai thì chỉ vẻn vẹn ở mức kim đan mãi đến 300 năm trước mới được người ta truyền bá võ đạo thu được các mảnh võ đạo nếu đạo hữu là kỳ tài ngút trời tiến vào hoàng thiên giới cũng có hy vọng thăng cấp võ đạo từ đó thu thập được mảnh võ đạo Ánh mắt của Lục Trường Sinh thoáng hiện lên tia lạnh lẽo. Đừng nhìn võ thánh này nói năng rõ ràng mạch lạc, cực kỳ mê hoặc. Nhưng thực tế thì sao? Từ tâm đắc tu hành của vị tổ sư sáng lập nên Thiên Hà Thánh Địa, Lục Trường Sinh biết được bí giới quan trọng nhất là vô chủ, cũng tức là từ trước đến nay chưa từng có võ giả nào của tiên võ giới tiến vào. Tốt nhất là không có võ đạo. Từ đó, sẽ có hy vọng rất lớn ngưng tụ được võ đạo, thu được mảnh võ đạo. Còn nơi đã từng có người thử qua, thậm chí đã ngưng tụ được võ đạo Vậy thì phải thúc đẩy võ đạo. Sau khi thúc đẩy võ đạo, còn phải phá vỡ võ đạo. Độ khó kia đúng là quá lớn. Dẫu sao, địa thánh cũng không cách nào tự mình tiến vào bên trong bí giới, hoàn toàn dựa vào bản thân thúc đẩy võ đạo, cần phá vỡ võ đạo đã sớm ngưng tụ ra, thậm chí võ đạo còn phát triển những 300 năm. Vậy võ đạo phải mạnh đến mức nào? Nói nhiều vô ích. Lục Mỗ chỉ muốn bí giới vô chủ. Bí giới lâu của các ngươi có không? Lục Trường Sinh hỏi thẳng võ thánh của bí giới lâu vung tay thu lại những tin tức bí giới đã ngưng tụ ra võ đạo lại hắn biết mình đã gặp được người có hiểu biết không dễ lừa dối ai cũng biết bí giới vô chủ là nơi dễ ngưng tụ và giành được các mảnh võ đạo nhất bí giới kiểu này chính lại là bảo vật vô giá nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó bí giới vô chủ cũng không đủ cầu một khi xuất hiện một bí giới vô chủ thì sẽ lập tức có vô số địa thánh tranh đoạt nhưng mà đạo hữu tới đây lại rất đúng lúc mấy tháng gần đây đại sư trong bí giới lâu của thành thánh tinh ta đã quan sát và đánh giá được chính xác vị trí của một bí giới tọa độ cũng đã được tính toán rõ ràng chỉ là nhu cầu mua thông tin quá lớn vậy nên bí giới lâu đã chuẩn bị tổ chức một hội đấu giá vào tháng sau người trả giá cao nhất sẽ lấy được thông tin nếu đạo hữu muốn tham gia vào đấu giá bọn ta có thể sắp xếp giúp đạo hữu lục trường sinh khẽ nheo mắt bí giới đều đã khan hiếm như thế à một bí giới vô chủ cũng bắt đầu tổ chức đấu giá Hồi tổ sư sáng lập thiên hà thánh địa lúc trước cũng không rầm rộ đến mức này. Lúc trước tổ sư chỉ cần đi thẳng đến bí giới lâu để mua. Vậy mà hiện giờ không còn được như xưa. Theo thời gian võ đạo càng ngày càng hưng thịnh, số lượng địa thánh cũng ngày càng nhiều. Vậy nên bí giới cũng không đủ cầu. Cũng không đủ cầu thì phải giải quyết thế nào? Tất nhiên phải cạnh tranh, tham gia đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ giành được. Nói đơn giản hơn, vào thời gian này số lượng địa thánh so với trước kia có khả năng sẽ nhiều hơn gấp chục gấp trăm lần, nhưng bí giới lại không thể tăng thêm gấp 10, gấp trăm lần. Vì vậy, bí giới ở các thánh địa đương nhiên sẽ bị tranh giành một cách điên cuồng. Một tháng sau sau, sắp xếp cho Lục Mỗ đi. Lục Trường Sinh vẫn không muốn bỏ qua hội đấu giá bí giới. Được, đây là lệnh bài, một tháng sau, đạo hữu có thể đến bí giới lâu tham gia hội đấu giá. Võ thánh ở bí giới lâu đưa cho Lục Trường Sinh một lệnh bài. Đúng rồi, hội đấu giá chủ yếu giao dịch bằng thứ gì? Lục Trường Sinh lại hỏi đương nhiên là mảnh thần chỉ rồi nếu đạo hữu có mảnh võ đạo thì cũng có thể dùng nó trao đổi lục trường sinh khẽ nheo mắt mảnh thần chỉ sao đây nhất định là đồng tiền mạnh còn về mảnh võ đạo lục trường sinh vẫn là đại thánh địa thánh rất cần mảnh võ đạo nếu như hắn có mảnh võ đạo thì còn tới mua vị trí bí giới làm gì một tháng sau lục mỗ sẽ đến bí giới lâu nói xong lục trường sinh đứng dậy rời khỏi bí giới lâu vừa mới rời đi lục trường sinh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình lục trường sinh không để tâm hắn sớm đã nghe qua thành thánh tinh có rất nhiều thiên thánh thiên thánh mang theo đội chấp pháp làm gì có ai dám động thủ ở thành thánh tinh bởi vậy khắp nơi trên thành thánh tinh đều vô cùng an toàn nên cũng không cần phải quá lo lắng chỉ là vào lúc lục trường sinh rời khỏi bí giới lâu thấp thoáng có một vài thần niệm đang trao đổi mục tiêu đã rời khỏi bí giới lâu làm việc theo kế hoạch mọi thứ đều rất bí mật giống như không có điều gì bất thường hội đấu giá một tháng sau ánh mắt lục trường sinh như có điều suy nghĩ trước tiên hắn đi một chuyến tới nơi đặc biệt bán cho thuê động phủ dùng linh thạch mua một tòa động phủ tại thành thánh tinh người bình thường ở phòng ốc trang viên nhưng người có thân phận địa vị thì đều ở động phủ mua động phủ dùng linh thạch là đủ rồi rất nhanh lục trường sinh đã chuyển vào ở trong động phủ hắn khoanh chân ngồi xuống cẩn thận nhớ lại điều đã thấy ở bí giới lâu hôm nay bí giới lâu nói hiện tại bí giới vô chủ khó tìm thậm chí phải đấu giá khiến rất nhiều người tranh nhau đấu giá đây chỉ là giải thích từ một phía của bí giới lâu hơn nữa không khớp với lời của tổ sư sáng lập ra môn phái thiên hà thánh địa cụ thể vẫn phải điều tra rõ ràng mới được lục trường sinh sẽ không nhẹ dạ tin vào lời giải thích từ một phía của bí giới lâu cho dù uy tín của bí giới lâu rất tốt lục trường sinh rời khỏi động phủ lại lần lượt nghe ngóng gần xa trong thành một hồi Thật ra thì đây cũng không phải điều gì quá bí mật. Tại thánh vực, rất nhiều người đều biết bí giới. Vì vậy Lục Trường Sinh cũng hỏi thăm được rất rõ ràng. Thật ra số lượng bí giới rất nhiều. Có đại năng đã từng nói, bí giới giống như hàng hà sa, nhiều không đếm xuể. Cho dù chỉ có một phần bé nhỏ không đáng kể tiếp xúc gần với tiên võ giới, nhưng số lượng này cũng không ít. Nhưng số lượng bí giới không ít, mà số lượng địa thánh lại rất nhiều. Năm qua năm, ngày qua ngày, số lượng địa thánh không ngừng tăng lên, khi đó tự nhiên sẽ dính líu tới nhau vậy nên trong mấy năm năm vị trí của một bí giới vô chủ thật sự vô cùng quý giá xem ra bí giới lâu cũng không lừa lục trường sinh về chuyện này nếu muốn có được bí giới vô chủ thật sự chỉ có thể tới hội đấu giá cùng mọi người đấu giá nghĩ tới đây lục trường sinh lại lần nữa trở lại động phủ dựa theo lời của bí giới lâu đấu giá vị trí tọa độ của bí giới chỉ có thể dùng mảnh thần chỉ hoặc mảnh võ đạo mảnh võ đạo không cần nghĩ tới chắc chắn không có về phần mảnh thần chỉ, trên cơ bản chỉ có thể lấy được từ trong thần vực. Thật nhiều địa thánh hoặc thế lực mạnh liên tục bồi dưỡng nhân thánh đứng đầu, mục đích chính là vì đoạt được mảnh thần chỉ trong thần vực. Tại thánh vực, nhân thánh đứng đầu, ngoại trừ bối cảnh vô cùng mạnh mẽ, thì về cơ bản đều phải đi vào trong thần vực một chuyến. Trong lòng Lục Trường Sinh dùng mình, thánh vực quả thật là trung tâm vỡ đạo, càng thịnh vượng hơn so với võ đạo của thánh thổ. Nhưng ở trong thánh vực, nhân thánh hoàn toàn trở thành công cụ, cùng lắm chỉ là công cụ cao cấp thôi. Mảnh thân chỉ là đồng tiền cứng, vì vậy để nhận được càng nhiều mảnh thân chỉ hơn, vô số thế lực đều bồi dưỡng nhân thánh thành công cụ hình người. Kết quả, phần lớn đều rất bi thảm. Ngược lại, nhân thánh trong thánh thổ, một đám người địa vị cao thượng, lại không có nhân thánh có tình cảnh nguy hiểm như thánh vực. Thậm chí có có vài người còn đặc biệt bắt nhân thánh, sau đó không chế tiến vào thần vực. Mảnh thân chỉ của ta cũng chỉ có mười mấy miếng, bình thường như vậy chắc chắn đủ, nhưng đến hội đấu giá, nếu muốn đấu giá được bí giới vô chủ số mảnh thần chỉ này e là không đủ lục trường sinh rất rõ ràng vị trí tọa độ của bí giới trong hội đấu giá nhất định sẽ bán giá trên trời mười mấy mảnh thần chỉ chắc chắn không đủ nhưng vị trí tọa độ của bí giới vô chủ này lục trường sinh lại là tình thế bắt buộc mảnh thần chỉ lục trường sinh thở dài một tiếng sớm biết như thế lúc trước hắn nán ở thần vực thêm một thời gian kiếm thêm càng nhiều mảnh thần chỉ đương nhiên hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi hắn không thể tiến vào thần vực lần nữa thần vực hạn chế cường giả trên nhân thánh tiến vào hiện tại lục trường sinh đã là địa thánh rồi cơ bản không cách nào tiến vào thần vực có lẽ những đại năng kia đã sớm biết mảnh vỡ thần chính có thể khơi ra một chút tranh cướp lúc này mới đặt pháp trận giới hạn tu vi trong thần vực thật ra thì biện pháp đó là để cho thần vực có thể duy trì không ngừng sinh ra thần trích nhờ đó mà có thể liên tục không ngừng đạt được mảnh thần chỉ nếu không địa thánh thậm chí thiên thánh ra tay Thần vực đều sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Nếu như không đấu giá được vị trí tọa độ của bí giới, không thể trách được chỉ có thể cướp. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh lẽo. Hắn là từ võ giả yếu kém, từng bước tu luyện cho tới tình trạng hiện tại. Hiển nhiên cũng không phải là người cổ hủ. Bí giới vô chủ vô cùng quan trọng đối với tu luyện của Lục Trường Sinh. Hắn đương nhiên không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lấy được vị trí tọa độ của bí giới. Thời gian trôi qua từng ngày. Mỗi ngày Lục Trường Sinh đều đi dạo xung quanh thành Thánh Tinh thật ra hắn đang tìm cách lấy được mảnh thần chỉ. Chỉ tiếc mảnh thần chỉ quá khó để kiếm, gần như chỉ có một cách là thần vực. Cho dù có một vài địa phương, đột nhiên xuất hiện một thần trích trời sinh, thì những cường giả địa thánh kia đã sớm ra tay lấy trước rồi. Làm gì còn chỗ để đến lượt lục trường sinh? Thời gian thoáng một cái đã hơn 20 ngày, cũng gần một tháng rồi. Thời gian cách hội đấu giá của bí giới lâu càng ngày càng gần. Hửm, trong khoảng thời gian này ta vẫn đi dạo trong thành. Nhưng có một vài ánh mắt vẫn như ẩn như hiện cho dù vô cùng bí mật nhưng với cảm giác của ta thời gian nhiều ngày như vậy vẫn cảm nhận được là có người trầm chầm, chầm vào ta không lẽ là cướp tu ánh mắt lục trường sinh nhẹ nhàng híp lại sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại xoay chuyển rất nhiều ý niệm trong đầu cướp tu thật ra thì chính là nhóm người chuyên cướp giết võ giả hoặc người tu tiên giết người đoạn bảo bọn chúng liền được gọi là cướp tu cướp có thể không phân cảnh giới cao thấp cho dù là địa thánh thì vẫn có cướp tu lục trường sinh gương mặt lạ của thành thánh tinh lại mới đi qua bí giới lâu, có thể trực tiếp tới bí giới lâu, chắc chắn có mảnh thần chỉ. Hơn phân nửa là bị cướp tu theo dõi rồi. Nhưng trong thành thánh tinh có cường giả thiên thánh chân giữ, ai cũng không dám ra tay, vì vậy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào. Cướp tu, có thể nhìn chằm chằm vào ta, quá nửa là địa thánh, về phần thiên thánh, sao lại còn phải tới làm cướp tu. Một khi bọn họ ra tay, thì chắc chắn không chỉ một địa thánh. Nhưng không chỉ một địa thánh thì sao, dựa vào thực lực của ta, dòng dã hơn 10 đạo sức mạnh thiên địa thuận theo hỗ trợ, còn có thể chất hỗn độn lột xác thành địa thánh đạo thể, đủ để nghiền nát bất kỳ địa thánh đạo thể nào. Đang lo không biết đi đâu tìm mảnh thần chỉ, cơ hội đã tới rồi. Lục Trường Sinh cũng không phải là không biết gì về thực lực của địa thánh. Trên thực tế, Lục Trường Sinh tại thành Thánh Tinh đã nghe ngóng rõ ràng. Địa thánh mạnh yếu, chủ yếu vẫn là nhìn địa thánh đạo thể. Mà địa thánh đạo thể, Lục Trường Sinh đủ để nghiền nát bất kỳ địa thánh nào. Dĩ nhiên còn có một loại địa thánh, địa thánh đạo thể của bọn họ đã luyện hóa được một chút mảnh võ đạo nhưng cũng không thể thăng cấp thiên thánh thực lực của những địa thánh này vô cùng kinh khủng nhưng lục trường sinh cũng không hề sợ hãi địa thánh đạo thể của hắn quá mạnh mẽ cho dù đối phương đã luyện hóa được một chút mảnh võ đạo lục trường sinh cũng không sợ một khi đã biết mình bị cướp tu nhìn chằm chằm lục trường sinh lại rất hứng khởi vì hắn có thể tương kế tự kế các ngươi luôn nhìn chằm chằm vào ta nhưng vẫn không có cơ hội ta đây tạo cơ hội cho các ngươi chỉ là, hy vọng các ngươi không quá nghèo. Trong lòng lục trường sinh vừa động. Ngay lập tức lục trường sinh xảy bước, bay thẳng ra ngoài thành thánh tinh. Thấy lục trường sinh bay ra ngoài thành thánh tinh, mấy đạo thần niệm lập tức trao đổi lên, nhanh, hình như mục tiêu muốn ra khỏi thành. Lập tức dựa theo kế hoạch hành động. Để đảm bảo không lộ ra sơ hở, xuất động 10 địa thánh, ba vị hóa thần. Mấy đạo thần niệm trao đổi, nháy mắt đã xong xuôi. Cho nên, lần lượt có 13 thân hình, cũng nhanh chóng bay về phía ngoài thành thánh tinh vèo lục trường sinh đã rời ra ngoài thành thánh tinh hơn nữa hắn dùng tốc độ địa thánh hơi chút nhanh hơn bình thường rời xa khỏi thành thánh tinh hắn sợ tốc độ quá nhanh cướp tu phía sau không đuổi kịp bay khoảng vài nghìn dặm vù bỗng nhiên lục trường sinh mạnh mẽ ngừng lại bốn bề hư không lại bị phong tỏa trong thoáng chốc pháp trận ánh mắt lục trường sinh nhẹ nhàng híp lại đối phương vậy mà lại sử dụng pháp trận hơn nữa còn là pháp trận cấp bậc hóa thần điều này nói rõ những cướp tu này không chỉ là địa thánh, thậm chí còn có hóa thần. Chấn, từ hư không truyền tới một tràng âm thanh xa lạ. Ngay sau đó, từng đạo bóng dáng xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện đã trực tiếp hiện lộ ra địa thánh đạo thể. Địa thánh đạo thể đáng sợ áp sát về phía lục trường sinh. Không một lời dư thừa, trực tiếp động thủ. Hơn nữa, vừa ra đã toàn lực ứng phó, căn bản không để cho lục trường sinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bút tích thật lớn, 10 địa thánh, 3 hóa thần. Đội hình như vậy, đủ để trấn giết bất kỳ địa thánh nào rồi. Lục Trường Sinh ngay lập tức cảm ứng được 13 thân hình. Ba hóa thần trong đó cũng không trực tiếp tham gia tấn công mà điều khiển pháp trận, hoàn toàn ngăn cách một vùng hư không này, phòng ngừa Lục Trường Sinh đánh vỡ pháp trận, phóng xuất đại dịch chuyển phù để chạy trốn. Còn 10 địa thánh mới là chủ lực tấn công. Thật sự muốn cận chiến vẫn phải dựa vào võ thánh ra tay. Hơn nữa địa thánh đạo thể, 10 địa thánh đạo thể che kín trời, khí thế lại hợp nhất thành một mảnh khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng người này phối hợp ăn ý như vậy, rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Được một đám cướp tu, ánh mắt lục trường sinh lạnh lẽo. Đối mặt với đòn tấn công cầu mười địa thánh, lục trường sinh vẫn lặng lẽ đứng trong hư không, trong lòng không hề có chút sợ hãi này. Lần này hắn chính là câu cá. Bây giờ nhìn thấy nhiều cá lớn như vậy, trong lòng lục trường sinh vui mừng, đồng thời cũng không hề tiếp tục nương tay nữa. Toàn lực ứng phó, Uỳnh, Lục Trường Sinh phóng Địa Thánh Đạo Thể ra. Địa Thánh Đạo Thể cao vạn trượng, toàn thân mang theo 13 loại sức mạnh quy tắc thiên địa. Một khi xuất hiện, trong thiên địa từng trận ầm vang, hư không vặn vẹo một hồi, khí thế khủng bố như phong ba, chậm rãi tản ra bốn phương tám hướng. Bộp bộp bộp, Địa Thánh Đạo Thể của Lục Trường Sinh giống như trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cánh tay, mỗi một cánh tay đều mang theo một luồng sức mạnh quy tắc thiên địa. Chia nhau bắt lấy 10 địa thánh, ba hóa thần, cái gì thấy lục trường sinh lại không lùi mà tiến tới phóng xuất địa thánh đạo thể thậm chí còn dư sức bắt lấy ba tên hóa thần đây là dùng sức một người chống lại 13 cường giả địa thánh hóa thần sao có thể trừ thiên thánh còn có người nào có thực lực cỡ này lại còn thấy bên cạnh lục trường sinh kéo theo 13 luồng sức mạnh quy tắc thiên địa càng khiến người ta chấn động trong lòng giơ tay nhấc chân mang theo sức mạnh của 13 luồng sức mạnh quy tắc thiên địa lục trường sinh rất có thể đã luyện hóa được 13 loại sức mạnh quy tắc thiên địa chuyện này đã vượt ra khỏi thường thức của võ đạo. Ai có thể dẫn động được bản thể của 13 loại thiên địa, thậm chí còn có thể luyện hóa. Chẳng lẽ, bọn chúng nhìn thấy là ảo giác sao? Rất nhanh bọn chúng đã có đáp án có phải ảo giác hay không? Bởi vì bàn tay lớn của lục trường sinh đã va chạm vào đòn tấn công của địa thánh đạo thể bọn chúng. Uỳnh uỳnh, hai bên không có bất kỳ khoa trương gì, hoàn toàn chính là đối chiến trực diện. Nhưng lại không giống như dự đoán của 10 địa thánh. 10 người bọn chúng liên thủ, mười địa thánh đạo thể che khuất bầu trời oanh tạc về phía lục trường sinh mà từng cánh tay của lục trường sinh mạnh như vũ bão dễ dàng đánh tan công kích của bọn chúng hơn nữa cánh tay che kín bầu trời trực tiếp rơi xuống trên người địa thánh đạo thể bọn chúng răng rắc lập tức địa thánh đạo thể lớn như thế bị bàn tay lớn của lục trường sinh nắm một cái lại ngay lập tức sụp đổ yếu ớt giống như vỏ trứng không thể nào tại sao có thể có địa thánh mạnh như vậy mười người chúng ta liên thủ lại không cản được một đòn của hắn mười địa thánh ba hóa thần sắc mặt giờ phút này đều đại biến bọn chúng thật sự không dám tin vào hai mắt của mình tổng cộng 13 người liên thủ sao có thể không cản nổi một đòn địa thánh của đối phương đây quả thật là chuyện không thể nào lục trường sinh trước mắt lại có thể cùng lúc đánh bại 13 sự tồn tại ngang hàng chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi chỉ là lục trường sinh lại không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào nhưng cướp tu này chỉ biết hắn là địa thánh thậm chí còn làm chuẩn bị đầy đủ sử dụng 13 cường giả cùng giai. Nhưng sao bọn chúng có thể biết, thần thông rộng lớn mênh mông, hỗn độn thánh thể cùng với 13 loại sức mạnh bản thể thiên địa, cùng nhau tạo ra địa thánh đạo thể mạnh mẽ. Loại mạnh mẽ này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bốp 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 bốp. Lục Trường Sinh bóp vỡ những địa thánh đạo thể này, ba hóa thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí, pháp trận tự tay bọn họ bố trí lại còn cản trở bọn chúng chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh thể của bản thân bị bóp nát, một khi thánh thể bị bóp nát, cơ thể còn sót lại của bọn chúng lại có thể là cái gì? Tha mạng, có địa thánh cầu xin tha thứ. Nhưng Lục Trường Sinh lại không thèm để ý, trực tiếp bóp nát. Chỉ một lát sau, hư không lại một lần nữa lặng yên. Chẳng qua, trong hư không đã không còn bóng dáng của 10 địa thánh, ba hóa thần rồi. Đã chết, tổng cộng 13 địa thánh, hóa thần, toàn bộ đều bị Lục Trường Sinh bóp chết. Quả thật là khiến người khó có thể tin được. Nhưng, đây đều là sự thật thu, Lục Trường Sinh thu không gian bảo vật của 13 địa thánh, hóa thần vào trong tay. Đi, ngay sau đó, Lục Trường Sinh cũng không có dừng lại, lập tức quay trở về thành Thánh Tinh. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã trở lại động phủ trong thành Thánh Tinh. Có thể một lần xuất động 10 địa thánh, ba hóa thần, đám cướp tu này thật không đơn giản mà, sau lưng chắc chắn có một thế lực lớn. Xem ra thời gian tới chỉ có thể sống trong thành Thánh Tinh rồi. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn trải chốt tình huống trận đánh vừa rồi. Những địa thánh, Hóa thần kia tuy số lượng nhiều nhưng lại không có bất kỳ uy hiếp nào đối với lục trường sinh. Không có bất kỳ địa thánh nào luyện hóa được mảnh võ đạo. Nếu không, thực lực không thể nào yếu như vậy. Cũng không phải lục trường sinh sợ địa thánh đã luyện hóa được mảnh võ đạo mà cảm thấy không cần phải tiếp tục mạo hiểm nữa. Lỡ đối phương điều động 8, 10 tên địa thánh đã luyện hóa được mảnh võ đạo thì có lẽ vẫn có một chút uy hiếp đối với lục trường sinh. Để ta xem xem, trong không gian bảo vật của mấy tên địa thánh hóa thần này đến tột cùng là có những bảo vật gì lục trường sinh mang theo mong đợi bắt đầu mở không gian bảo vật của mấy tên địa thánh hóa thần cẩn thận quét qua lục trường sinh chú ý trọng điểm tới mảnh thần chỉ hửm ừ, đây là ba mảnh thần chỉ đây là năm mảnh thần chỉ xem ra đám cướp tu này cũng giết không ít người có thể giàu tới như này ánh mắt lục trường sinh sáng ngời mấy tên cướp tu này tên nào tên nấy còn không phải là người nghèo ai ai cũng xuất thân tương đối giàu có Ít nhất đều có 3 mảnh thần chỉ, phần lớn đều có 5 mảnh thần chỉ, thậm chí nhiều nhất còn có mười mấy miếng, trình độ giàu có không hề kém Lục Trường Sinh chút nào. Dù sao cũng là địa thánh, lại còn làm một vài chuyện giàu sau một đêm, xuất thân sao có thể không giàu nổi. Nói vậy, toàn bộ những cướp tu này cũng đang tích góp mảnh thần chỉ từng chút một, chuẩn bị đi mua vị trí tọa độ bí giới, từ đó có một ngày có thể đạt được mảnh võ đạo. Chẳng qua, hiện tại đều tiện nghi cho Lục Trường Sinh thường đi ven sông sao có thể không ướt dày. Lục Trường Sinh đành vui lòng nhận lấy những bảo vật này. Thống kê một chút, Lục Trường Sinh phát hiện trong 13 không gian bảo vật, tổng cộng 78 mảnh thần chỉ. Chia đều ra thì trung bình mỗi tên có 6 mảnh thần chỉ trên người. Mà trên người Lục Trường Sinh vốn có 14 khối mảnh thần chỉ. Gom lại một chỗ, xuất thân Lục Trường Sinh tăng vọt, đã có 92 mảnh thần chỉ rồi. Cái này cũng sắp được gần 100 mảnh thần chỉ. Đây cũng là một khoản tiền lớn, tuyệt đối có thể coi là phất sau một đêm. 92 mảnh thần chỉ, đấu giá bí giới vô chủ, chắc là đủ rồi. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh hiện lên một tia tinh mang. Hiện tại trong túi hắn có đủ mảnh thần chỉ, cạnh tranh hết sức, ắt không thành vấn đề. Nếu cuối cùng vẫn tranh không lại, vậy thì nghĩ cách khác. Sử dụng mảnh thần chỉ giải quyết, rõ ràng là tốt nhất. Cho nên Lục Trường Sinh lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, thời gian một tháng đã đến. Lục Trường Sinh trực tiếp tới bí giới lâu. Khách quý, mời vào một tên võ thánh dẫn lục trường sinh vào bên trong hội đấu giá bên trong có từng gian khách quý những gian khách quý này toàn bộ chỉ địa thánh mới có thể sử dụng trong đại sảnh đấu giá còn có rất nhiều nhân thánh đấu giá lần này chắc chắn không chỉ có mỗi vị trí tọa độ bí giới bí giới là bảo vật áp trục của hội đấu giá sẽ xuất hiện cuối cùng nhưng ngoài bí giới còn có những bảo vật khác rất nhiều nhân thánh đều cần mục tiêu của lục trường sinh chỉ có bí giới vì vậy ngay sau khi hội đấu giá bắt đầu, hắn mang theo thái độ thưởng thức, tiến hành quan sát hội đấu giá. Hội đấu giá này đúng thật là có rất nhiều bảo vật, đều có trợ giúp rất lớn với nhân thánh, thậm chí còn có một vài pháp bảo của tiên đạo. Thời gian từng chút trôi qua, khi đấu giá tới món đồ thứ 30, đâu cũng là bảo vật áp trục cuối cùng. Cuối cùng một vật phẩm đấu giá áp trục chính là vị trí tọa độ của một bí giới vô chủ. Vị trí bí giới này, dựa theo đại sư của chúng ta đo lường tính toán, phản ứng năng lượng cũng chỉ có cấp bậc đạo cơ. Mọi người đều biết, bí giới có mức phản ứng năng lượng càng thấp, ngưng tụ ra võ đạo lại càng dễ dàng, do đó khả năng đạt được mảnh võ đạo cũng lại càng lớn. Một bí giới như vật, chư vị địa thánh át hẳn đều muốn. Ta cũng không nói nhiều nữa, giá khởi điểm 10 mảnh thần chỉ. Đấu giá bí giới bắt đầu. Lời nói vừa dứt, ngay lập tức, âm thanh đấu giá lũ lượt. 20 miếng, 25 miếng, 30 miếng. Trong khoảng thời gian ngắn, giá đã nhảy tới 30 mảnh thần chỉ, hơn nữa còn không có ý dừng lại. Lục trường sinh khẽ cao mày. Hắn không đấu giá, mà là đang đợi. Thời gian từng chút trôi qua, sau khi giá đã nhảy tới 40 mảnh thần chỉ, số người đấu giá rõ ràng giảm đi rất nhiều. 40 mảnh thần chỉ, đây đã là một khoản tiền lớn. Tuyệt đại đa số địa thánh cũng không lấy ra được. Tuy vẫn còn người đấu giá, nhưng giá tăng lên cũng chỉ từng miếng một. Rốt cuộc, đấu giá tới 50 miếng. Người ra giá cũng chỉ có 5 người, 60, lúc này, Lục Trường Sinh mở miệng. Lời này vừa ra, trực tiếp tăng giá thêm 10 mảnh thần chỉ, đạt đến 60. Soạt, từng ánh mắt, thần niệm, cảm ứng đều quét qua gian khách quý của Lục Trường Sinh. Nhưng bên ngoài gian khách quý có pháp trận ngăn chặn dò xét. Những võ giả, người tu tiên kia căn bản không có cách nào dò xét được người trong gian khách quý rốt cuộc là ai. 65, vẫn còn người đang tranh với Lục Trường Sinh, 70, Lục Trường Sinh không chút nào yếu thế. Hai bên không ngừng đấu giá cuối cùng vẫn là lục trường sinh trên một bậc. Hắn dùng 82 mảnh thần chỉ, lấy được vị trí của bí giới vô chủ này, vù, lục trường sinh thở phào một hơi. Không tệ, dùng 82 mảnh thần chỉ, cuối cùng cũng lấy được. Cuối cùng lục trường sinh cũng yên tâm. Tuy hắn chỉ còn lại có 10 mảnh thần chỉ, nhưng cuối cùng bí giới cũng về tay, cái giá nào cũng đáng. Bí giới lâu, một tên võ thánh đi tới trước mặt lục trường sinh. Khách quý tôn kính, số tiền đấu giá ngài cần trả là 82 mảnh thần chỉ. Lục Trường Sinh trực tiếp lấy ra 82 mảnh thần chỉ. Uy tín bí giới lâu vẫn rất tốt. Đương nhiên Lục Trường Sinh sẽ không lo lắng 82 mảnh thần chỉ của hắn bị bí giới lâu nuốt. Võ Thánh nhận được 82 mảnh thần chỉ, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Khách quý tôn kính, xin mời đi theo ta. Cho nên, Lục Trường Sinh đi theo Võ Thánh tới một gian mật thất rộng rãi. Khách quý tôn kính, chỗ này là phòng tu luyện của bí giới lâu. Chỗ này có tất cả bảo vật đi tới bí giới, còn có thể trợ giúp ngài tu luyện ví dụ như nhiên hồn hương đốt một cây nhiên hồn hương có thể tăng cường ý thức thần hồn của ngài giúp ngài tiến vào bí giới thuận lợi hơn còn có ngộ đạo hương đốt có thể làm cho ngộ tính của ngài tăng liên tục cho dù ý thức đã tiến vào trong bí giới ngộ tính cua ngại cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà tăng trưởng mà một cây ngộ đạo hương chỉ cần một mảnh thần chỉ còn có tên võ thánh này giới thiệu từng loại bảo vật cho lục trường sinh không thể không nói bí giới lâu biết làm ăn mua vị trí bí giới đã coi là gì bí giới lâu còn có đầy đủ bộ phương án hỗ trợ tổng hợp các loại bảo vật trợ giúp nhóm địa thánh tiến vào bí giới nhanh chóng ngưng tụ ra võ đạo hơn thậm chí giá còn có ưu đãi chỉ cần 28 khối mảnh thần chỉ không thể không nói lục trường sinh thật sự có chút động lòng chẳng qua cái giá này quá đắt trên người lục trường sinh chỉ còn lại có 10 mảnh thần chỉ căn bản không đủ để mua bắp của bí giới lâu thôi cho ta một phần bí giới bảo điển khách quý xin chờ một chút một phần bí giới bảo điển cần một mảnh thần chỉ. Hơn nữa, bí giới bảo điển của bí giới lâu vẫn rất có giá trị. Cái gọi là bí giới bảo điển thật ra chính là một số thưởng thức cần lưu ý sau khi tiến vào bí giới. Thật ra, cũng rất quan trọng. Có bí giới bảo điển có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khách quý, vị trí tọa độ bí giới ngài đấu giá, chúng ta gọi là bí giới số 18. 10 ngày sau danh giới bí giới số 18 sẽ có tiếp xúc nhỏ với tiên võ giới, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để tiến vào bí giới. Tới lúc đó chúng ta sẽ thông báo với quý khách, giúp ngài khởi động pháp trận đi vào bí giới. Dựa vào tính toán của đại sư bí giới chúng ta, thời gian bí giới số 18 tiếp xúc với tiên võ giới chúng ta, khoảng 10 năm. Nếu đại sư bí giới của chúng ta quan sát được bí giới số 18 tách khỏi tiên võ giới, thì chúng ta sẽ lập tức đóng pháp trận, đến lúc đó ý thức của khách quý sẽ ngay lập tức quay về từ bí giới. Vậy nên, 10 năm chỉ là một thời gian ước chừng, hy vọng thời gian khách quý ở trong bí giới ngưng tụ võ đạo càng sớm càng tốt, tránh xuất hiện việc ngoài ý muốn, không thể lấy được mảnh võ đạo. Thời gian tốt nhất là ở khoảng 3 năm, sau 3 năm, bí giới số 18 có va chạm với tiên võ giới, thời gian ngắn thì mấy tiếng, lâu thì 1, 2 ngày. Lúc này, khách quý có thể thông qua trận pháp phóng xuất sức mạnh chân thân vào trong bí giới, có thể đánh nát võ đạo càng tốt, lấy được mảnh võ đạo. Nếu ngài chết, trừ khi bí giới có lực lượng có thể xóa đi ý thức của ngài, nếu không, ngài chết, ý thức sẽ được pháp trận dẫn dắt trở về nhục thân của ngài ngài sẽ không có bất kỳ thương tổn nào. Đương nhiên, nếu ngài chết, ý thức trở về đâu cũng đồng nghĩa mất đi cơ hội tiến vào bí giới. Vẫn muốn tiến vào bí giới thì phải mua thêm vị trí tọa độ bí giới. Vậy nên, mong ngài có thể nắm chắc cơ hội lần này. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy khách quý nữa. Nói xong, võ thánh rời đi. Lục trường sinh nhớ kỹ thời gian võ thánh vừa nói. Ba năm sau, có thể triệu hoán chân thân. Sức mạnh chân thân của địa thánh, một khi phóng xuất tới bí giới, chỉ sợ cho dù thời gian ngắn cũng có thể mạnh mẽ đánh vỡ võ đạo, như đó đạt được mảnh võ đạo. Nhưng lại chỉ có 3 năm, nói cách khác, tốt nhất là trong 3 năm ngưng tụ ra võ đạo, nếu không, bỏ qua thời gian chân thân phóng xuất sức mạnh chân thân, cũng chỉ có thể đợi 4 đến 6 năm sau, dùng sức mạnh của bản thân ở bí giới đánh nát võ đạo. Đến lúc đó muốn đánh nát võ đạo, độ khó chắc chắn sẽ gia tăng. Lục Trường Sinh rất rõ ràng, muốn trong 3 năm ngưng tụ ra võ đạo ở bí giới, thật ra thì rất khó. Chẳng qua Người khác không làm được, không có nghĩa lục trường sinh cũng không làm được. Ngộ tính của hắn có một không hai từ trước tới giờ. Ngộ tính kinh khủng như vậy chính là chỗ dựa lớn nhất của lục trường sinh. Thời gian trôi qua từng ngày. Nội tâm lục trường sinh rất bình tĩnh. Rốt cuộc, 10 ngày sau. Khách quý có thể tiến vào bí giới số 18 rồi. Ngoài phòng tu luyện, truyền tới tiếng của võ thánh bí giới lâu, soạt, lục trường sinh mở mắt. Hắn lần đầu tiên khởi động pháp trận của trong phòng tu luyện. Ùng, pháp trận khởi động, nhanh chóng lấp kín toàn bộ mật thất. Ý thức của Lục Trường Sinh giống như xuyên qua từng tầng không gian trong pháp trận, cuối cùng hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng rộng lớn khổng lồ, giống như một tròm thế giới. Sau đó, ý thức của hắn nhanh chóng bay về phía tròm thế giới này. Lục Trường Sinh cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như rơi vào trong nước, Vương Quốc Ngọc Long, bệnh viện thành phố Bàn, trong phòng cấp cứu. Một người đàn ông trẻ đang được cấp cứu. Bên ngoài một đống phóng viên cũng đang chờ đợi kết quả của cấp cứu. Vòng đầu tiên của giải thi đấu võ đạo thành phố Bam sinh viên năm ba Lục Viễn bị võ sư Tiệt Mạch quyền đánh hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang cấp cứu. Theo danh xưng của nhân sĩ trong giới võ thuật Tiệt Mạch Kình trong Tiệt Mạch quyền khá là đáng sợ, có thể cắt đứt tâm mạch trong người, chắc chắn chết, e là Lục Viễn giữ nhiều lành ít. Lục Viễn được khen là thiên tài võ thuật, tuổi còn trẻ đã đạt thành võ sư, không nghĩ tới ngay cả vòng đầu tiên cũng không thể sống sót, thậm chí còn có nguy hiểm tới tính mạng. Có người đoán rằng, thật ra Lục Viễn hữu danh vô thực, chẳng qua LA được dán cái mác thiên tài võ thuật, trên thực tế không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu võ thuật nào. Một đám phóng viên đều sợ thiên hạ không loạn. Dù sao, đó cũng là một tin tức lớn. Thậm chí, bọn họ còn ước lục viễn chết cho rồi. Vòng thi đấu võ thuật đầu tiên, có thiên tài võ sư bị đánh chết. Tin tức này bùng nổ cỡ nào chứ? Quả thực là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong phòng cấp cứu, một đám bác sĩ, hộ sĩ chăm chú nhìn vào bảng điện tim, đều lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hai, con trẻ như vậy, đáng tiếc, vẫn không thể nào cứu lại được. Để phó viện trưởng ra mặt đi, công bố cấp cứu thất bại. Vẻ mặt bác sĩ hưu quạnh. Con trẻ như vậy, tự nhiên lại đi luyện võ làm gì? Kết quả, ở trong trận so tài bị đánh chết, thật sự đáng tiếc. Các y tá, bác sĩ cũng lần lượt đi ra ngoài, hơn nữa phó viện trưởng tự mình tuyên bố cấp cứu thất bại. Ngay lập tức, ánh mắt các phóng viên sáng rực. Tin tức lớn cuối cùng cũng đến rồi khi phần lớn phóng viên, bác sĩ đều bận rộn xoay quanh dư luận. Bên trong phòng cấp cứu, thi thể vốn vẫn không cử động, hình như nhúc nhích một chút, soạt, thi thể đột nhiên mở mắt. Thân thể này trẻ tuổi, khỏe mạnh, vừa mới chết không lâu, thậm chí còn lưu lại một tia hoài niệm. Quả đúng là rất thích hợp thở thành cơ thể tá túc của ta. Loại trạng thái này cũng có chút tương tự như đoạt xá của tiên đạo, chắc là do pháp trận của tòa bí giới lâu. Lục Trường Sinh thì thảo tự nói, hiện tại hắn đã biến thành Lục Viễn, một võ sư trẻ tuổi 20 tuổi, còn là sinh viên năm ba. Loại đoạt xá này, thuần túy là dùng ý thức chiếm đoạt hoàn toàn thân thể của người mới chết, quả thật rất giống với đoạt xá. Lục Trường Sinh là võ giả, cho dù là võ giả địa thánh, nhưng thật ra cũng không có loại thủ đoạn này. Nhưng pháp trận bên trong tòa bí giới lâu kia lại dẫn tới hiệu quả, giúp hắn đoạt xá Lục Viễn. Lục Trường Sinh chính là võ thánh, cơ thể lúc trước của hắn tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Nhất cử nhất động lúc nào cũng có thể hủy thiên diệt địa nhưng hiện tại thì sao hắn cẩn thận lĩnh hội một hồi cỗ thân thể này tuy trẻ tuổi nhưng rất yếu trong cơ thể không có bất kỳ lực lượng siêu phàm nào chỉ là cơ thể huyết nhục của người bình thường lục viễn thật sự là một sinh viên năm ba là một võ giả làm việc bán thời gian thứ gọi là võ giả chính là nắm giữ một chút kỹ xảo phát lực kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn người thường một người có thể đánh mấy người bình thường không hơn lục trường sinh lục lọi ký ức trong đầu võ giả gian luyện quyền thuật rèn luyện cơ thể. Nhưng võ giả của thế giới này, cho dù cơ thể có rèn luyện cỡ nào, cũng chỉ là cơ thể phàm thai thôi. Võ giả chia làm 5 cảnh giới minh kính, ám kình, hóa cảnh, bão đan, cương kình. Thoạt nhìn rất nhiều cảnh giới, nhưng lại thật sự không có tác dụng gì. Chỉ sợ tu luyện tới cảnh giới cương kình tối cao, một bắn cũng có thể hạ gục. Cương kình là cảnh giới tối cao của võ giả, nhưng kể từ khi súng đạn hưng khởi, tông sư cương kình bị đạn loạn bắn chết không chỉ một, hai người. Mà phát triển tới bây giờ, võ giả hoặc là võ thuật trên căn bản đều sắp trở thành hạng mục dưỡng sinh thể hình rồi thế giới này có võ thuật nhưng không có võ đạo bí giới lâu đoán mức phản ứng năng lượng cao nhất của bí giới này là cấp bậc đạo cơ cũng tương đương với trúc cơ nhưng mà đó cũng không phải mức năng lượng của cương kình thứ gọi là cương kình e là ngay cả thần lực cũng không so được dù sao thứ gọi là kình nhưng còn lâu mới có thể đứng trước mặt võ giả đoán thể cảnh của thánh thổ lúc khí huyết cường đại thế giới này có thể có mức phản ứng năng lượng đạo cơ đó là vì súng đạn. Chẳng qua, có lẽ là chịu hạn chế của quy tắc thế giới hoặc là một vài nguyên nhân nguyên tố hóa học. Tuy súng đạn của cái thế giới này thịnh vượng nhưng vẫn phát triển ra công nghiệp vũ khí hạt nhân, cũng có thể nói không có đạn hạt nhân. Lục Trường Sinh chảy chút một chút thưởng thức về thế giới này trong đầu. Võ giả trước mặt súng đạn đã biến thành màn biểu diễn. Cho dù là thứ gọi là trận thi đấu võ đạo, về cơ bản cũng giống như cuộc thi hát, cuộc thi nhảy múa, giống với chương trình tuyển chọn thôi. Hấp dẫn chính là lưu lượng, là thịnh yến trên thương trường mà không phải là cao thủ võ giả gì chính vì như thế vòng đầu tiên của giải thi đấu võ đạo xuất hiện tình huống đánh chết người lúc này mới khiến người chú ý dẫn tới dư luận bùng nổ dựa vào ghi chép của bí giới bảo điển nếu muốn ngưng tụ võ đạo trong một bí giới với mức phản ứng năng lượng kém nói dễ cũng dễ mà khó cũng khó đó chính là phải dùng phương pháp phù hợp với quy tắc vận hành của bí giới khiến cho sức mạnh võ đạo có thể đạt tới cấp bậc siêu phàm cấp bậc siêu phàm càng càng, võ đạo ngưng tụ càng mạnh, như vậy chất lượng mảnh võ đạo lấy được cũng càng cao. Nói cách khác, nếu muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, ta phải khiến võ đạo đạt tới cấp bậc đạo cơ, mà phù hợp với quy tắc của thế giới này cũng chỉ có võ thuật. Trong đầu Lục Trường Sinh phân tích đâu ra đấy, nhưng dựa vào trình độ của Lục Viễn, chỉ nắm giữ một chút kỹ xảo phát lực, có thể tích hợp sức mạnh trên người, cùng lắm chỉ là minh kình. Còn sức mạnh thật sự có thể bộc phát từ trong cơ thể ra ngoài, được gọi là ám kình ở trong giới võ thuật chỉ khi bước chân vào ám kình mới được coi như đăng đường nhập thất có tư cách mở võ quán thu đồ đệ ám kình lục trường sinh nhớ lại võ thuật lục viễn luyện tập trong đầu võ thuật của lục viễn là học được trong võ quán võ quán tên là võ quán phi hạc quán chủ cũng thật sự có bản lĩnh là một tên võ giả ám kình kình mà võ quán phi hạc luyện là loa toàn kình uy lực quả thật mạnh nhất chỉ tiếc lục viễn không luyện tới nơi tới chốn đến nay vẫn không thể bộc phát nổi một đạo loa toàn kình thậm chí thậm chí ngay cả một chút đầu mối lục viễn cũng không có chẳng qua bây giờ lục trường sinh tới rồi chuyện lục viễn không làm được đối với lục trường sinh thì đơn giản kình thật ra thì trên người của ta có lưu lại một đạo kình tiệt mạch kình lục trường sinh duỗi tay che kín ngực tiệt mạch kình cắt đứt tâm mạch lục viễn sử dụng thiết bị cũng không tới được tâm mạch trong y học thì là nhồi máu cơ tim nhưng lục trường sinh lại có thể cảm nhận được tiệt mạch kình rõ ràng chỉ sợ cho dù lưu lại một tia Hắn cũng có thể cảm nhận được. Dựa vào ngộ tính của gia, cho dù là tiệt mạch kình, nhìn qua một lần là có thể bắt trước được. Lục Trường Sinh lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận đặc thù của tiệt mạch kình, lại nhớ lại tình huống ban đầu khi đối thủ đánh tiệt mạch kình ra. Rồi sau đó, trong đầu Lục Trường Sinh lại bắt đầu suy diễn. Một lúc lâu sau, Lục Trường Sinh mở mắt, thịch, hắn đánh ra một quyền. Mơ hồ cảm giác được trái tim đột nhiên nhảy một cái, sau đó từ cánh tay đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh mãnh liệt sau đó luồng sức mạnh xuyên qua cơ thể phóng ra không khí trong nháy mắt cũng nổ tung tiệt mạch kình thành trên mặt lục trường sinh nở một nụ cười dựa theo sự phân chia của giới võ thuật chỉ cần có thể đánh ra một phát ám kình thì hoàn toàn xứng là võ giả ám kình mà lục trường sinh hiện tại chính là ám kình thời gian hắn sử dụng để từ minh kình tới ám kình chỉ một canh giờ ừm dựa theo thời gian của thế giới này chắc là hai tiếng chẳng qua đánh ra một phát tiệt mạch kình lục trường sinh cảm giác được trong cơ thể suy yếu một hồi cơ thể cũng giống như muốn ngất xỉu cỗ thân thể này vừa mới chịu tổn thương trái tim vẫn còn trong trạng thái tổn thương vừa nãy bộc phát tiệt mạch kình phụ tải với trái tim quá lớn cần tĩnh dưỡng lục trường sinh suy nghĩ một lúc nằm lại lên giường chắc là người phía bên ngoài cũng cho rằng ta chết rồi trì hoãn thời gian quá lâu cũng không nên hình như lục viễn còn liên quan tới một vòng xoáy dư luận vẫn là không nên tạo ra sự sợ hãi lục trường sinh suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy nên sống lại trước, hắn cũng không thể thật sự đã chết. Cho nên hắn chậm rãi xuống giường, mở cửa phòng phẫu thuật ra, xoạt, cửa lớn phòng phẫu thuật mở ra. Một đám phóng viên bên ngoài, cộng thêm số lượng lớn bác sĩ, y tá, còn có bảo vệ đang duy trì trật tự. Bệnh viên đang công bố tin tức Lục Viễn chết. Kết quả, cửa lớn phòng phẫu thuật mở ra, Lục Viễn cứ như vậy, sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người, xuất hiện ở trong vô số ống kính trước mặt, a, à, Lục Viễn không chết. Viện trưởng bệnh viện các người không phải là thông báo lục viễn chết rồi sao? Vô số gương mặt phóng viên, bác sĩ đều không thể tin nổi. Nhất là bác sĩ cấp cứu cho lục viễn, lại càng trợn to mắt nhìn. Lục viễn, lại vừa sống lại. Nhưng các nhà báo cũng rất hưng phấn. Cái tin này hình như còn lớn hơn. Lục trường sinh trở lại nhà đã một thời gian ngắn rồi. Gia đình của hắn rất đơn giản, hai người cha mẹ, còn có một em gái. Cha mẹ đều là giảng viên đại học, thuộc phần tử trí thức cao cấp. Nhưng Lục Viễn lại thích luyện võ, khi lên đại học âm thầm luyện võ, nếu không nhờ giải thi đấu võ đạo lần này, cha mẹ Lục Viễn cũng không biết hắn đang luyện võ. Lục Trường Sinh bị cha mẹ nghiêm cấm không được tiếp tục luyện võ, nhưng hắn không để tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là cần tĩnh dưỡng thật tốt. Vì vậy cũng không có dự định tiếp tục luyện võ. Nhưng không luyện võ không có nghĩa là Lục Trường Sinh không suy nghĩ, làm sao để ngưng tụ võ đạo trong thế giới này? Thế giới này cũng có internet. Hơn nữa internet là đồ tốt. Trên internet từ minh kình đến cương kình, gần như cái gì cần có đều có. Dựa vào ngộ tính và tu vi mạnh như thác đổ của Lục Trường Sinh, cho dù tới giờ chưa từng luyện qua thứ gọi là võ thuật, hắn cũng biết bản chất võ thuật của thế giới này. Minh kình đến cương kình, về bản chất nó vẫn là một loại võ thuật, là lợi dụng các loại kỹ xảo đánh bại đối thủ. Hoặc là nói, đây là một loại thủ đoạn dùng cho thực chiến, là kỹ thuật giết người. Hiện tại toàn bộ thế giới này đang trong thời bình. Mà ở thời bình, kỹ thuật giết người không có đất dụng võ. Vì vậy võ thuật xuống dốc cũng rất bình thường. Nhưng cho dù võ thuật không xuống dốc, hiện tại Lục Viễn đối với võ thuật cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì hắn biết võ thuật đi nhầm đường rồi. Võ thuật dù luyện thế nào cũng chỉ nâng cao kỹ xảo thôi, e là có đạt tới cương kình, đối mặt súng đạn thực tế cũng không có tác dụng quá lớn. Có một câu nói đã từng lưu truyền vô số vòng, ngoài 10 bước, súng nhanh, trong 10 bước, súng vừa nhanh vừa chuẩn. Tuy có thể là một lời trêu đùa, nhưng không thể nghi ngờ là đối mặt súng đạn không hề có tác dụng nguyên nhân rất đơn giản võ thuật cũng không phải võ đạo không có cách nào bước lên con đường siêu phàm trong ánh mắt lục trường sinh lóe ra một tia tinh mang hắn biết rõ nếu muốn ngưng tụ ra võ đạo nhất định phải đem võ thuật đẩy lên giai đoạn siêu phàm siêu phàm như thế nào trong thánh thổ thật ra thì cảnh giới thần lực chính là siêu phàm nhưng ở cái thế giới này lại không có cách nào luyện thành cảnh giới cảnh giới thần lực hơn nữa, phương pháp tu luyện còn thừa lại trong võ đạo lại không có một chút tác dụng trong cái thế giới này. Cái thế giới này, ngay cả một chút linh khí cũng không có. Khó trách mức phản ứng năng lượng thấp như vậy. Ở dạng thế giới này, muốn đi tới con đường siêu phàm, ngưng tụ ra võ đạo, khó khăn rất lớn. Chẳng qua, cũng không phải là không có cách. Võ thuật hay những thủ đoạn khác của cái thế giới này không có cách đi tới con đường siêu phàm, vậy thì ta đây tự nghĩ. Trong khoảng thời gian này Lục Trường Sinh ở trong nhà tĩnh dưỡng, vẫn luôn suy nghĩ làm sao để tự nghĩ ra một phương pháp võ đạo có thể bước lên con đường siêu phàm. Tuy thế giới này không giống, quy tắc không giống, thậm chí cơ thể con người cũng khác nhau, nhưng cũng có một vài thứ gì đó giống nhau. Ví dụ như thứ cơ bản nhất của sinh linh, cách thu thập năng lượng, đều dựa vào thức ăn, dựa vào ăn. Ngoại giới không có linh khí, vậy thì lấy từ thức ăn. Cơ thể con người rất yếu ớt, nhưng cơ thể con người có thể sinh trưởng trổ mã, thậm chí khác biệt giữa người với người còn rất lớn. Như vậy, hoàn toàn có thể lợi dụng việc sinh trưởng trổ mã này. Lợi dụng thức ăn, hấp thu năng lượng từ đồ ăn, thúc đẩy cơ thể không ngừng sinh trưởng phát triển, đến khi đạt tới cực hạn, lại tiếp tục khống chế cơ thể sinh trưởng, tiếp tục hấp thụ lượng lớn đồ ăn. Dưới vài tình huống nào đó, có thể tăng trưởng lần 2, trổ mã hai lần. Thậm chí, có thể 3 lần, 4 lần, 5 lần. Lục trường sinh càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể thử một phen. Trong đầu lục trường sinh có một quyển công pháp, là một môn võ công cấp bậc thần lực chính là khiến người ta không ngừng khai phá tiềm năng cơ thể, không ngừng thúc đẩy cơ thể sinh trưởng, trổ mã. Nhưng ở thánh thổ, loại võ công này thật sự vô dụng. Dù sao, cảnh giới thần lực trở lên là thần tàng, trên thần tàng là đạo cơ. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, đó chính là tăng trưởng gấp 10 lần, trăm lần. Đừng nói là hai lần sinh trưởng trổ mã, cho dù 10 lần, 20 lần sinh trưởng trổ mã thì có làm sao. Về cơ bản là không đáng nhắc tới. Nhưng ở thế giới này thì lại không giống nếu như có thể tăng trưởng lần hai vậy thì tương đương với phá vỡ giới hạn sinh mệnh thậm chí nghĩ cách tiếp tục tăng trưởng lần ba lần bốn lần năm cuối cùng có một ngày số lượng thay đổi dẫn tới biến hóa có thể bước vào siêu phàm mà hôm nay thân thể lục trường sinh hoàn toàn khỏi hẳn cũng là lúc lục viễn bắt đầu nếm thử bước đầu tiên của tu luyện rồi võ đạo cũng tốt tiên đạo cũng được đều thuộc về tu luyện phàm là bước trên con đường siêu phàm toàn bộ đều là tu luyện Hôm nay Lục Trường Sinh sẽ phải bước bước đầu tiên lên tu luyện rồi. Bất kể ngộ tính hắn cao bao, bất kể cảnh giới hắn cao bao nhiêu, bất kể pháp môn tu luyện suy diễn hoàn thiện cỡ nào, nhưng thực tế mới là chân lý. Lục Trường Sinh phải tự trải nghiệm một phen. Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh ngồi ở trong phòng, tâm niệm hắn vừa động, ý thức quan sát từng chút bên trong bên ngoài cơ thể, giống như mỗi chỗ đều rõ ràng rành mạch, thậm chí hắn có thể tiến sâu vào tế bào, thậm chí là gen. Chẳng qua đây là năng lực ý thức địa thánh của hắn làm. Nhưng ý thức không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Chẳng qua, nếu như dùng ý thức siêu mạnh của hắn, khống chế từng bộ phận cơ thể, hơn nữa quan sát tình huống từng chỗ một của cơ thể dùng để luyện võ, nó quả thật là quá phù hợp. Cho nên, Lục Trường Sinh khống chế dạ dày của mình, bắt đầu tiêu hóa thức ăn nhanh chóng. Chất dinh dưỡng trong đồ ăn bắt đầu vận chuyển đến khắp nơi trong cơ thể. Sau đó Lục Trường Sinh khống chế những chất dinh dưỡng này, dùng để tăng cường cơ bắp, da, xương, nội tạng, năm v của cơ thể thứ lục viễn ăn không phải chỉ một chút mà thật sự giống như không có giới hạn trước mắt có một khay thịt bò trực tiếp ăn sống một cân hai cân ba cân bốn cân năm cân trong nháy mắt nuốt 10 cân thịt bò bụng lục trường sinh lại không hề có một chút dấu hiệu trướng bụng dù sao thức ăn hắn nuốt vào đã bị dạ dày tiêu hóa ngay lập tức trên lý luận lục viễn có thể tiếp tục ăn sau đó vận chuyển số lượng lớn chất dinh dưỡng dùng cho cơ thể phát triển sau đó còn cần chậm rãi bài tiết. Lục Trường Sinh đã tu luyện suốt một ngày. Hắn cảm giác cơ thể của mình rõ ràng được tăng cường rất nhiều. Khắp toàn thân đều có tăng trưởng rõ rệt. Sức mạnh, tốc độ, thể chất, năm, về toàn bộ phương diện đều tăng cường. Có lẽ không cần tới mấy ngày, tố chất cơ thể hắn có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Quả nhiên, đây mới là tu luyện, đây mới là võ đạo. Bản chất của luyện võ là tăng cường bản thân, để cho bản thân phá vỡ gông cùng xiềng xích của sinh mệnh, phá vỡ giới hạn của sinh mệnh, như vậy mới có thể gọi là võ đạo, nếu không, Vĩnh Viễn cũng chỉ là võ kỹ, Vĩnh Viễn cũng không thể ngưng tụ ra võ đạo. Pháp môn ta tự nghĩ ra, thật ra thì cũng là võ công chính gốc, nếu là võ công thì cũng cần có một cái tên, hơn nữa sau này còn phải phát triển lớn mạnh, lan rộng ra ngoài tạo nên sức ảnh hưởng, thậm chí thay đổi vận mệnh, phương hướng của toàn thế giới, như vậy mới có thể ngưng tụ ra võ đạo. Môn võ công này chủ yếu là phá vỡ giới hạn sinh mệnh, tăng trưởng lần hai thậm chí tăng trưởng lần 3, tăng trưởng lần 4, có khi còn nhiều hơn, dứt khoát gọi là cực hạn võ đạo lưu. Thời gian của ta không nhiều, tranh thủ trong 3 năm khiến cực hạn võ đạo lưu bước vào siêu phàm, hơn nữa lan rộng ra toàn thế giới, từ đó ngưng tụ ra võ đạo. Trong lòng Lục Trường Sinh lập ra kế hoạch, 3 năm, đây là một thời gian rất đặc biệt. 3 năm sau, Lục Trường Sinh có thể gọi tới sức mạnh chân thân của bản thân từ tiên võ giới. Đến lúc đó, sức mạnh địa thánh phóng xuất, muốn đánh vỡ võ đạo, đạt được mảnh võ đạo là đơn giản nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải ngưng tụ ra võ đạo, nếu không thì tới đâu để thu hoạch mảnh võ đạo cực hạn võ đạo lưu ta chia nó làm mấy giai đoạn, giai đoạn đầu tiên chính là giai đoạn sinh trưởng cũng chính là tăng trưởng lần một phải khai thác cực hạn của bản thân tăng cường bản thân tới cực hạn trước, sau đó mới có thể thử phá vỡ cực hạn khiến vào trạng thái tăng trưởng lần hai. Mạch suy nghĩ của lục trường sinh rất rõ ràng, dĩ nhiên cho dù sinh trưởng lần hau, lục trường sinh cũng không biết có thể bước vào siêu phàm được hay không nhưng không sao, hai lần sinh trưởng không được thì ba lần sinh trưởng. Bảng, tâm niệm lục trường sinh vừa động, kiểm tra bảng thuộc tính. Lần này ý thức của hắn hàng lâm tới bí giới, lục trường sinh đã sớm phát hiện, bảng thuộc tính cũng theo đến. Hình như bảng thuộc tính đi theo ý thức của hắn, mà không phải cơ thể. Ký chủ, lục viễn, phi hạc lưu, minh kính, cực hạn võ đạo lưu, tăng trưởng lần 1, 8%. Lục Trường Sinh thấy trên bảng thuộc tính, cực hạn võ đạo lưu của hắn đang ở trạng thái tăng trưởng lần một. Hơn nữa tiến độ cũng chỉ có 8%. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là dựa theo sự điều khiển chính xác của Lục Trường Sinh đối với cơ thể, từ đó dự đoán giới hạn của khối cơ thể này. Nhưng khối cơ thể này của hắn, khoảng cách hiện tại với cực hạn còn rất xa. Cơ thể khai phá mới chỉ đạt tới 8% thôi. Nói cách khác, không gian phát triển của hắn còn cần 92%. Đừng nói hai lần sinh trưởng, cho dù tăng trưởng lần một nếu như có thể đạt tới 1%, vậy thì cũng chắc chắn kinh khủng vô cùng. Cho dù cương kình Cơ bản là không đủ nhìn. Kỹ xảo có mạnh hơn thì có thể đỡ được cú đấm mấy nghìn cân sao? Cực hạn võ đạo của Lục Trường Sinh đã không phải là võ thuật rồi, mà là võ đạo. Bản chất khác võ thuật. Dựa vào ăn chút thịt, ngũ cốc, rau dưa, năng lượng thu được quá ít. Vẫn cần phải ăn một chút dược liệu quý, ví dụ như chút thuốc bổ hoặc là một chút thiên tài địa bảo. Nhưng những thứ này đều cần tiền, hơn nữa cũng cần con đường. Lục Trường Sinh không dự tính tiếp tục ở trong nhà. Chỉ là ngày ngày ăn thịt hơn nữa còn ăn nhiều thịt như vậy ở nhà cũng sẽ khiến người cảm thấy rất kỳ lạ hiện tại hắn cần vài thứ đại bổ vậy thì phải tìm con đường mà con đường lục trường sinh thật sự có một con đường hắn cũng không chỉ là một tên sinh viên năm ba hắn còn là đệ tử ưu tú của võ quán phi hạc đệ tử quán chủ tự mình thu nhận võ quán phi hạc hẳn là có con đường của những đồ đại bổ kia nghĩ tới đây lục trường sinh lập tức thông báo với cha mẹ một tiếng ngay sau đó thì rời khỏi nhà đi tới võ quán phi hạc thành phố bản phố huyền vũ đây là phố buôn bán sầm uất nhất cả thành phố bản võ quán phi hạc tọa lạc tại phố huyền vũ hơn nữa còn chiếm diện tích rất lớn có thể có cửa hàng mặt tiền diện tích lớn như vậy tại phố huyền vũ tất đất tất vàng đủ để thấy võ quán phi hạc này làm ăn được lục trường sinh dựa theo trí nhớ đi tới võ quán phi hạc sau khi hắn đi vào võ quán phi hạc chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng phòng khách rộng rãi sáng ngời các loại thiết bị khoa học kỹ thuật một nhóm mỹ nữ nhân viên lễ tân dáng người cao gầy. Tuấn Nam mỹ nữ cùng một màu. Lục Trường Sinh có phần kinh ngạc. Đây là là võ quán sao. Hơn nữa, rất nhiều thiết bị đều là thiết bị thể hình, giảm cân, rèn luyện cơ thể. Thật ra thì, võ quán phi hạc phát triển như vậy cũng là vì con đường đi hỗn tạp. Trung tâm là võ quán. Nhưng thật ra ngoài luyện võ ra, còn có thể rèn luyện, tập thể hình, giảm cân, năm, năm. Võ quán thuộc loại tổng hợp. Đây là Lục Sư Huynh là lục viễn tham gia giải thi đấu võ đạo không phải hắn bị đánh trọng thương nhập viện rồi sao chắc là vết thương lành lại xuất viện rồi dù sao cũng đã qua một thời gian kể từ giải thi đấu võ đạo rồi nghe nói lục viễn là thành viên quan trọng của võ quán phi hạc là đệ tử ký danh của quán chủ không ngờ ngay cả vòng đầu tiên của giải thi đấu võ đạo cũng không qua nổi thậm chí còn bị trọng thương suýt chết gây ra tin tức lớn hai chuyện này vẫn không nên bàn luận lúc trước đám phóng viên thời sự kia chính là tới võ quán phi hạc phỏng vấn mấy lần phiền muốn chết. Một vài học viên võ quán, hội viên tập thể hình, vân vân, sau khi thấy Lục Viễn đều nhỏ giọng thảo luận. Dù sao, hiện tại Lục Viễn ở thành phố bàn tuyệt đối cũng được coi là một người nổi tiếng rồi. Vòng thi đấu đầu tiên của giải thi đấu võ đạo suýt chút nữa bị đánh chết, thậm chí còn gây ra tin lớn. Muốn không nhớ được tên cũng khó. Lục Trường Sinh cũng không hề để ý, hắn trực tiếp đi lên tầng 2. Tầng 2 là khu lực luyện võ của võ quán. Bên trong đều là đệ tử muốn luyện võ, sư phụ của lục trường sinh quán chủ phí thiên lưu của võ quán phi hạc đang ở tầng hai đi tới tầng hai thấy rồi đám đệ tử đang luyện võ còn có mấy võ giả nam nữ đang dạy võ thuật phi hạc lưu hướng sư tỷ triệu sư huynh lý sư huynh lục trường sinh lần lượt chào hỏi ba người này đều là sư huynh của hắn là đệ tử của quán chủ võ quán phi hạc hơn nữa không giống với hắn đều là đệ tử chính thức còn hắn chỉ là đệ tử ký danh lục sư đệ ngươi đến tìm sư phụ sao lúc này hướng sư tỷ đi tới chẳng qua vẻ mặt nàng nhìn lục viễn có phần phức tạp đúng sư phụ đâu rồi lục trường sinh hỏi sư phụ ở trong phòng nghỉ trong khoảng thời gian này sư phụ vì chuyện của người mà mệt mỏi quá sức hướng sư tỷ vỗ vỗ vai lục trường sinh ý vị sâu xa nói lục trường sinh như có điều suy nghĩ ngay sau đó hắn đi vào trong phòng trong phòng có một nam tử trung niên mặc trang phục võ đạo rộng thùng thình chỉ khoảng hơn 40 tuổi, nhưng nhìn vẻ mặt lại giống như có chút mệt mỏi. Sư phụ, Lục Trường Sinh cùng kính gọi. Là Lục Viễn à? Tới, ngồi đi. Phi Thiên Lưu mở mắt. Sau khi thấy Lục Viễn, Phi Thiên Lưu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian ngươi bị thương, vi sư không tới bệnh viện thăm ngươi, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Lục Trường Sinh lắc đầu. Vi sư vì ngươi chạy khắp nơi đòi bồi thường. Hơn nữa, lúc đó ngươi bị thương, tạo ra dư luận quá lớn. Nếu như vi sư tới thăm ngươi, chỉ sợ cũng bị phóng viên vây tới, vô cùng bất lợi đối với võ quán Phi Hạc, về phía tổ chức giải đấu võ đạo cũng bất lợi. Vậy nên, bên phía giải đấu võ đạo cho vi sư một chút hứa hẹn, mà điều kiện chính là ngăn chặn tình hình, võ quán Phi Hạc không thể nhúng tay vào dư luận. Lục Trường Sinh đã hiểu. Bản thân võ quán Phi Hạc ở thành phố Bàn cũng rất có sức ảnh hưởng. Nếu như lại bị dư luận lăng xê, rất bất lợi với phía tổ chức giải đấu võ đạo. Chẳng qua được cái phía tổ chức giải đấu võ đạo đã hứa hẹn sẽ bồi thường cho ngươi nhưng sẽ không tiếp xúc với người, sẽ chỉ đưa cho võ quán phi hạc. Dù sao, phía tổ chức không thể bị người nắm được nhược điểm. Số tiền kia là 100 vạn, vi sư đều giữ giúp ngươi. Ngươi đã tới, vậy hiện tại sẽ chuyển vào trong thẻ của ngươi. Phí thiên lưu gọi một cuộc điện thoại. Lục trường sinh lấy điện thoại di động ra xem, nhận được tin nhắn, quả nhiên, một triệu đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của hắn. Cảm ơn sư phụ. Lần này lời cảm ơn của lục trường sinh với phí thiên lưu là phát ra từ tận đáy lòng. Hắn biết, nếu muốn đòi tiền từ phía tổ chức giải đấu võ đạo thật ra không hề dễ hơn phân nửa vì chuyện này phí thiên lưu cũng bôn ba khắp nơi xem ra người sư phụ này thật sự rất coi trọng hắn phí thiên lưu thở dài một tiếng nói lục viễn lần này ngươi tới giải đấu võ đạo vi sư cũng suy nghĩ không chu toàn khiến ngươi suy chết quả thật thiên phú của ngươi rất mạnh chỉ tiếc lần này trọng thương tâm mạch của ngươi bị tổn hại sau này muốn tiếp tục luyện ra ám kình e là rất khó phí thiên lưu rất rõ ràng tiệt mạch kình của tiệt mạch quyền nham hiểm độc ác cỡ nào một khi chúng tiệt mạch kình cho dù may mắn không chết nhưng tâm mạch bị tổn hại đời này đều không thể tiếp tục luyện ám kình rồi trên căn bản cũng đại biểu cho việc lục viễn phế rồi phí thiên lưu cũng vì chuyện này mà hối hận khi cho lục viễn tới giam ra giải thi đấu võ đạo ai ngờ được vòng đầu tiên của lục viễn lại có thể gặp phải cao thủ ám kình tiệt mạch quyền hơn nữa đối phương lại còn ra tay độc ác đánh ra một cái tiệt mạch kình quả thật không nói võ đức nếu không phải hiện tại là thời bình hắn cũng có ý định giết đến tiệt mạch môn rồi luyện ra ám kình lục viễn hơi ngẩn ra hắn thấy vẻ mặt mỏi mệt của phí thiên lưu cũng biết phí thiên lưu thật sự hao tâm tốn sức vì lần này cho nên lục trường sinh đương nhiên muốn có qua có lại để phí thiên lưu vui vẻ một phen huống hồ bày ra thiên phú của bản thân cũng có hy vọng dùng con đường của võ quán phi hạc thu hoạch đồ đại bổ số lượng lớn sư phụ ám kình ngươi nói có phải cái này không ngay sau đó Lục Trường Sinh đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng ấn một cái xuống sàn nhà, rắc, sàn nhà phát ra một tiếng giòn vang. Mà sàn nhà dưới bàn tay Lục Trường Sinh lập tức nứt ra, thậm chí thoạt nhìn còn giống như bị lõm xuống. Đây là loa toàn kình. Phí Thiên Lưu Kinh hô ra tiếng, cả người đều bật dậy. Hắn thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, ám kình, hơn nữa còn là loa toàn kình, lại xuất hiện ở trên người Lục Viễn. Lục Viễn, không phải ngươi bị tiệt mạch kình đã thương tâm mạch sao? sao có thể bộc phát ra một cái loa toàn kình? Phi Thiên Lưu hỏi. Không, sư phụ, thật ra lúc nãy ta bộc phát ra không phải loa toàn kình, mà là tiệt mạch kình. Lục Trường Sinh nói xong, lại đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn trên mặt đất, rắc, một tiếng vang nhỏ. Mặt đất nhìn không hề có một chút biến hóa nào. Nhưng khi Phi Thiên Lưu mở sàn nha ra, phát hiện dưới mặt sàn tầng 1, vậy mà chia năm xẻ bảy rồi. Tiệt mạch kình, đây mới thật sự là tiệt mạch kình. Lục Viễn, vậy mà ngươi có thể luyện được hai ám kình giờ phút này trong lòng phí thiên lưu không chỉ kinh hãi mà là dậy lên sóng to gió lớn trên mặt lại càng lộ ra vẻ không thể nào tin được hai phát ám kình thật không thể ngờ ngươi còn gặp phúc trong họa phí thiên lưu nhìn lục viễn vẫn cảm thấy có chút khó tin dựa vào cách nói của lục viễn lục viễn bị tiệt mạch kình đả thương tâm mạch nhưng lại tự lĩnh ngộ được kình thật sự phúc trí tâm linh lập tức hiểu được bản chất của kình đợi sau khi thương thế khôi phục cẩn thận nghiền ngẫm lại lĩnh ngộ được tiệt mạch kình và loa toàn kình loa toàn kình cũng không khó hiểu dù sao cũng là tuyệt học của võ quán phi hạc lưu lục viễn ít nhất cũng luyện được hai năm bản thân là võ giả minh kình hơn nữa thiên phú cũng không tệ lắm luyện được loa toàn kình cũng không lạ nhưng mà tiệt mạch kình thì sao đây chính là bí truyền của tiệt mạch quyền không phải là người nắm giữ khẩu quyết trọng yếu của tiệt mạch quyền tại sao có thể nắm giữ tiệt mạch kình lục viễn chỉ mới vừa bị người đánh trúng tâm mạch lại tự lĩnh ngộ được tiệt mạch kình nếu thật sự là như vậy thì thiên phú của lục viễn quả thật nghe mà sợ hãi chẳng qua lục viễn cũng rất rõ ràng phúc trí tâm linh gì đó lĩnh ngộ được kình thật ra thì là kình hắn tiện tay đánh ra lấy ngộ tính của lục trường sinh đừng nói ám kình nếu hắn muốn hóa kình đan kình cương kình khả năng không cần tới mấy tháng là có thể nắm được hoàn toàn hoặc một tháng cũng được dù sao hóa kình đan kình cương kình thật ra cũng chỉ là một loại kỹ xảo thôi không cần tố chất cơ thể quá xuất sắc chỉ cần hiểu rõ bản chất của nó là có thể nắm được chẳng qua lục trường sinh không hao tâm tốn sức trên hóa kình đan kình cương kình bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu được bản chất của võ thuật rồi căn bản là không thể bước vào cảnh giới siêu phàm cùng lắm chỉ là thuật còn không thành đạo được mà cái lục trường sinh cần là võ đạo chứ không phải võ thuật nếu không bước vào được con đường siêu phàm vậy thì đương nhiên lục trường sinh sẽ không lãng phí thời gian hắn quan tâm vẫn là cực hạn võ đạo lưu hắn tự nghĩ ra sư phụ hiện tại cơ thể ta suy yếu bộc phát ám kình cũng cần tố chất cơ thể thật tốt mới có thể bộc phát nhiều ám kình hơn ta muốn mua chút đồ đại bổ không biết sư phụ có con đường không lục trường sinh nói thẳng đồ đại bổ ngươi gọi số này đi tới cổ dược phường thành tây dược liệu nơi đó rất chính tông ngoài cái đắt ra nhưng cái khác hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi lục trường sinh nhìn lướt qua số điện thoại ghi nhớ trong lòng đúng rồi nếu như đã luyện được nội kình vậy thì hai thầy trò chúng ta đáp thủ một chút phi thiên lưu đứng dậy đáp thủ trong giới võ thuật thật ra là chỉ việc sử dụng vũ lực một cách hợp lý cùng với cơ thể của bản thân không giống chém giết sinh tử nhưng lại có thể phân thắng bại sơ sơ bình thường thầy trò bạn bè đều dùng đáp thủ để so cao thấp với nhau đáp thủ được vậy thì thử một lần lục trường sinh gật đầu cho nên hai người đứng dậy dáng người phí thiên lưu cao ngất cơ thể cường tráng trên người hơi có chút khí thế trái lại lục trường sinh cũng rất bình tĩnh hai người chạm tay với nhau hai bên bắt đầu chậm rãi dùng sức hùng phí thiên lưu có chút kinh ngạc sức mạnh của hắn thật sự rất lớn lại luyện tập phi hạc lưu hơn 20 năm rất nhanh sắp đánh bại được hóa kình rồi kết quả lại không thể đẩy được đệ tử lục viễn cho nên phí thiên lưu tiếp tục gia tăng sức lực 8 phần 9 phần 10 phần phí thiên lưu dùng toàn bộ sức mạnh nhưng lục viễn vẫn không nhúc nhích như cũ lúc này phí thiên lưu cũng nhận thấy được điều bất thường hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ngươi cẩn thận vi sư muốn dùng loa toàn kình nói xong trong nháy mắt phí thiên lưu bộc phát ra một phát loa toàn kình một khi bộc phát ra ám kình thực lực võ giả sẽ tăng vọt một loa toàn kình bộc phát trong nháy mắt rơi xuống trên người lục trường sinh sau đó không có sau đó lục trường sinh vẫn không hề nhúc nhích một phát loa toàn kình giống như đá chìm đáy biển tiến vào cơ thể lục trường sinh lại không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào lục viễn Ngươi không cảm nhận được loa toàn kình của ta. Phí thiên lưu không nhịn được hỏi. Loa toàn kình? Sư phụ, đó chính là loa toàn kình sao? Mới vừa rồi bàn tay ta có hơi tê, còn tưởng là vì thời gian dài, thì là loa toàn kình sư phụ đánh ra. Lục trường sinh nói đúng sự thật. Dĩ nhiên, hắn thật sự biết phí thiên lưu đã bộc phát ra loa toàn kình. Chính là loa toàn kình, sao hắn lại không phát hiện cho được? Chẳng qua lục trường sinh cũng muốn nhìn một chút, loa toàn kình 20 năm công lực của phí thiên lưu, đến tột cùng uy lực như thế nào. Chỉ tiếc, loa toàn kình chỉ có thể khiến cho tay của lục trường sinh hơi tê một chút. Sau khi tiến vào trong người lục trường sinh thì biến mất tâm mất tích rồi. Bị cơ bắp, da, xương, máu trong cơ thể lục trường sinh chặn lại. Hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với lục trường sinh. Đây chính là cực hạn võ đạo lưu của lục trường sinh, trình độ tăng trưởng lần 1 8 tiến độ. Chỉ có tiến độ 8%, nhìn có vẻ như còn cách cực hạn của cơ thể người rất xa. Nhưng 8% tố chất cơ thể này cũng đã vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức loa toàn kình 20 năm công lực của phí Thiên Lưu cũng không thương tổn được hắn. Ngươi nói gì? Bàn tay chỉ hơi tê, là không có chuyện gì. Trong mắt phí Thiên Lưu đầy vẻ khó tin. Hắn thật sự không thể tin được. Chính là loa toàn kình 20 năm công lực của hắn, bình thường một khi đánh ra loa toàn kình, một con trâu cũng phải bị đánh chết. Nhưng sao bây giờ lại không làm gì được Lục Viễn? Chẳng lẽ thật sự là quyền sợ trai trẻ? Lục Viễn ngươi thử đánh ta một quyền phí thiên lưu vẫn còn có chút không thể tin được có phải sai chỗ nào hay không lục trường sinh gật đầu hắn trực tiếp vung ra một quyền thật ra cũng chỉ là một cái đấm thẳng bình thường nhưng mà tốc độ một quyền này quá là nhanh nhanh đến mức thần kinh phản ứng trải qua muôn vàn thử thách của phí thiên lưu hình như cũng không theo kịp tốc độ vung quyền của lục trường sinh vậy mà bị một quyền mạnh mẽ đánh thẳng vào người thật ra thì lục trường sinh cũng đã thu lại phần lớn sức mạnh nhưng chỉ sợ cho dù là một phần nhỏ sức mạnh cơ thể to lớn như vậy của phí thiên lưu lại trực tiếp bị đánh bay rồi bình bịch một tiếng trầm đục phí thiên lưu nặng nề ngã trên mặt đất tiếng gì vậy là tiếng từ trong phòng sư phụ truyền ra hình như lục sư đệ vừa mới vào phòng sư phụ không lẽ sư phụ không thể tầng hai của võ quán phi hạc mấy tên sư huynh sư tỷ của lục trường sinh luôn luôn chú ý đến tình huống trong phòng sư phụ bọn họ cũng đều biết lục viễn tiến vào gặp sư phụ hiện tại lại nghe được âm thanh nặng nề trong lòng quính lên. Bọn họ đều đoán rằng hơn phân nửa là sự phụ tức giận đang trách phạt Lục Viễn. Thương thế Lục Viễn vừa mới khỏi hắn cũng không thể lại bị đả thương được. Cho nên, các sư huynh, sư tỷ lập tức đẩy cửa vào, trong miệng hô to sư phụ, không thể. Sau đó, bọn họ lập tức ngu cả người. Bọn họ nhìn thấy gì? Ngã trên mặt đất không phải Lục Viễn, mà là sư phụ Phí Thiên Lưu. Thậm chí, Phí Thiên Lưu còn vô cùng chật vật, che ngực không ngừng ho khan sư phụ chuyện gì xảy ra vậy ngài sao vậy không phải là ngài đang trách phạt lục sư đệ sao hướng sư tỷ sợ ngây người không nhịn được mở miệng hỏi nhanh đỡ ta đứng dậy phí thiên lưu lảo đảo được chúng đệ tử đỡ dậy chỉ là ngực hắn rất đau tuy nhiên không bị thương đương nhiên hắn biết lục viễn thu lực rồi nếu không thì một quyền này lồng ngực hắn cũng bị đánh lõm xuống rồi vì vậy mà một quyền mất mạng nói cách khác thậm chí lục viễn có thể dưới tình huống không bộc phát ám kình một quyền đánh chết hắn điều này khiến cho phí thiên lưu cảm thấy có chút hoang đường chuyện này thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm nhưng đây cũng là sự thật lục viễn sao tự nhiên khí lực của ngươi trở nên lớn như vậy còn nữa sao tốc độ ra quyền của ngươi nhanh như vậy ngay cả ám kình ngươi cũng không bộc phát suýt chút nữa một quyền đánh chết ta chuyện này rốt cuộc chuyện này là sao một chàng câu hỏi của phí thiên lưu gần như không chút nghĩ ngợi mà bật thốt ra nhưng những lời này rơi vào tai đám người hướng sư tỷ thì lại giống như xét đánh trong lòng bọn họ bắt đầu dậy sóng sư phụ ngài nói lục viễn sư đệ bộc phát ám kình vừa rồi là một quyền của lục viễn sư đệ suýt chút nữa đánh chết sư phụ người chuyện này không thể nào trước đó không lâu lục viễn sư đệ còn mới suýt chút nữa bị người đánh chết trong giải thi đấu võ đạo rất nhiều đệ tử võ quán phi hạc cũng không quá tin tưởng chuyện này thật sự quá khủng khiếp rồi giống như chuyện nghìn lẻ một đêm thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong lòng Lục Trường Sinh vừa động, nếu hắn muốn ngưng tụ ra võ đạo, không thể mạnh mỗi bản thân được, chỉ sợ bản thân bước vào siêu phàm, cũng chỉ đi ra khỏi một con đường tu luyện thôi. Nếu muốn ngưng tụ ra võ đạo, phải truyền bá võ đạo ra thế giới này, hơn nữa tầm ảnh hưởng phải rất lớn. Như thế mới có thể ngưng tụ ra võ đạo thật sự dưới sự hợp sức của mọi người. Nếu thời gian của Lục Trường Sinh dài, thì hắn có thể phát triển từ từ, chậm rãi lan truyền sức ảnh hưởng của cực hạn võ đạo lưu. Nhưng mà hắn không có bao nhiêu thời gian. Kế hoạch của hắn là trong 3 năm nhất định phải ngưng tụ ra võ đạo. Thế nên, không chỉ tốc độ tu luyện của hắn phải nhanh, hơn nữa sức ảnh hưởng của cực hạn võ đạo lưu cũng phải nhanh. Như vậy, hắn cần trợ thủ. Cần rất nhiều trợ thủ cùng chung chí hướng. Mà trước mắt, không phải đang có rất nhiều trợ thủ ở đây sao? Ta chỉ cần sáng tạo ra một trường phái võ đạo, sau đó không ngừng tuyển chọn các đại cao thủ võ thuật, lan truyền sức ảnh hưởng của cực hạn võ đạo lưu. Về phần mở rộng phát triển cực hạn võ đạo lưu, đương nhiên là có người bên cạnh nghĩ cách mà vị trí của ta, tốt nhất là võ si. Không phải là võ si, sao có thể khai tông lập phái, sao có thể sáng tạo ra võ đạo siêu phàm. Trong lòng lục trường sinh đã có quyết định. Sư phụ, các vị sư huynh, sư tỷ, chắc hẳn các ngươi đều biết, ta bị người dùng tuyệt mạch kình đã thương tâm mạch trong giải thi đấu võ đạo, suýt chút nữa chết. Khoảng thời gian kia, mỗi ngày ta đều bên bờ vực sống chết, cho nên đã suy nghĩ rất nhiều. Ta mơ hồ phát hiện được bản chất võ thuật, ám kình cũng được, hoa kình cũng được, thậm chí đan kình, cương kình thì có làm sao về bản chất những loại kình này cũng chỉ là một loại kỹ xảo thôi thành đan kình cương kình có thể cản được đạn sao không cản được đừng nói là đạn ngay cả kéo gậy gộc cũng không đỡ nổi như vậy những võ giả cực khổ luyện võ mấy chục năm như chúng ta làm như vậy là vì cái gì cực khổ mấy chục năm một con dao thái rau cũng có thể giết chết võ giả võ giả trong suy nghĩ của ta không phải như vậy võ đạo trong suy nghĩ của ta cũng không phải như vậy Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Muốn nhìn một chút đến tột cùng Lục Viễn muốn nói gì. Mà lời nói này cũng chạm tới đáy lòng của bọn họ. Đúng vậy, cực khổ luyện võ mấy chục năm lại có tác dụng gì. Một con dao thái dao, một viên đạn là có thể khiến cho cố gắng mấy chục năm của bọn họ hóa thành hư ảo. Đó là một chuyện bi ai. Từng có một câu nói của Tông Sư Cương Kình, võ giả chết dưới súng đạn là một chuyện bi ai. Thấy sắc mặt mọi người lộ vẻ u buồn, thân sắc lục trường sinh nghiêm túc, trầm giọng nói, vậy nên vào thời khắc sinh tử ta có chút cảm ngộ cái loại cảm ngộ này giống như phật đà trong truyền thuyết ở dưới tàng cây bồ đề lập địa thành phật ta ngộ đạo rồi ta đã tự nghĩ ra cực hạn võ đạo không luyện sức mạnh chỉ tập trung khai phá cơ thể của bản thân nâng cao tố chất cơ thể thậm chí sau này có thể làm cho sơ thể sinh ra hai lần sinh trường ba lần sinh trường ta tin chắc sẽ có một ngày võ giả chúng ta có thể không cần sợ hãi súng đạn sẽ không khiến mấy chục năm khổ luyện thành một chuyện cười ta cũng tin chắc cực hạn võ đạo lưu của ta mới thật sự là võ đạo lời nói của lục trường sinh rơi xuống khiến cả phòng lặng ngắt như tờ chỉ còn lại từng tiếng hít thở dồn dập tự nghĩ ra cực hạn võ đạo lưu võ đạo thật sự không luyện sức mạnh chỉ nâng cao tố chất cơ thể tương lai không sợ hãi súng đạn điên rồi lục viễn ngươi thật sự điên rồi rốt cuộc một vài sư huynh lấy lại tinh thần ánh mắt một đám người nhìn vào lục viễn giống như đang nhìn một tên điên không sợ súng đạn đó là ước mơ biết bao nhiêu võ giả theo đuổi. Nhưng ai có thể làm được? Võ giả kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, cho dù là tông sư cương kình, cũng không dám nói không sợ hãi súng nạn. Hiện tại một võ giả minh kình như lục viễn, cho dù có là võ giả ám kình, lại dám nói tự nghĩ ra võ đạo có thể không sợ súng nạn. Đây không phải là chuyện cười cho thiên hạ sao. Giống như một nhóc học sinh tiêu học, đột nhiên nói đã tự nghĩ ra vi phân và tích phân. Thật sự là hoang đường. Lục trường sinh cười hắn đương nhiên biết dựa vào lời nói, những người khác chắc chắn sẽ không tin. Nhưng võ giả lại là một quần thể rất dễ đối phó. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Có được hay không, đánh một trận là biết. Các vị sư huynh, sư tỷ trong các ngươi cũng có không ít võ giả luyện được ám kình. Tự nghĩ ra cực hạn võ đạo lưu, tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng. Ta không dùng ám kính hay sức mạnh của cơ thể, tỉ thí một phen với sư huynh, sư tỷ mọi người sẽ biết ta có điên hay không, có phải đang lừa mọi người hay không sư huynh sư tỷ cảm thấy như thế nào ánh mắt lục viễn lần lượt quét qua từng người được ta lên trước hương sư tỷ cũng là người thẳng thắn là người đầu tiên đứng dậy nàng cũng không tin lời nói bậy của lục viễn tự nghĩ ra cực hạn võ đạo lưu đó quả thật là chuyện cười cho thiên hạ hiện tại hướng sư tỷ càng lúc càng cảm thấy lục viễn là vì suýt bị đánh chết trong giải thi đấu võ đạo từ đó bị kích thích tinh thần có chút bất thường chỉ cần nàng đem lục viễn đánh răng rơi đầy đất Đến lúc đó đương nhiên Lục Viễn sẽ tỉnh táo rồi, sẽ không tiếp tục nói vớ vẩn. Sư phụ, người xem. Hướng sư tỷ đưa ánh mắt về phía phí thiên lưu. Ánh mắt Lục Trường Sinh cũng nhìn về phí thiên lưu. Được, đồng môn tỉ thí với nhau, một chút rồi ngừng. Phí thiên lưu cũng gật đầu đáp ứng. Bản thân chính hắn thua có chút không giải thích được. Hiện tại có đệ tử ra tay, hắn cũng có thể đứng ở góc độ người đứng xem nhìn một chút. Cái gọi là cực hạn võ đạo lưu của Lục Viễn, rốt cuộc là cái gì? Cho nên, lục viễn cùng hướng sư tỷ ra khỏi phòng đi tới phòng khách tầng hai phòng khách rất rộng rãi đủ buông tay buông chân đây vừa là tỷ thí nhưng thực tế cũng được coi là một cuộc chiến đọ sức thật sự đó là lục viễn sư huynh sao người tham gia giải đấu võ đạo suýt chút bị đánh chết ở vòng đầu tiên chẳng qua nghe nói cũng không phải lục sư huynh quá yếu mà là đối thủ quá mạnh mẽ đối thủ của lục sư huynh cuối cùng không phải đạt được vị trí thứ ba của giải đấu sao đúng Lục sư huynh đã thua bởi tên hạng ba của giải đấu võ đạo, thua không oan. Nghe nói Hướng sư tỷ đã luyện được Ám Kình, thực lực vô cùng mạnh, Lục Viễn sư huynh tỷ thí với Hướng sư tỷ, chỉ sợ lại bị ăn đánh rồi. Rất nhiều đệ tử võ quán đứng ở một bên, vẻ mặt lúc này vô cùng hưng phấn. Dù sao, trận thực chiến giữa cao thủ võ đạo cũng vô cùng hiếm thấy. Còn chưa nói tới Hướng sư tỷ còn là cao thủ Ám Kình. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thứ được gọi là Ám Kình rốt cuộc là thần kỳ cỡ nào. Lục Trường Sinh cùng Hướng Sư Tỷ đứng ở trong đại sảnh. Vẻ mặt Hướng Sư Tỷ nghiêm túc nói, "Quyền cước không có mắt, nếu chịu không được thì nhận thua." Lục Trường Sinh gật đầu nói, "Sư Tỷ cứ việc thoải mái phát huy, không cần nương tay, ám kình không thể gây tổn thương cho ta." Nhìn dáng vẻ tự tin của Lục Trường Sinh, trong lòng Hướng Sư Tỷ cũng mơ hồ nảy sinh hung ác, quyết định không nương tay nữa. Phải dạy dỗ Lục Viễn thật tốt, khiến cho Lục Viễn tỉnh táo lại, đối diện với thực tế, "Vèo", Hướng Sư Tỷ động. Khoảng cách giữa hai người có mấy bước, nhưng hướng sư tỷ mạnh mẽ vọt tới trong nháy mắt đã tới trước người lục trường sinh lục trường sinh không hề tránh né thật ra thì trong mắt hắn hướng sư tỷ rất chậm một chút tốc độ này được coi là gì hắn muốn tránh thật sự đơn giản chẳng qua lúc này là cơ hội tốt nhất để phô bày cực hạn võ đạo lưu của hắn vì vậy hắn dứt khoát không tránh cứ lẳng lặng đứng yên tại chỗ như vậy bộp một trưởng của hướng sư tỷ vỗ lên người lục trường sinh dù sao hai người cũng có quan hệ đồng môn hiện tại cũng chỉ là tỷ thí cũng không phải cuộc chiến sinh tử vì vậy hướng sư tỷ cũng chỉ đánh trúng cánh tay của lục trường sinh cũng không ra tay vào chỗ hiểm nhưng dù vậy một khi loa toàn kình của nàng tiến vào cơ thể có thể khiến cho cánh tay của lục viễn trong nháy mắt mất đi cảm giác nhưng lục viễn chúng một phát loa toàn kình cả người lại giống như không có bất kỳ phản ứng gì hắn lại nhấc cánh tay lên cười nói hướng sư tỷ chút sức này không đủ cái gì trong lòng hướng sư tỷ chấn động nàng gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay lục viễn nhưng nàng nhìn rất rõ ràng cánh tay lục viễn không gãy cũng không sưng đỏ cử động cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì giống như loa toàn kình của nàng không có bất kỳ tác dụng gì vậy nhưng bộc phát một lần loa toàn kình đối với hướng sư tỷ tiêu hao rất lớn sao nàng lại có thể không biết một phát loa toàn kình uy lực lớn như thế nào lại tới hướng sư tỷ cắn răng một cái hóa trưởng thành quyền mạnh mẽ đánh về phía bụng lục viễn bụng là nơi mềm yếu nhất một khi bị ám kình xuyên qua có thể xâm phạm tới lục phủ ngũ tạng nhưng lục trường sinh vẫn không hề nhúc nhích chút nào mặc cho hướng sư tỷ đánh vào bụng hắn vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà hướng sư tỷ liên tục bộc phát hai lần ám kình thể lực hướng sư tỷ hao tổn nặng nhưng nội tâm của nàng lại rung động lớn nhất trọn vẹn hai phát loa toàn kình tuyệt đối sẽ không sai sao lục viễn lại giống như không có chuyện gì lại không phản ứng chút nào hướng sư tỷ tới lượt ta lục trường sinh khẽ mỉm cười sau đó đánh ra một quyền bình bịch một quyền này lục trường sinh đã thu lại phần lớn sức mạnh nhưng cả người hướng sư tỷ vẫn giống bị một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay nặng nề ngã văng ra ngoài nện ở trên mặt đất trong nhất thời cả phòng khách luyện võ đều hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình hai người hướng sư tỷ cùng lục viễn đây là đã phân thắng bại rồi có nhìn như thế nào cũng có chút diễn bởi vì đứng ở góc độ người xem quả thật quá giả rồi hai đòn tấn công của hướng sư tỷ quả thật mềm nhũn vô lực sau đó một quyền của Lục Viễn lập tức đánh bay Hướng Sư Tỷ ra ngoài. Quá giả đi, coi như là cố ý thua, cũng không thể giả như vậy chứ. Lục Viễn nhìn thoáng qua chúng đệ tử vây xem, hình như biết được suy nghĩ của bọn họ, cho nên cười nói, các ngươi nhìn Hướng Sư Tỷ giống như không hề dùng chút sức nào, nhưng Hướng Sư Tỷ đã đánh ra ám kình, chỉ là bị ta cản lại thôi. Các ngươi nhiều người như vậy, có thể lần lượt tới thử, mọi người cùng lên đều được. Ta muốn đánh mấy chục người. Ánh mắt Lục Trường Sinh không chút kiên kỵ lần lượt quét qua từng người đệ tử. Những học viên này nếu đã tới võ quán phi hạc luyện võ, rõ ràng đều là loại người huyết khí phương cương, sao có thể chịu được ánh mắt càn rỡ như vậy của Lục Viễn? Lên, những học viên này cũng sẽ không nói võ đức gì đó. Dù sao, bọn họ cũng chưa từng bước vào cửa, cũng không phải võ giả, thuần túy chỉ là người đam mê mà thôi. Quần đấu một người, sao có thể lần lượt lên? Cho nên, một nhóm khoảng mấy chục người trực tiếp đánh thẳng về phía Lục Viễn mà quán chủ phí thiên lưu cũng không ngăn cản võ sư truyền thống cho dù luyện được ám kình vẫn cũng sẽ sợ bị vây đánh một khi bị người vây đánh quá nửa sẽ bí đánh gần chết dù sao số lần bộc phát ám kình có hạn có thể bộc phát mất lần là hao hết thế lực một người đánh giết mấy chục người đó là muốn chết có lẽ chỉ có võ sư hóa kình đạt tới cảnh giới không thể thêm nổi cọng lông mới có thể đối phó quần ấu nhưng số lượng cũng không thể quá nhiều nếu không cũng sẽ hao tổn chết võ sư hóa kình phí thiên lưu cũng muốn nhìn một chút cực hạn võ đạo lưu của lục viễn đối mặt với quần đấu thì sẽ bộc lộ như thế nào thật ra thì trong lòng phí thiên lưu đã rất kinh hãi thậm chí đối với võ thuật đều có chút dao động khi hắn dựa vào lo toàn kình mấy chục năm lại không hề có tác dụng với một người trẻ tuổi như lục viễn niềm tin trong lòng hắn lúc này cũng bắt đầu sụp đổ giờ phút này trong phòng khách đối mặt với mấy chục người vậy đánh lục trường sinh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh tới hay lắm cực hạn võ đạo lưu của hắn trên thực tế chính là gia tăng toàn bộ phương diện của tố chất cơ thể gia tăng cơ bắp da xương máu năm năm cũng chính là tăng cường sức mạnh tốc độ năng lực đỡ đòn năm năm tóm lại chính là tăng cường toàn bộ phương diện tố chất cơ thể có không luyện mấy thứ kình loè loẹt mà vô dụng kia kình mạnh hơn có thể lợi hại hơn nắm đấm như bao các loại lớn của hắn sao mấy chục học viên đồng loạt sông lên nắm đấm đá ngang đủ loại đều chào hỏi trên người Lục Viễn. Hai tay Lục Trường Sinh mạnh mẽ đẩy, bịch, lập tức hơn 10 đệ tử bị Lục Trường Sinh trực tiếp đẩy ra, té ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, thân hình hắn vô cùng linh hoạt, không ngừng xuyên qua đám người, bắt được một học viên lập tức ném thẳng ra ngoài. Trong vài phút ngắn ngủi, mấy chục học viên đã nằm rên rỉ trên mặt đất, mà Lục Trường Sinh lại lông tóc vô thương, nhàn nhã đứng bên trong đại sảnh. Còn ai nữa? Ánh mắt Lục Trường Sinh đảo qua, tất cả đệ tử đều cúi đầu thậm chí còn có mấy tên sư huynh. Mấy vị sư huynh còn không lên sân. Mấy vị sư huynh bị ánh mắt Lục Trường Sinh quét tới, đều cúi đầu, không dám lên sân. Chuyện này thật sự kinh khủng. Bình thường một người đánh 10 người cũng rất khủng khiếp rồi. Hiện tại Lục Viễn lại là một đánh mấy chục người. Thậm chí, nhìn vào thể lực của Lục Viễn, một người đánh 100 chắc cũng không khó. Chẳng lẽ, cái gọi là cực hạn võ đạo lưu của Lục Viễn thật sự thần kỳ như vậy? Bỏ đi, Cực hạn võ đạo lưu của Lục Sư Đệ thật sự rất lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của sư đệ, không lên sân. Đúng vậy, ngay cả hướng sư tỷ cũng thua, chúng ta lại lên sân thì chính là một trò cười. Lục sư đệ, tốc độ, sức mạnh, năng lực đỡ đòn vừa rồi của ngươi vô cùng kinh khủng, chẳng lẽ thật sự là tác dụng của cực hạn võ đạo lưu ngươi tự nghĩ ra? Nhất thời, mấy vị sư huynh này thật sự tò mò về cực hạn võ đạo lưu. Bọn họ rất rõ ràng, thời gian vết thương Lục Viễn bị đánh trong giải đấu võ đạo là bao lâu huống hồ còn phải chăm sóc tốt cơ thể. Lục Viễn thật sự tự nghĩ ra cực hạn võ đạo lưu, vậy thời gian luyện tập chắc chắn cũng không dài. Chỉ một chút thời gian như vậy, tố chất cơ thể Lục Viễn đã thoát thai hoán cốt, thật sự so với những người có tố chất thân thể thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực kia còn muốn khủng bố hơn. Nếu thật sự như vậy, cực hạn võ đạo lưu kia thật sự đáng sợ. Đương nhiên là thật. Sao vậy, mấy vị sư huynh muốn học? Lục Trường Sinh cười như không cười hỏi, chuyện này mấy tên sư huynh dùng dư quang khóe mắt nhìn sư phụ phí thiên lưu bọn họ đều là đệ tử chính thức của võ quán phi hạc học chính là phi hạc lưu luyện chính là loa toàn kình không thể dễ dàng thay đổi luyện tập trường phái võ thuật khác trừ khi sư phụ đồng ý sư phụ lục trường sinh cung kính hành lễ với phí thiên lưu trong lòng phí thiên lưu phải chịu chấn động lớn thậm chí cảm giác niềm tin duy trì từ trước tới nay đều sụp đổ lần đầu tiên hắn cảm thấy kinh hắn cực khổ luyện tập mấy chục năm đã thành công cốc rồi Lục Viễn, cực hạn võ đạo lưu của ngươi, thật sự thần kỳ như vậy. Phi Thiên Lưu hỏi. Sư phụ, ngài thử một lần là biết. Thậm chí, không chỉ sư phụ, sư huynh, sư tỷ, còn có đệ tử võ quán, thậm chí người bình thường cũng có thể luyện. Hơn nữa, không cần thời gian quá dài, chắc chỉ một tháng là có thể cảm nhận được hiệu quả rõ ràng. Sư phụ, không thì ngài dùng một tháng thử một lần thì sao? Lục Trường Sinh rất tự tin, một tháng, hắn tin tưởng, một khi Phi Thiên Lưu cùng với mọi người võ quán, luyện cực hạn võ đạo lưu một tháng vậy thì không thể rời bỏ cực hạn võ đạo lưu rồi nhất định sẽ vô cùng cuồng nhiệt đối với cực hạn võ đạo lưu dĩ nhiên tốc độ người bình thường luyện tập cực hạn võ đạo lưu chắc chắn không thể so được với lục trường sinh dù sao ý thức của bọn họ cũng không mạnh được như lục trường sinh không thể khống chế được từng bộ phận trên cơ thể từng tấc huyết nhục nhưng lục trường sinh đã sớm suy nghĩ đến điểm này hắn căn cứ vào tình huống của bản thân tự nghĩ ra mấy động tác riêng Thông qua luyện tập những động tác này mỗi ngày, có thể xúc tiến tiêu hóa dạ dày, xúc tiến chất dinh dưỡng được các bộ phận cơ thể hấp thu. Hiệu suất đại khái bằng với 1% so với lục trường sinh tự luyện tập. Nhưng đừng xem thường 1% này. Tiến bộ của lục trường sinh khổng lồ như thế nào? Tuy hiệu suất của người bình thường chỉ bằng 1% của lục trường sinh, như vậy cũng vô cùng kinh khủng rồi. Hơn nữa, hiệu suất ban đầu của người học khả năng chỉ có 1%. Nhưng nếu như đắm chìm trong cực hạn võ đạo lưu một thời gian ngắn, có thể tự mình khống chế dạ dày và bộ phần, vậy thì hiệu suất chắc chắn sẽ còn tăng lên. Đến lúc đó đạt tới một phần 10 hiệu suất của lục trường sinh, thậm chí hiệu suất cao hơn cũng không phải là không được. Được, một tháng, ta thử một chút. Còn các ngươi nữa, người muốn học cũng có thể thử một chút. Nhưng phải giữ bí mật với phái võ đạo cực đoan, không được tự ý truyền ra ngoài. Phí thiên lưu do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Dù thế nào, một tháng cũng không lâu lắm. Hắn chỉ cần tự mình thử một lần, là có thể biết được hiệu quả của cái gọi là cực hạn võ đạo lưu. Không chỉ phí thiên lưu, hướng sư tỷ của võ quán phi hạc còn có mấy vị sư huynh cùng với mấy chục lên đệ tử bị một mình lục trường sinh đánh ngã kia. Toàn bộ đều nhao nhao tỏ vẻ muốn thử tập cực hạn võ đạo lưu thử một chút. Lục trường sinh cười. Cực hạn võ đạo lưu hắn tự nghĩ ra hiện tại mới một, hai tháng đã có mấy chục người luyện. Tin chắc một tháng sau, mấy chục người này sẽ là hạt giống của cực hạn võ đạo lưu nhất định có thể giúp đỡ hắn lan truyền cực hạn võ đạo lưu ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là phải có hiệu quả, thậm chí hiệu quả phải rất tốt mới được. Cho nên, Lục Trường Sinh dùng 100 vạn phía giải đấu võ đạo bồi thường đi tới cổ dược phường mua đồ đại bổ. Sau đó mỗi ngày ở võ quán phi hạc luyện tập cực hạn võ đạo lưu cũng thuận đường chỉ dạy người võ quán phi hạc một phen. Thời gian thoáng một cái, một tháng nhanh chóng qua đi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng. Tầng 2 võ quán phi hạc, mấy chục người tụ tập trong một phòng không có bất kỳ ai vắng mặt cực hạn võ đạo lưu đến tột cùng có thể giảng dỡ được hay không thậm chí có thể thay thế được võ thuật truyền thống hay không có lẽ phải nhìn vào hôm nay rồi lục viễn đi tới phòng khách tầng 2 của võ quán vừa mới bước vào phòng khách đã thấy mấy chục tên đệ tử đều đồng loạt mạnh mẽ đứng dậy soạt tất cả đệ tử đều đứng dậy cung kính cúi đầu với lục trường sinh hơn nữa còn đồng loạt hô lên lục sư huynh lục viễn có phần kinh ngạc Chẳng qua, thấy vẻ mặt của rất nhiều đệ tử đầy hồng quang, tinh thần sáng lạn, trong lòng cũng đoán được đại khái. Những học viên này chắc chắn đã nếm được chỗ tốt rồi. Thời gian một tháng, tố chất cơ thể có tăng lên hay không, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Sư phụ, ngài cảm thấy như thế nào? Lục viễn hỏi. Sư phụ phí thiên lưu hít một hơi thật sâu, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đánh ra một quyền, thình thịch. Bao cát lớn như vậy, bị đánh đến rung động ầm ầm, giống như nếu không có trọng lượng, đã bị trực tiếp đánh nát rồi. Phi Thiên Lưu ngừng lại, trầm giọng nói, ta không bộc phát ám kình, thời gian một tháng, sức mạnh, thể chất đều tăng lên rõ ràng. Nếu như kiên trì một năm, ba năm, năm năm, thậm chí mười năm, tố chất cơ thể ta, e là sẽ tăng tới một trình độ không thể tưởng tượng được. Phi Thiên Lưu quả thật vô cùng chấn động. Cực hạn võ đạo lưu thậm chí đã đánh tan nhận thức của hắn. Thời gian một tháng ngắn ngủn lại khiến cho hắn có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Chẳng qua, Phí Thiên Lưu khác với người bình thường. Lục Trường Sinh từng nói với Phí Thiên Lưu, nếu như sử dụng một chút đồ đại bổ, hiệu quả cực hạn võ đạo sẽ tốt hơn. Cho nên, một tháng này, mỗi ngày Phí Thiên Lưu đều ăn đồ đại bổ, gần như không hề ngừng. Vì vậy, mới có tăng trưởng vô cùng rõ ràng. Sau đó chính là hướng sư tỷ, hạ sư huynh cùng với phần lớn đệ tử. Tuy rất nhiều người bọn họ không dùng đồ đại bổ, nhưng một tháng kiên trì luyện tập cũng đủ để khiến họ cảm nhận được rõ ràng. Ví dụ như, sức mạnh đúng thật là lớn hơn một chút, tinh thần tốt hơn, tinh lực mỗi ngày đều giống như dùng không hết. Loại thay đổi thiết thực trên cơ thể này quả thật khiến người ta say mê. Giờ phút này, bọn họ không còn bất kỳ hoài nghi đối với cực hạn võ đạo lưu, thậm chí lòng tin còn dồi dào hơn bất kỳ ai. Phí Thiên Lưu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Thế nên, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không tiếp tục luyện kình nữa, ta sẽ luyện tập cực hạn võ đạo." Phí Thiên Lưu cho thấy thái độ của mình đầu tiên, phi hạc lưu của hắn cũng không luyện. Phi hạc lưu, thật ra thì không chỉ có một nhánh của hắn, còn có rất nhiều nhánh. Lúc trước phi thiên lưu cũng học tập võ thuật phi hạc lưu tại võ quán, hắn cũng không có trách nhiệm truyền thừa võ thuật phi hạc lưu. Vì vậy, hiện tại buôn bỏ phi hạc lưu đối với phi thiên lưu không có bất kỳ gánh nặng nào. Lục viễn, sau này võ quán phi hạc, đổi thành cực hạn võ đạo, chúng ta gọi ngươi là phái chủ cực hạn võ đạo lưu dựa vào đám thành viên nòng cốt chúng ta sau này nhất định có thể giúp cực hạn võ đạo lưu của ngươi mở rộng tầm ảnh hưởng xưng bá cả thành phố bàn cả phương nam thậm chí cả vương quốc ngọc long trong ánh mắt phí thiên lưu hiện lên nhiều tia tinh mang đó là ánh sáng của dã tâm lúc hắn còn tráng niên cũng từng có ước mơ cao xa đáng tiếc cuối cùng phí hoài tháng năm cuối cùng chỉ có thể làm mèo ở một tảng đá nhỏ mở một võ quán nho nhỏ nhưng hiện tại thì khác rồi phí thiên lưu vô cùng rõ ràng tiềm lực của cực hạn võ đạo một khi phát triển cực hạn võ đạo ắt phải bay lên tận trời mà đây cũng là cơ hội của phí thiên lưu cho dù lục viễn có kinh tài tuyệt diễm thế nào hắn cũng đã từng là sư phụ của lục viễn sau này giới thiệu ông tổ cực hạn võ đạo lưu lục viễn cũng sẽ cộng thêm một câu khi còn trẻ tuổi đã từng kế thừa võ quán phi hạc của phí thiên lưu có tầm ảnh hưởng này ở đây thành tựu lục viễn càng lớn chỗ tốt đối với phí thiên lưu cũng càng lớn vậy nên phí thiên lưu trải qua một tháng cân nhắc cuối cùng mới có quyết định này lấy võ quán phi hạc ra toàn lực ủng hộ lục viễn lục trường sinh có phần ngoài ý muốn không nghĩ tới phí thiên lưu quyết đoán như vậy võ quán phi hạc này chính là phí thiên lưu dốc sức cả đời mới có được kết quả hiện tại trực tiếp cống hiến ra ngoài toàn lực ủng hộ lục viễn lục trường sinh suy nghĩ một lúc đúng là bây giờ hắn cần một chỗ dùng để phát triển cực hạn võ đạo lưu võ quán phi hạc quả thật rất phù hợp cho nên lục trường sinh cũng không khách sáo nữa trực tiếp gật đầu nói vậy thì cảm ơn sư phụ Võ quán phi hạc đổi tên thành võ quán cực hạn, nhưng quyền sở hữu võ quán vẫn thuộc về sư phụ, ta chỉ tạm thời chiếm dụng không gian này. Sau này võ quán cực hạn cũng sẽ không tiếp tục sử dụng phương pháp giảng dạy sư đồ, mà sẽ dùng phương pháp học viên. Chỉ cần là những người gia nhập võ quán cực hạn, đều là đệ tử võ quán cực hạn, ở chỗ này chỉ có huấn luyện viên, đệ tử. Thật ra thì, lục trường sinh rất muốn miễn phí. Nhưng vừa bắt đầu đã miễn phí, thì lại không thích hợp. Hiện tại danh tiếng của hắn còn nhỏ, cực hạn võ đạo lưu cũng chưa có tầm ảnh hưởng gì. Bây giờ miễn phí thì có lợi gì? Thứ càng dễ có được, mọi người sẽ không quý trọng. Chỉ khi chờ tới lúc danh tiếng lục trường sinh truyền xa, phá vỡ cực hạn, tiến vào siêu phàm. Đến lúc đó, tầm ảnh hưởng của hắn mới lan rộng ra toàn thế giới, lại miễn phí cực hạn võ đạo lưu, mọi người tự nhiên sẽ chạy theo như vịt. Đến lúc đó, cực hạn võ đạo lưu chắc chắn sôi động toàn thế giới, ngưng tụ ra võ đạo cũng đơn giản rồi. Cho nên hiện tại, vẫn là ổn định vững vàng. Ngay sau đó Lục Trường Sinh đem chuyện võ quán cực hạn giao cho đám người sư phụ, hướng sư tỷ. Phái chủ là hắn, không cần xử lý việc vật. Hắn chỉ cần làm biểu tượng cực hạn võ đạo lưu trên tinh thần là đủ. Nhân vật thuộc về linh hồn. Lục Trường Sinh trở lại trong phòng. Hắn triệu hồi bảng thuộc tính, xem xét tình huống trước mắt. Ký chủ, Lục Viễn. Cực hạn võ đạo lưu, tăng trưởng lần 1, 23%. Cực hạn võ đạo lưu của Lục Trường Sinh, tiến độ đã đạt đến 23%. Thật ra thì đây cũng đã rất nhanh rồi. Một tháng tiến độ tăng lên 15%. Đương nhiên, đó là vì cung cấp lượng lớn đồ đại bổ. Nếu như không có những đồ đại bổ kia, tiến độ Lục Trường Sinh nhất định sẽ giảm rất nhiều. Lục Trường Sinh tính toán một hồi. Hiện tại hắn đã tới bí giới này được khoảng 3 tháng. Thật ra cũng coi như là mới bắt đầu. Hắn chỉ còn lại thời gian hơn 2 năm để phát triển cực hạn võ đạo lưu. Hạn chế hiện tại của ta là đồ đại bổ, hơn 100 vạn cũng sắp dùng hết rồi cũng phải kiếm tiền mới được bây giờ lục trường sinh muốn kiếm tiền thật ra cũng không khó đơn giản chính là xây dựng võ quán thôi nhưng xây dựng võ quán phải có người tới học mới được làm sao để thu hút người tới học chuyện này trong giới võ thuật nói dễ cũng dễ nói khó cũng khó nói dễ đương nhiên vì võ vô đệ nhị khiêu chiến đạp đổ quán là được ai mạnh hơn tự nhiên sẽ có người tới đây luyện võ nói khó vì một vài võ quán cắm dễ sâu tại địa phương có quan hệ trồng chéo phức tạp khắp các phương diện một khi lục trường sinh thật sự đá từng quán một đó chính là đắc tội với tất cả các võ quán chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ phải hứng chịu áp trên mọi mặt trận nhưng giới võ thuật không chỉ đơn giản như vậy dù sao giới võ thuật có một câu nói giang hồ từ trước tới nay không chỉ chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế chỉ là làm gì có chuyện lục trường sinh sẽ cùng đám người này lá mặt lá trái nói nhân tình thế sự thời gian của hắn không nhiều chỉ có hơn 2 năm. Tiến độ tăng trưởng lần 1 23% giúp cho tố chất thân thể của ta vượt xa người bình thường. Đủ để đối phỏ hóa kình, thậm chí đan kình. Như vậy, trước tiên đặt ra mục tiêu nhỏ, trở thành số 1 thành phố bản đi. Trong lòng lục trường sinh làm ra quyết định. Số 1 thành phố bản. Bây giờ xem ra, có thể thực hiện việc này được rồi. Hoàn toàn khai hỏa danh hiệu cực hạn võ đạo lưu. Cho nên, lục trường sinh trực tiếp tìm tới nòng cốt hiện tại của cực hạn võ đạo lưu. Sư phụ, các loại võ quán hiện tại của thành phố Bàn, danh mục các trường phái võ thuật phong phú, rất sự bất lợi với việc mở rộng cực hạn võ đạo lưu của chúng ta. Vậy nên ta chuẩn bị đi đá quán, khiến cho cả thành phố Bàn chỉ có duy nhất cực hạn võ đạo lưu có chúng ta." Lời nói của Lục Trường Sinh chém đinh chặt sắt, hiển nhiên đã sớm hạ quyết tâm. "Ngươi muốn đi đá quán?" Sắc mặt Phí Thiên Lưu hơi đổi. "Còn muốn khiến thành phố Bàn chỉ có cực hạn võ đạo lưu, điều này có nghĩa là gì?" Phí Thiên Lưu rất rõ ràng. Đây là muốn chặt đứt con đường tiền tài của những võ quán khác, tống cổ những võ quán kia ra khỏi thành phố bản. Lợi ích kéo theo trong chuyện này khổng lồ như nào. Còn có áp lực mọi mắt, kinh khủng cỡ nào. Lục Viễn, thật ra thì không cần vội vàng như vậy, chúng ta có thể từ từ giải quyết." Phi Thiên Lưu khuyên bảo. "Từ từ giải quyết?" Lục Trường Sinh lắc đầu, ý vị sâu xa nói, "Con đường võ đạo có vào không có ra, huống hồ, nếu ta đã tự nghĩ ra cực hạn võ đạo lưu mà ngay cả vị trí đứng đầu khu vực thành phố bàn còn không dám tranh giành vậy cực hạn võ đạo lưu làm sao có thể vượt qua cực hạn ý ta đã quyết sư phụ không cần khuyên nữa bây giờ thì cần chuẩn bị trước xem xem làm sao để khiến chuyện đá quán trở thành chuyện xôn xao cả thành phố bàn cũng dùng chuyện này mở rộng tầm ảnh hưởng của cực hạn võ đạo lưu bây giờ lục trường sinh là phái chủ cực hạn võ đạo lưu quyết định của hắn là quyết định của cực hạn võ đạo lưu xin tuân theo mệnh lệnh phái chủ đám người phí thiên lưu nhanh chóng bắt đầu thương lượng nếu như Lục Trường Sinh nắm chắc trăm thắng lợi, như vậy muốn mở rộng sức ảnh hưởng của đá quán, cuối cùng thương lượng ra phương pháp xử lý thì rất đơn giản. Đài truyền hình, tin tức truyền thông, chỉ cần có thể khiến người nhà đài, người đưa tin chú lại quay mấy video đăng tải lên mạng, thậm chí mở livestream trực tiếp. Như vậy, tất nhiên có thể khiến lần đá quán này trở nên hot hòn họt, chấn động cả thành phố Bàn, thậm chí chấn động vương quốc Ngọc Long. Nhưng điều kiện tiên quyết của toàn bộ, Lục Viễn phải thắng, tuyệt không thể thua nếu như thua một lần thì toàn bộ những cố gắng ban đầu đều đổ sông đổ bể ba ngày sau lục trường sinh lên đường hắn đã sớm dùng danh nghĩa cực hạn võ đạo lưu gửi thư khiêu chiến tới võ quán bão hùng thật ra thì cho dù võ quán bão hùng có đồng ý hay không cũng không có ý nghĩa gì vì cho dù đồng ý hay không vẫn là đá quán đá quán có thể nói là hành động ác liệt nhất trong giới võ thuật được xưng là sinh tử đại thù dù sao đá quán cũng là chặt đứt đường tiền tài của người ta như giết cha giết mẹ người ta ở đâu sẽ có người khách khí với người đá quán về phần cực hạn võ đạo lưu bên này cũng chuẩn bị rất thỏa đáng phí thiên lưu lợi dụng quan hệ nhân mạch của mình tìm người đài truyền hình đi theo lục viễn quay toàn bộ quá trình đá quán còn có một vài đệ tử võ quán phát trực tiếp trên mạng còn có phóng viên đưa tin cũng chuẩn bị đưa tin trên báo chí đương nhiên tốc độ nhanh nhất vẫn là phát sóng trực tiếp trên mạng ví dụ như mở một livestream trực tiếp trong nền tảng phát sóng trực tiếp lớn nhất trên mạng để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.